Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 51. Tử Tiêu Quỷ Vương thấy thế, nhân tiện nói, như là đã thỏa đàm, các vị đối chi tiết đều không dị nghị, cái kia thì có thể đi trở về, lập tức xuất binh. Đúng vào lúc này, Long U Nguyệt bỗng nhiên nói một câu. Các vị, ta có dị nghị. Các quỷ vương có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Long U Nguyệt là nơi này lớn nhất không có quyền thế người. Long Thương Nguyên đều chỉ có thể làm chó, huống chi là nàng. Nàng còn dám có ý tưởng. Nói, Tử Tiêu Quỷ Vương lãnh đạm nói. Dựa theo ước định lúc trước, Kiếm Tông cùng Ma Tông, có thể chia cắt nhất nguyên thần vực. Thất Tinh Thiên Tông có thể được đến ngũ hành thần vực 1/3 lãnh thổ, nhưng ta Biển Tông lại chỉ có thể đạt được Bát Quái Tâm Tông 1/5 đất đai, chúng ta lại muốn vì này giao chết người cùng tinh lực, cho nên ta cảm thấy, lúc trước an bài, đối với ta Tứ Tượng thần vực, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Long U Nguyệt không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Câu nói này nói xong, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt, tập trung ở trên người của nàng. Nói hết à, Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười hỏi. Nói xong, Long U Nguyệt nói. Nói xong liền lăn, Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Dạng này à, Long U Nguyệt đứng lên, vậy ta Tứ Tượng thần vực, lui ra đồng minh. Nói xong, nàng đứng lên, xoay người rời đi. Ra cái cửa này, trong vòng 10 ngày, liền không có ngươi người này. Tứ Tượng Hải Tông sẽ có tân tông chủ, Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Thử một chút, Long U Nguyệt quay đầu mỉm cười, vậy mà không có e ngại. Đổi lại Long Thương Nguyên, đã sớm lăn trên mặt đất. Đang lúc nàng muốn đi ra ngoài thời điểm, cái kia bạch bào, bà Sa Quỷ Vương, nói, cho nên ngươi muốn cái gì? Ta muốn chỉnh cái Bát Quái thần vực. Long U Nguyệt quay người đứng lại, vô cùng dứt khoát nói. Lời nói này lối ra, vốn nên gây nên cười vang, nhưng tại chàng các vị đều không cười. Lấy Long U Nguyệt thân phận, không có khả năng nói ra như thế mê sảng. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, chính là Long U Nguyệt, tự nhận là có tư cách này. Rất tốt, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, đem ngươi chiêu, cho lấy ra tới. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Để người bên ngoài cho đi là đủ. Long U Nguyệt nói. Há, còn có người. 7 vị quỷ vương tăng thêm mặt khác 3 vị tông chủ, đều mắt lộ ra vẻ tò mò, hướng về môn nhìn ra ngoài. Phanh phanh. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cửu Quỷ Thiên Cung cái kia cẩn trọng cửa lớn, bị trực tiếp đẩy ra, một người mặc đỏ thẫm giao nhau trường bào, chỗ mi tâm có cái thứ 3 ánh mắt đỏ như máu trung niên nam tử, từ bên ngoài đi vào. Hắn thoáng qua thì đứng ở Long U Nguyệt bên người, Long U Nguyệt lùi lại một bước, thối lui đến phía sau của hắn, coi thái độ, rõ ràng là lấy người đến này vi tôn. Độc Cô Tấn, Tử Tiêu Quỷ Vương hé miệng cười một tiếng, thần tông kiếp lão, đi Tứ Tượng thần vực làm tân vương đâu. Các ngươi Hải Tông người đều đồng ý sao? Tông chủ do ta làm, nhưng chúng ta là vợ chồng. Long U Nguyệt nói. Rất rõ ràng, hiện tại Tứ Tượng thần vực chân chính trưởng khống giả, sẽ chỉ là Độc Cô Tấn, về phần hắn đến cùng là thân phận gì, căn bản không trọng yếu. Há, vậy chúc mừng các ngươi. Tử Tiêu Quỷ Vương cau mày, nhìn nhiều Độc Cô Tấn vài lần, vấn đề là, nhiều một cái Độc Cô Tấn, liền muốn toàn bộ Bát Quái thần vực, dựa vào cái gì? Ngoại trừ Nhất Nguyên Thần Tông bên ngoài 3 cái thần vực, trên cơ bản đều là Cửu Cung Quỷ Tông trong miệng thịt. Thất Tinh Thiên Tông đều chỉ có thể chia một ít, Tứ Tượng Hải Tông, dựa vào cái gì phân đi một khối lớn? Tử Tiêu Quỷ Vương, chỉ bằng cái này. Trong yên tĩnh, Độc Cô Tấn trong tay, xuất hiện một thanh tinh hồng sắc, rất khí trùng thiên thần giản vừa ra, toàn bộ Cửu Quỷ Thiên Cung, đều lâm vào túc sát trong không khí. Sát thần giản, kỳ, ngay phía trên áo đen lão giả, ánh mắt kinh dị nhìn lấy Độc Cô Tấn binh khí trong tay. Địa Tạng Quỷ Vương, muốn thử một chút uy lực của nó sao? Độc Cô Tấn mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đệ nhất Quỷ Vương. Địa Tạng, bà Sa, hai vị này Quỷ Vương bóng mờ, đã bao phủ Viêm Hoàng Đại Lục mấy trăm năm. Thời gian dài như vậy bên trong, duy nhất có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp, tại cường giả phương diện phía trên, chỉ có Lục Đạo Kiếm Ma một người. Thế mà, hôm nay Độc Cô Tấn, vậy mà tại cái này bên trong nói ra câu này, to gan lớn mật. Thần vật tuy tốt, còn phải nhìn người, Tử Tiêu Quỷ Vương tâm lý sớm đã không vui, Tử Tốn nói. Độc Cô Tấn không có trả lời, chỗ mi tâm tinh mắt đỏ, nhìn chằm chằm phía trên áo đen Địa Tạng Quỷ Vương, ánh mắt không quá lễ phép. Tới, Địa Tạng Quỷ Vương nói. Bêu xấu. Độc Cô Tấn vừa nói xong,
Trong tay sát thần giản chấn động, một đạo huyết ảnh cương khí, tòng thần giản bên trong chấn động mà ra, trong nháy mắt lao vút đến địa tạng quỷ vương trước mắt. Ông! Không khí xé rách, phát ra rít lên. Đất đèn hỏa quang ở giữa, địa tạng quỷ vương không nhanh không chậm, vươn tay. Trên bàn tay của hắn giống như là có một cái vòng xoáy màu đen, đem cái kia huyết ảnh cương khí trực tiếp nuốt vào. Hết thảy giống như lặng yên im ắng, nhẹ nhõm tiêu trừ. Thế nhưng là sau một khắc, địa tạng quỷ vương ghế dựa, lại đánh cho một tiếng, hóa thành bột phấn. Cái này khiến địa tạng quỷ vương, không thể không đứng lên. Hắn ánh mắt híp lại, nhìn Độc Cô Tấn liếc một chút, cười nói, không tệ, không tệ, Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, xem ra ngươi tại thiên tinh cảnh đạt được khó lường tạo hóa, liền vượt hai trọng, trực tiếp đăng nhập cuối cùng con đường thành thần. Ngươi cùng Phong Thanh Ngục, đều có hy vọng thành thần. Địa tạng quỷ vương quá khen rồi, các ngươi hai vị, mới là về khoảng cách thần gần nhất nhân vật. Độc Cô Tấn nói, sai, chúng ta tác nghiệt quá nhiều, thiên đạo không cho, kéo dài hơi tàn thôi. Ha ha, địa tạng quỷ vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trừ hắn ra, tại chỗ quỷ vương, tông chủ, bao quát Phong Thanh Ngục ở bên trong, đối đãi Độc Cô Tấn ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Lúc trước Độc Cô Tấn, chỉ có thể coi là đỉnh phong cường giả, hiện tại, người bước vào tầng chót nhất giàn quân, thượng thần phía dưới, mấy cái vô địch thủ. Bây giờ thật đúng là chín đại thần vực thịnh thế, tối thiểu có 100.000 năm qua, đều không nhiều như vậy tầng 12 tử kiếp đồng thời tại thế. Nói đến đây, bạch bào bà sa quỷ vương, cười híp mắt nhìn về phía Phong Thanh Ngục, nói, Phong Tông Chủ, ngươi như là đã thông hiểu, liền không lại dùng đè ép cảnh giới, cùng ba người chúng ta cùng một chỗ, cảm thụ tầng 12 tử kiếp mị lực đi. Ta không có các ngươi ba cái gan lớn, nhìn nhìn lại đi. Phong Thanh Ngục nói, hắn cùng còn lại người cùng cảnh giới khác biệt, hắn tùy thời đều có thể bước vào một bước cuối cùng. Có thể mấu chốt là, một khi đi vào, cái kia chính là không thành thần liền hẳn phải chết đường. Liền hai vị này quỷ vương, đều ở trong đó dẫy dụa, dựa vào cực kỳ tàn ác bí pháp kéo dài tuổi thọ. Độc Cô Tấn nguyên bản vì 11 tầng tử kiếp, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trực tiếp tiến vào một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, tự nhiên sẽ cường rất nhiều. Tiếp đó, là chân chính cần phải dùng đến lực lượng thời điểm, rất nhiều kẻ tại sinh kiếp kiếp lão, chỉ cần có thể tiến tử kiếp, đều do sinh nhập tử, buông tay nhất bác. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Phong Thanh Ngục vẫn là nhịn được. Hắn dù là tùy thời đều có thể tiến tử kiếp, đối với hắn mà nói, còn không phải lúc. Coi như không tiến tử kiếp, tại nắm chắc mấy cái tầng 12 sinh kiếp, bên trong, hắn đồng dạng không có địch thủ. Độc Cô Tấn thực lực, rõ ràng cải biến mọi người đối tứ tượng hải tông thái độ. Trực tiếp bước vào, cuối cùng tử kiếp, về sau, hắn đơn thể chiến lực, tăng thêm sát thần giản, khả năng so Phong Thanh Ngục đều cường. Nhìn như hai trọng cảnh giới biến hóa, nhưng nói thật, tại bọn họ cấp độ này, cũng là một bước lên trời. Trực tiếp đụng chạm đến, thế giới trần nhà. Bát quái thần vực rất nhỏ, không biết hiện tại, chúng ta tứ tượng thần vực, phải chăng có tư cách tiếp nhận. Độc Cô Tấn rất thẳng thắn nói. Các quỷ vương liếc nhau một cái. Bọn họ xem ra do dự, tự mình đàm luận rất lâu, sau cùng địa tạng quỷ vương nói, chỉ cần Độc Cô huynh đệ, mang theo tứ tượng thần vực, cống hiến ra vốn có lực lượng. Ta muốn chỉ là bát quái thần vực, Phong Tông Chủ, Lý Tông Chủ cùng trưởng tôn Tông Chủ, cũng sẽ không có ý kiến. Ý tứ cũng là đáp ứng. Bát quái thần vực cùng Phong Thanh Ngục bọn họ không quan hệ, bọn họ đương nhiên không ý kiến. Nghe, bởi vì Độc Cô Tấn thực lực, Cửu Cung Quỷ Tông đã làm ra to lớn nhượng bộ. Đa tạ các vị, mặt khác, ta còn có một cái nho nhỏ khát vọng. Độc Cô Tấn nói. Lời nói này đi ra, các quỷ vương liền không có thư thái như vậy. Phải biết, cả một cái bát quái thần vực, đã là một miếng thịt to. Nói, địa tạng quỷ vương nói. Thiên tinh diệu long thần kích, đối các vị vô dụng, có thể các vị không biết, ta cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị, còn có một số liên hệ máu mủ. Cho nên, các loại công phá Thái Cổ thần vực về sau, bảo bối này quy ta, như thế nào? Độc Cô Tấn nói. Cửu quỷ thiên cung lâm vào tĩnh mịch bên trong. Có mấy vị quỷ vương, sắc mặt đã khó coi. Thiên tinh diệu long thần kích bên trong cường hãn thần binh, coi như mình không thể dùng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng cho người khác. Dựa theo trước kia ước định, người nào đạt được, vậy liền người nào. Địa tạng quỷ vương nói. Nếu có thể ở ước định bên ngoài, để thiên tinh diệu long thần kích thuộc về ta, vậy thì càng tốt hơn. Độc Cô Tấn không kiêu ngạo không tự ti nói.
không ổn, đối mặt khác ba vị tông chủ không công bằng. Địa Tạng Quỷ Vương từ chối nói. Hai vị, có thể hay không tự mình nói? Độc Cô Tẫn nói. Tới đi. Địa Tạng Quỷ Vương cùng bà Sa Quỷ Vương, quay người đi vào thâm cung, Độc Cô Tẫn đi vào theo. Trong mật thất, ba cái Viêm Hoàng đại lục lớn nhất cường giả đứng đầu, đối lập mà đứng. Huyết Long Phong Ma, Thiên Nguyên Chấn Ngục, Độc Cô Tẫn mỉm cười hỏi bọn hắn. Người biết đến còn không ít, Địa Tạng Quỷ Vương thản nhiên nói. 200.000 năm, lịch sử quá xa xưa, Thái Cổ Hiên Viên thị bởi vì đã từng gần như diệt tộc, quan tại bọn hắn thị tộc lịch sử, đều cơ hồ ném sạch sẽ, cho nên liền 9 tầng địa ngục đều xuất hiện, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Mà ta Huyết Long nhất tộc tuy nhiên nhân khẩu mỏng manh, lại bảo lưu lấy hoàn chỉnh lịch sử. Độc Cô Tẫn nói. Cho nên, người biết, chúng ta muốn làm cái gì? Bà Sa Quỷ Vương lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên, hai vị tổ tiên, chính là quỷ thần Dư Nghiệt, Huyết Long Phong Ma đã phá, liền chờ Thiên Nguyên Chấn Ngục tan thành mây khói, các ngươi quỷ thần thượng tộc liền có thể tái nhập nhân gian. Độc Cô Tẫn ánh mắt thiêu đốt, không sợ hãi chút nào nhìn lấy bọn hắn. Há, xem ra người biết, so còn lại quỷ vương cũng còn nhiều. Bà Sa Quỷ Vương nói. Độc Cô Tẫn, đã từng Huyết Long nhất tộc là Hiên Viên Đại Đế cánh tay trái bờ vai phải, các ngươi lão tổ lại ở lúc mấu chốt phản bội, dẫn tới Hiên Viên Đại Đế thất bại trong gang tấc, hắn dưới cơn nóng giận, đồ sát 100.000 Huyết Long nhất tộc, lấy các ngươi long hồn đúc thành Huyết Long Phong Ma kết giới, để ngươi tộc tổ tiên vĩnh thế gặp nạn, muốn sống không được, muốn chết không xong, cho tới hôm nay vừa rồi giải thoát, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đối, bất quá, những cái kia chuyện đã qua. Không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, phản bội hai chữ, chỉ là người thắng lợi viết lịch sử, được làm vua thua làm giặc, ngươi có thể hiểu. Độc Cô Tẫn nói, ta biết hay không không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi, ngươi nếu biết chúng ta đại nghiệp, ngươi muốn như thế nào chỗ đứng? Địa Tạng Quỷ Vương nói, hai vị nghe ta nói, chỉ cần ta đem các ngươi chân chính kế hoạch, nói cho Phong Thanh Mục cùng Lý Thải Vi, bọn họ lập tức liền sẽ cùng ngươi quyết liệt, thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Cũng sẽ cùng các ngươi là địch, cửu cung thần vực tuy mạnh, nhưng cũng yếu không địch lại mạnh. Đúng không? Độc Cô Tẫn nói. Đúng, cho nên. Kỳ thật, ta không muốn đứng tại các ngươi mặt đối lập. Độc Cô Tẫn nhếch miệng cười nói, mi tâm ánh mắt, lóe ra dữ tợn hồng quang. Vì cái gì? Tổ tiên của ta 100.000 người, tích lũy 200.000 năm oán hận, tràn vào linh hồn của ta, theo thiên tinh cảnh đi ra, ta ngày ngày bị tra tấn, ngươi biết. Bọn họ muốn cho ta làm cái gì sao? Độc Cô Tẫn thanh âm bên trong, đã đeo điên cuồng. Xin lắng tai nghe. Bọn họ muốn báo thù, muốn cho ma quỷ tái nhập nhân gian, muốn cho bạo quân con dân bị chết sạch. Bọn họ không nghĩ tới để nhân tộc thắng. Bọn họ chỉ muốn nhìn cái kia bạo quân, vất vả tạo dựng lên hết thảy trở lại 20 vạn năm trước, yếu đuối nhân tộc, chỉ xứng làm súc sinh. Độc Cô Tẫn nói. Thế nhưng là, người cũng là nhân tộc. Bà Sa Quỷ Vương nói, ta nghe nói các ngươi quỷ thần, vì có thể ở nhân gian sinh tồn, cưỡng ép trên người mình dẫn vào nhân tộc huyết mạch, còn dùng huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú làm chướng nhãn pháp, chỉ cần quỷ thần chi huyết lại đến, các ngươi liền có thể trở lại quỷ thần, ta cho các ngươi lập xuống công lao, đến lúc đó, ta cũng muốn trở thành quỷ thần. Độc Cô Tẫn nói, ngươi biết sự tình, thật đúng là nhiều a. Bà Sa Quỷ Vương ngây ngẩn cả người. Vẫn còn, dù sao. 20 vạn năm trước, chúng ta Huyết Long nhất tộc, cũng chỉ muốn làm quỷ thần. Nói đến đây, Địa Tạng Quỷ Vương cùng bà Sa Quỷ Vương liếc nhau một cái. Vậy ngươi còn muốn thiên tinh diệu long thần kích sao? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Không cần, thậm chí, bát quái thần vực đều không trọng yếu là, ta muốn làm quỷ thần. Trong bóng tối, Độc Cô Tẫn trên mặt nụ cười, mi tâm thụ nhãn phía trên, 100.000 huyết long lăn lộn. Bọn họ theo mật thất sau khi ra ngoài, ba người biểu lộ đều rất bình thường, căn bản nhìn không ra, đến cùng người nào phục nhuyễn. Các vị, có thể khai chiến. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Mọi người đứng dậy, rời đi Cửu Quỷ Thiên Cung, đến đi ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có một khỏa to lớn ngũ sắc tinh thần, lơ lửng tại Quỷ Thần Sơn Mạch ngay phía trên. Phương Bắc có một đạo ngũ sắc quang trụ, tiếp tại ngũ sắc tinh thần phía trên. Giống như là một sợi dây thừng, đem cái kia ngũ sắc tinh thần, cột vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên. Khai chiến trước đó, thẳng thắn nói một chút, đây là cái gì đồ chơi? Lý Thải Vi chỉ trên trời ngũ sắc tinh thần, một đôi phấn mắt nhìn lấy Địa Tạng, bà Sa hai vị quỷ vương.
Thiên tinh cảnh có Hiên Viên Đại Đế lưu lại trọng bảo, như hôm nay nguyên đỉnh tạo thành ngũ sắc quang trụ, có lẽ chờ chúng ta đạt được thiên nguyên đỉnh, liền biết cái này tinh thần phía trên, đến cùng có cái gì. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Cứ như vậy, Lý Thải Vi chớp mắt nói. Trước mắt thiên tinh cảnh chỉ xuất 10.000 kiếp nguyên cùng 100.000 kiếp khí, đều bị hủy diệt. Có thể dựa theo ghi chép, trên đó bảo tàng số lượng, cần phải không chỉ số này mục đích. Ta đoán chừng đều tại cái kia ngũ sắc tinh thần bên trong. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Loại bảo vật này, tuyệt đối không thể để cho thần tông người đạt được, bọn họ nắm giữ thiên nguyên đỉnh, chiếm cứ thiên cơ, chúng ta còn phải phái người canh giữ ở thiên tinh cảnh. U Ảnh Quỷ Vương nói. Lý Thải Vi nở nụ cười. Không biết là có hay không tin tưởng các quỷ vương nói lời. 200.000 năm quá xa xưa, vô số lần dung chuyển đến bây giờ, mọi người chỉ có thể theo bích họa bên trong, hiểu rõ đến thái cổ thời đại cố sự. Lý Thải Vi nhìn Phong Thanh Mục liếc một chút. Hắn không nói gì, nàng cũng lười nhiều lời. Hiện tại Độc Cô Tấn lại bò dậy, nàng rõ ràng cảm giác được, nàng và Âm Dương Ma Tông địa vị, ở cái này đồng minh bên trong, còn muốn chìm xuống dưới. Chính nàng đều không ý thức được. Nàng bây giờ tất cả hoài nghi, đều nguồn gốc từ Lý Thiên Mệnh cùng nàng nói mấy câu. Thiên nguyên đỉnh cùng ngũ sắc tinh thần huyền bí, thần tông người, nhất định không biết. Có lẽ, lần này khai chiến, liền có thể đã nhìn ra. Ngũ đại thần vực đã toàn diện xuất động. Dạng này cục thế, nàng một người, đã không thể thay đổi. Nàng thấp trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Độc Cô Tấn. Hắn có thể cùng hai vị kia quỷ vương. Tự mình nói chuyện với nhau, là không phải nói rõ, hắn biết ta không biết sự tình. Lần này Viêm Hoàng đại chiến, thật là vì sát tôn thần, một lần nữa tẩy bài, chia cắt thế giới a. Lưỡng nghi thần vực vận mệnh, chạy tới chỗ ngã ba. Đi con đường nào, đều gánh tại trên vai của nàng. Thần Tông, Hiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh thu thập xong, đem Khương Phi Linh Tiên Thiên Thần Thai, giấu ở Nhiên Linh Cung chỗ sâu, sau đó đi ra. Khương Phi Linh Phụ Linh ở trên người hắn, làm xong xuất trình chuẩn bị. Thiên Mệnh! Bỗng nhiên có người hô hoán. Lý Thiên Mệnh quay đầu, trông thấy người mặc kim sắc long bào Hiên Viên Đạo, gánh lấy thất tinh diệu long thần kích, đứng tại Nhiên Linh Cung cửa. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, quyết định muốn đi sao? Hiên Viên Đạo lớn tiếng nói. Tông chủ, ta quyết định, không đi không được. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Mộc Tuyết cho ngươi ra chủ ý này. Quay đầu ta phải đánh hắn không thể. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Không phải nàng nghĩ kế, là ta quyết định của mình. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng đã biết, thần tông chủ lực, nhất định phải lưu tại Thái Cực Phong Hồ. Ta cùng Phương Thái Thanh Kiếm vô ý ba người, cũng không thể rời đi. Ngươi đi bên kia, tương đương với lại đi thiên tinh cảnh loại địa phương kia. Chiến tranh hung hiểm, căn bản không ai có thể bảo hộ ngươi. Chuyến đi này, vậy liền sinh tử từ mệnh. Hiên Viên Đạo nói. Không sao, ta quen thuộc, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là đệ tử, nếu là lưu tại tông môn khổ tu, nếu có thể có tiến bộ, chúng ta lại sau này chống đỡ cái 1-2 năm, ngươi nói không chừng có thể thay đổi càng nhiều. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ, ta không chờ được lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, Hiên Viên Đạo hít sâu một hơi, dùng khác ánh mắt, nhìn lấy cái này anh dũng thiếu niên, nguyện thủy tổ phù hộ ngươi. Nhất định, Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ngươi đã muốn đi phương Nam, liền đi Thiên Mệnh Thần Thành. Thiên Mệnh Thần Thành là thần vực phương Nam đệ nhất thành, cũng là lớn nhất tới gần phương Nam biên cảnh thần thành. Đối phương quân đội đã tại biên cảnh bên ngoài tập kết, mục tiêu thứ nhất cũng là Thiên Mệnh Thần Thành. Đệ ta, Hiên Viên Tà, chính xuất lĩnh 500.000, Tà Long Quân tỏa chấn nơi đây. Hắn sẽ chăm sóc ngươi, Hiên Viên Đạo lớn tiếng nói. Thiên Mệnh Thần Thành, cái tên này đã có 30.000 năm lịch sử, cùng Lý Thiên Mệnh trùng tên. Chỉ là một cái trùng hợp. Lý Thiên Mệnh nhìn qua thái cổ thần vực địa đồ. Tòa thần thành này vị trí, chính là chân chính tiền tuyến, một khi khai chiến, cái thứ nhất bị địch quân trùng kích, nhất định là Thiên Mệnh Thần Thành. Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ, chính là muốn đi nơi này. Một khi đối phương phá cái này thần vực phương Nam đệ nhất trọng trấn, phía sau thần thành, chỉ sẽ kéo dài luân hãm. Thái cổ thần vực hiện tại ba mặt thụ địch, nhưng nói thật, hung mãnh nhất công kích. Nhất định đến từ phương Nam. Bởi vì, cửu cung thần vực cùng lục đạo kiếm tông quân đội, đã ở chỗ này tập kết. Tông chủ, ta liền đi Thiên Mệnh Thần Thành. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát rời đi, tuổi trẻ bóng người, biến mất tại Hiên Viên Đạo trong tầm mắt. Làm đệ tử, hắn thật vất vả thoát ly hiểm cảnh,
vốn hẳn nên lưu tại nơi này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn hung hiểm nhất địa phương. Tại cái này loạn thế, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Thái Cực Phong Hồ là thần vực căn bản, càng cần hơn Hiên Viên Đạo tọa chấn. Lý Thiên Mệnh ở chỗ này giúp không được gì, hắn lựa chọn đi thảm thiết nhất sinh tử chiến trường. Cỗ này dũng khí, sợ là ngũ đại thần vực đồng minh, đều tuyệt đối nghĩ không ra. Đệ tử, nhất định phải sống sót. Độ Kiếp Phong, nhóm đầu tiên trợ giúp Phương Nam Thần Thành Kiếp Lão, đã ở chỗ này tập kết. Ở trong đó, có 20.000, vừa tới tam trọng sinh tử kiếp cảnh, phổ thông kiếp lão, 5.000, nhất nguyên kiếp lão, còn có mấy trăm cái nhị nguyên kiếp lão. Hết thảy hơn 25.000 người, đều là tinh anh cường giả. Đám người này, từ ba cái tam nguyên kiếp lão cấp bậc cường giả chỉ huy, trong đó chủ phụ trách người, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận biết. Hắn chính là Trạm Tinh Điện chủ, Dịch Tinh Ẩn. Tại thiên tinh cảnh thụ trọng thương, ngắn ngủi thời gian, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thì lao tới chiến trường. Có thể thấy được gia hỏa này, tuấn mỹ âm nhu bề ngoài dưới, cất giấu chính là một khỏa kiên cường trái tim. Hai vị khác tam nguyên kiếp lão, phân biệt gọi, Đạo Nguyên Nhất, cùng, Trần Tàng Thư, đều là Trạm Tinh Điện phó điện chủ, Dịch Tinh Ẩn sinh tử chi giao. Hai vị này trưởng bối, ăn nói có ý tứ, biểu lộ nghiêm túc. Không có quá nhiều tuyệt hảo, nhân viên tập kết hoàn tất. Bọn họ đã sớm biết đệ tử muốn đi theo, cho nên khi Lý Thiên Mệnh đi vào trong đám người, bọn họ không có khuyến cáo. Ngược lại, trong bọn họ hứa nhiều trưởng bối, đều lấy nóng rực ánh mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong bọn họ, thì có một bộ phận người, đạt được Lý Thiên Mệnh theo thiên tinh cảnh mang tới kiếp nguyên cùng kiếp khí. Trong đó, thiên địa kiếp nguyên, thậm chí để bọn hắn đột phá ràng buộc, biến đến càng mạnh. Huynh đệ, ngươi là ta gặp qua, lớn nhất loại người. Trong đám người, có mấy cái khuôn mặt non nớt, đại đa số đều là Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử. Lý Thiên Mệnh vừa tới, Hiên Viên Vũ Thịnh thì trùng điệp ôm hắn một chút. Lần này, giống như về tới địa ngục chiến trường, lại là sóng vai chiến đấu, hy vọng chúng ta, không cho ngươi kéo chân sau. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đến lúc đó, bảo vệ tốt chính mình, Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên. Không giết nhiều mấy cái, vậy liền bệnh thiếu máu. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bắc Cung Thiền Vũ đi theo bên cạnh hắn, nàng thế nhưng là kiếm vô ý nữ nhi, là nhiều người trẻ tuổi người bên trong, một cái duy nhất Thái Ất kiếm tộc đệ tử. Lý Thiên Mệnh phát hiện Hiên Viên Mộc Tuyết hốc mắt ửng đỏ, giống như khóc qua. Ngươi thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa mới khi xuất phát, mẫu thân của ta nghe nói ngươi muốn đi phương Nam tin tức, quả thực là đem ta thối mắng một trận. Nói là ta xúi dục ngươi đi chịu chết. Ha ha, xúi dục, cái từ này, dùng rất tốt. Lý Thiên Mệnh cười cười, tiến hóa thành công không có. Trước dùng cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, thành công, băng minh thần tinh, vẫn là chờ một chút đi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cô nương này, vẫn là sợ chính mình chết rồi, lãng phí bảo bối này. Trước khi lên đường, Hiên Viên Tiêu tìm được bọn họ. Thiên Mệnh, giúp ta một chuyện. Hiên Viên Tiêu nói. Mời điện chủ phân phó, Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu lấy ra một thanh hoàng kim kiếp khí, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bàn tay. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, cảm giác khá quen. Vũ Hành Kháng Long Thần Giản, giúp ta cắm trên chiến trường, hắn cho ta báo mộng, nói muốn đi chiến trường. Hiên Viên Tiêu mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh đem Kháng Long Thần Giản thu vào. Trong lòng của hắn rõ ràng, nơi nào có cái gì báo mộng. Chỉ là hoàn thành Hiên Viên Vũ Hành tâm nguyện thôi. Lý Thiên Mệnh đạt được hắn phồn tinh thiên ý, hắn hết thảy, đều tại đế hoàng thiên ý bên trong. Nhân sinh có lúc nói không rõ ràng, có lẽ Lý Thiên Mệnh lấy một loại khác phương thức, đi vào thần tông, hắn cùng Hiên Viên Vũ Hành, có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. Người trẻ tuổi, nguyện các ngươi, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Hiên Viên Tiêu khoát khoát tay, quay người rời đi. Hắn vừa đi, Dịch Tinh Ẩn kiểm kê tốt nhân số. Xuất phát, ông, hơn 20.000 người, xông lên mây xanh, hướng về phương Nam bay đi. Một bầu nhiệt huyết, vĩnh không dừng lại. Từng đám cường giả xuất phát, chạy tới Đông Tây Nam ba phương hướng. Rất nhiều người đều biết, chọn rời đi Thái Cực Phong Hồ người, cũng là đem đầu sách tại trên tay, lấy tính mạng của mình, đi bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, đi thủ hộ chúng sinh vạn dân. Nhưng là, bọn họ mưa gió đi gấp, không oán không hối. Thiên Nguyên đỉnh phía trên. Tại cái kia ngũ sắc quang trụ bên cạnh, một cái người say tóc rối tung,
trong tay một bầu rượu, tưới đến toàn thân đều là. Các huynh đệ, lão đệ ta cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể ở đây, mời rượu một chén, làm một câu thơ, cho các ngươi thực tiễn. Hắn tay cầm trường kiếm, tốc độ lộn xộn, trên không trung viết, một bên nhắc tới. Thanh Hải Trường Vân Thầm Tuyết Sơn, cô thành ngóng nhìn Quỷ Môn Quan. Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không chảm yêu ma cuối cùng không trả. Đi về phía nam mới trên đường, các trưởng bối đại đa số, đều trầm mặc không nói. Lý Thiên Mệnh trên cơ bản, cùng Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ tại một đạo. Trước mắt đối phương động tính, đối với chúng ta rất bất lợi a. Hiên Viên Vũ Thịnh cắn răng nói. Nói thế nào? Mấy tháng trước, đối phương tiến công ngũ hành thần vực, chúng ta vốn cho là đối phương mạch suy nghĩ, là bức bách cùng chúng ta đồng minh ba cái tông môn phản chiến, kết quả lần này bọn họ, cũng không có kéo dài lúc trước cách làm, bọn họ để Thất Tinh Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông, ngăn cản tại Tam Tài, Bát Quái hai cái tông môn, trợ giúp con đường của chúng ta phía trên, uy hiếp bọn họ, đồng thời đem ngũ hành địa tông ấn tại nguyên chỗ, vượt qua ngũ hành địa tông, cứ như vậy, chúng ta sẽ ở tứ cố vô thân tình huống dưới. Tiếp nhận cửu cung, lục đạo cùng lưỡng nghi hai cái tông môn toàn lực trùng kích, một khi chúng ta đồng minh ba cái tông môn đi ra trợ giúp, bọn họ liền sẽ trái lại rảo sát, nếu là không đi ra, tứ tượng cùng thất tinh, đều sẽ thêm vào đối với chúng ta vây quét. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cho nên nói, chúng ta, là bọn họ căn bản mục tiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là tự nhiên, dù sao bọn họ muốn sát tôn thần, mà lại, thực lực của chúng ta mạnh nhất, giải quyết chúng ta, lại vây giết ba cái kia tông môn, dễ như trở bàn tay. Ta đoán chừng cái này ba cái tông môn, hoặc là sẽ ra ngoài liều chết nhất chiến, hoặc là liền sẽ chúng đổ đầu hàng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Muốn sát tôn thần. Trải qua thiên tinh cảnh sự tình, Lý Thiên Mệnh càng cho rằng, mục tiêu của bọn hắn, khả năng cùng thiên nguyên đỉnh có quan hệ. Hiện tại phương Nam biên cảnh, tập kết cửu cung thần vực cùng lục đạo kiếm tông quân đoàn, cụ thể số lượng không rõ, còn đang kéo dài gia tăng. Mấu chốt là, bọn họ đem tại ngũ hành thần vực luyện chế 3 triệu thi khôi cùng thi thú, sẽ ngay đầu tiên trùng kích phương Nam 5 tòa thần thành, chúng ta muốn đi thiên mệnh thần thành, chiến lược ý nghĩa trọng đại, một khi bị phá, đối phương sợ rằng sẽ vùng đất bằng phẳng, muốn là bọn họ tiếp tục áp dụng phá thành, đồ thành, luyện chế thi khôi cực kỳ tàn ác chi pháp, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, ta có cái nghi vấn, bọn họ vì sao không bay thẳng đến Thái Cực Phong Hồ, tập kết toàn lực công đánh chúng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi, chiến tranh sự tình, cùng võ đạo tranh phong căn bản không phải một cái khái niệm, điểm này không phải hắn am hiểu. Khẳng định như vậy không thành, đệ nhất, chúng ta Thái Cực Phong Hồ 9 tầng kết giới, không có tốt như vậy phá. Thứ hai, một khi sự tiến công của bọn họ, lâm vào cháy bỏng, chúng ta 108 cái bên trong tòa thần thành, đóng quân có đại lượng quân đội cùng cường giả, như có cơ hội tiền hậu giáp kích, sợ rằng sẽ đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Đây chính là chúng ta tại khai chiến trước đó, thì khẩn cấp chuyển di dân chúng, đem phân tán tại rất nhiều phổ thông thành trì, hương trấn bách tính, chuyển rời đến thần thành mục đích. Mỗi một tòa thần thành đều có thủ hộ kết giới, chúng ta trên dưới một lòng, một cái thần thành có hơn 10 triệu bách tính, vì thủ hộ kết giới cung cấp lực lượng, đối phương coi như có thể công phá, đều phải trả giá đắt. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, thì ra là thế, 10 triệu nhân lực lượng, coi như đại bộ phận là thiên ý cảnh. Địa thánh cảnh, cái kia đều đủ mạnh mẽ. Coi như thế, Hiên Viên đạo bọn họ, vẫn không thể rời đi Thái Cực Phong Hồ. Bởi vì, cũng không thể loại trừ, đối phương dùng số lớn đỉnh phong cường giả, tiến công Thái Cực Phong Hồ khả năng. Cứ như vậy, 108 tòa thần thành, thủ hộ giả Thái Cổ Thần vực chúng sinh, tác dụng nhất là to lớn. Hiện tại liền sợ, thì là đối phương không có chút nào tính người, dùng cấm thuật luyện chế thi khôi thi thú, quả cầu tuyết. Một khi thần thành cáo phá, chúng sinh nguy nan. Bởi vì thủ hộ kết giới tồn tại, muốn công thành đoạt đất, tự nhiên muốn nỗ lực thương vong nhiều hơn. Chiến tranh chân chính, cũng không phải là nhân số so sánh. Có lúc, thủ hộ kết giới quả thật có thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Đáng tiếc, thần thành nhiều lắm là có thể chứa đựng ngàn vạn người, vẫn là có rất nhiều người, giấu ở sơn dã rừng cây ở giữa. Nếu là gặp phải địch quân, bọn họ tuyệt đối không có sinh lộ. Đương nhiên, thần thành nếu như bị phá, lấy thủ đoạn của đối phương, chỉ sợ càng khó thoát hơn sinh. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, đem rất nhiều người tập kết tại thần thành, đã là cực hạn. Thái Cực Phong Hồ tuy nhiên có 9 tầng kết giới, nhưng cũng không thể dung nạp toàn bộ Thái Cổ Thần vực chúng sinh, mà lại lộ trình xa xôi.
Hiện tại hiện trạng chính là, mỗi một cái thần thành, đều là thái cổ thần vực căn cứ chiến lược. Làm đối phương xông vào thần vực nội địa, muốn quả cầu tuyết thời điểm, đứng mũi chịu sào thiên mệnh thần thành, hắn chiến lược ý nghĩa, thì nhất là trọng yếu. Chính vì vậy, thái cổ thần vực chín đại thần quân bên trong, Tà Long quân, liền đóng tại cái này năm tòa thần thành. Thiên mệnh thần thành có 500.000 Tà Long quân tinh nhuệ, còn có 500.000 thiên mệnh thành vệ quân, lại có dịch tinh ẩn điện chủ tác phẩm, nhật nguyệt tinh thần kết giới, coi như không biết 3 triệu thi khôi thi thú đằng sau, có bao nhiêu địch quân, chúng ta đều nhất định muốn chống đỡ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, thiên mệnh thần thành thủ hộ kết giới, là dịch điện chủ tác phẩm. Đương nhiên, bằng không, sao có thể làm cho hắn tại trọng thương chưa lành tình huống dưới, đi vào tuyến đầu. Tự nhiên là để hắn, toàn lực ổn định, nhật nguyệt tinh thần kết giới. Chỉ có hắn có thể làm được, một cái uy lực cường hãn kết giới, tương đương với 1 triệu quân đội. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, nhật nguyệt tinh thần kết giới, là tam nguyên kiếp văn kết giới, là tối cao đẳng cấp, có thể so với thái cực phong hồ 9 tầng trong kết giới trước 3 tầng bất luận cái gì nhất trọng. Bên cạnh Hiên Viên Mộc Tuyết nói, ta đối với hắn có lòng tin. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua dịch tinh ẩn. Hắn là cái có tài hoa trung niên Mỹ Nam. Là cái con người kiên cường. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Thiên Mệnh thấy được thái cổ thần vực lớn nhất phương Nam Thiên Mệnh thần thành. Đó là tại đường chân trời cuối một tòa màu trắng thành trì, xây dựng ở mặt mũi phía trên dãy núi, nguy nga cuồn cuộn, như cùng một cái cự nhân. Đây là thái cổ thần vực Nam Đại Môn. Xa xa nhìn lại, màu trắng trên tường thành, tràn đầy sặc sỡ dấu vết, chứng minh tòa thành trì này trong lịch sử, bị qua vô số trùng kích. Có thể nó vẫn nguy nga đứng lặng, khí độ kinh thiên. Có lẽ là bởi vì, nó cùng mình có giống nhau tên, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, thì yêu mến tòa thành này. Hắn cảm giác tòa thành trì này, thì giống như chính mình, đứng tại cao nhất đỉnh núi, nhìn xuống phương Nam con kiến hôi, có một người giữ ải vạn người không thể qua khí khái. Trong loạn thế này, nó cái thứ nhất đứng lên, ngăn cản tại địch quân lên phía bắc nói tóm tắt. Nâng lên đầu, hướng thiên mệnh thần thành phía trước hướng đi, cái hướng kia, mây đen dày đặc, gào khóc thảm thiết. Vô tận hôi vụ giữa thiên địa tràn ngập, mây đen áp thành, mưa gió sắp đến. Vô số thê tuyệt gọi tiếng, hội tụ vào một chỗ, đánh thẳng vào thiên mệnh bên trong tòa thần thành, 10 triệu bách tính trái tim. Lý Thiên Mệnh phần lớn thời gian, đều tại thái cực phong hồ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến chân chính thái cổ thần vực. Kỳ thật, nơi này chúng sinh, cùng thập phương đạo quốc bách tính, cũng không có gì khác biệt, chỉ là tổng thể mức độ cao hơn một chút. Vô số người hội tụ vào một chỗ, tạo thành vạn trượng hồng trần. Dịch tinh ẩn, Âu Dương Kiếm Vương chờ một chút đỉnh phong tồn tại, đều đến tự dạng này hồng trần. Cho nên, bọn họ khả năng so tam đại thị tộc người, càng thích cái này thái cổ thần vực nhân gian. Dịch tinh ẩn đến bây giờ sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, hắn đến rồi. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này, đã chỉ còn lại có 1/3 người, còn lại 2/3, phân biệt đi phụ cận 4 tòa thần thành. Thiên mệnh thần thành trọng yếu nhất, Dịch Tinh Ẩn, Đạo Nguyên Nhất cùng Trần Tàng Thư, đều đi tới nơi đây. Lão Dịch, thiên mệnh trên tòa thần thành, một người mặc hắc áo giáp màu vàng óng, khoác lấy hỏa hồng sắc áo choàng tóc rối bời nam tử, xuất lĩnh một đám người nghênh đón mà đến. Mi tâm của hắn có cái thứ ba tròng mắt màu vàng óng. Người này lôi thôi lếch thếch, thoải mái tiêu sái, nụ cười xem ra có chút tà khí, khí chàng bá đạo. Hắn chính là thái cổ thần vực chín đại thần soái một trong, Tà Long quân nguyên soái Hiên Viên Tà. Hắn là địa nguyên tông chủ Hiên Viên đạo thân đệ đệ, thái cổ Hiên Viên thị chân chính nhân vật số 2. Lão Tà, Dịch Tinh Ẩn mặt mỉm cười, đã nhận lấy đối phương một lần ôm ấp. Không ngươi được đấy, yếu đuối. Thì ngươi dạng này, còn tới trợ giúp lão tử. Ngươi khắc hố chết ta à? Hiên Viên Tà nắm bắt cánh tay của hắn, một mặt ghét bỏ nói ra. Khác trông mặt mà bắt hình dong, ta đã tới, kết giới liền sẽ không phá. Dịch Tinh Ẩn nói. Được, đừng chém gió nữa, ta lớn tuổi chịu không được, tin ngươi vẫn không được sao? Ha ha! Hiên Viên Tà lại cùng Đạo Nguyên Nhất, Trần Tàng Thư đánh một cái bắt chuyện. Tại Hiên Viên Tà bên cạnh, còn có một vị thân mặc quần trắng nữ tử. Nữ tử kia lơ lửng trong gió, tóc dài phất phới, điềm tĩnh mà tự nhiên, khí chất lỗi lạc, xem xét chính là rất có tu dưỡng nữ tử. Nàng tuổi tác hiển nhiên cùng Hiên Viên Tà bọn họ không sai biệt lắm, nhưng xem ra tuổi trẻ mỹ mạo, nhiều lắm là giống người tỷ tỷ. Vãn Phong, đã lâu không gặp,
Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Tô Vãn Phong mỉm cười gật đầu. Nàng chính là Thiên Mệnh Thần Thành thành chủ. Thái Cổ Thần Vực 108 tòa thần thành, chỉ có 10 cái thần thành thành chủ, thực lực đến Tam Nguyên Kiếp Lão tầng thứ. Tô Vãn Phong chính là hắn một. Đừng nhìn nàng dịu dàng hòa khí, nàng có thể tỏa chấn chữa trị phương Nam đệ nhất thần thành, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Lão Dịch, ta cảnh cáo ngươi a, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi tặc đầu mắt chuột, liền có thể đối vợ ta nhe răng nhếch miệng, cách vợ ta xa một chút. Hiên Viên Tà trợn mắt nói. Không ngoài dự liệu, ngươi vẫn là như thế trên nhảy dưới tránh, thì ngươi cũng xứng làm thần soái. Dịch Tinh Ẩn buông buông tay, xem thường nói ra. Ai nha ta đi, nhìn ta không thọc ngươi lão hoa cúc. Tô Vãn Phong mỉm cười nhìn lấy bọn hắn đùa nghịch. Được, cùng nhau hơn 300 tuổi, chứ cùng 3 tuổi tiểu hài tử giống như. Vào thành đi, phương Nam đám gia hỏa, nhanh đến. Tô Vãn Phong nói. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, ta vừa nghe nói đế tử tới. Hiên Viên Tà vỗ đầu một cái, vội vàng trong đám người tìm kiếm. Hắn rất lợi hại, dù là trước kia chưa thấy qua, hắn liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh. Đế tử, hắn vội vàng đi vào Lý Thiên Mệnh trước mặt, dò xét một trận, nói, ta có thể sùng bái ngươi rất lâu, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi thật là thói xấu. Thần soái cũng như trong truyền thuyết một dạng, tiêu sái đẹp trai. Lý Thiên Mệnh nói, ha ha, có ánh mắt, là người trong đồng đạo. Hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói. Ta đối với ngươi thật vô cùng chịu phục, mới từ thiên tinh cảnh trốn tới, lại vội vàng đến bên này ngăn địch, kích thích. Bất quá có một chút, muốn làm cho đối phương biết ngươi tại cái này Thiên Mệnh Thần Thành, đoán chừng sẽ hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Ta sẽ thêm phiền phức, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quan trọng, cùng lắm thì ngươi chính mình chạy, không phải rồi. Hiên Viên Tà thoải mái nói. Có đạo lý, Lý Thiên Mệnh cười. Theo ta vào thành, ta đoán chừng ngươi nghỉ không lên, đối phương tập kết đến không sai biệt lắm, đoán chừng sắc trời tối sầm lại, bọn họ liền muốn lên. Hiên Viên Tà nói. Thành. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phương Nam. Bên kia huyết khí trùng thiên, bóng ma tử vong, bao phủ ở trên mặt đất mênh mông. Ba ba ba. Nhìn lại, Hiên Viên Tà cho Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ, mỗi người một bàn tay. Người nào phê cho phép các ngươi đám tay mơ này, qua đi tìm cái chết rồi. Chính ta muốn đến, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Người mấy tầng A, có bản lãnh gì, có thể giết mấy người, Hiên Viên Tà cả giận nói. Có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, ta mạng của mình, tự mình làm chủ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ha ha, vẫn rất có loại, một hồi để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là thi khôi thi thú, cái gì gọi là chiến trường, đừng dọa đến sợ chết khiếp, cho thái cổ Hiên Viên thị mất mặt. Hiên Viên Tà cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, sẽ không. Đám người bọn họ đồng nói. Rất tốt, đã tới, khuyên các ngươi một câu, ta dung mạo hứa các ngươi chết, nhưng nếu để cho ta nhìn thấy. Các ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, lão tử tự mình làm thịt các ngươi. Nhất định sẽ không. Những người trẻ tuổi kia khí huyết mãnh liệt, dùng hết tất cả khí lực, nói ra bốn chữ này. Hiên Viên Tà bĩu môi, không thèm để ý bọn họ. Đế tử, để ngươi chế giễu. Hiên Viên Tà nói. Không phải chê cười, chỉ nói rõ ngươi quan tâm bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đau đầu a, ta chính là không muốn Hiên Viên thị tuyệt hậu, những thứ này tiểu hài tử. Tương lai còn rất dài, tránh trong nhà không thơm a. Hiên Viên Tà buồn bực nói. Thần soái, ta cũng là tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói cũng phải, Hiên Viên Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đã như vậy, thì để cho chúng ta những thứ này thanh thiếu niên tổ hợp, đánh dụng đối thủ răng hàm. Người trung niên. Im miệng. Thiên Mệnh thần thành rất lớn. Luận quy mô, tối thiểu tương đương với một cái thần đô. Cái kia Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, có thể đem chọn cái Thiên Mệnh thần thành thâu tóm trong đó, có thể thấy được hắn thật lớn. Đây cũng là Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới lực lượng. Đến đây trợ giúp kiếp lão, toàn bộ bước vào Thiên Mệnh bên trong tòa thần thành. Lý Thiên Mệnh đến, căn bản không che giấu được. Sau đó, sau khi vào thành, Hiên Viên Tà mang lấy bọn hắn, bay ở thần thành chỗ cao. Trên không cái kia hình bán cầu Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, dọc theo vô số kết giới linh tuyến. Kết giới kia linh tuyến ngũ quang thập sắc, bày khắp toàn bộ thành trì, từ từng gian trong phòng xuyên qua. Mà những thứ này san sát nối tiếp nhau trong phòng, có hơn 10 triệu dân chúng. Bọn họ được đưa tới thần thành đến, là may mắn hay là bất hạnh,
bây giờ căn bản không có đáp án. Quốc phá thì người vong, không người có thể có đường lui. Các vị huynh đệ tỷ muội thúc thúc thầm thầm tiểu hài tử, đều đi ra nhìn xem, người nào đến chúng ta Thiên Mệnh Thần Thành. Hiên Viên Tà thanh âm trung khí 10 phần, hắn một tiếng gào thét, gần phân nửa Thiên Mệnh Thần Thành, đều đang chấn động. Rất nhiều người ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy hắn, lại chú ý tới, bên cạnh hắn một cái thiếu niên tóc trắng. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn bọn họ. Lít nha lít nhít đám người, trẻ có già có, mỗi người đều sinh tồn ở khủng hoảng cùng u ám phía dưới, cùng thân nhân của mình bằng hữu tập hợp một chỗ. Nói cho ta biết, hắn là ai? Hiên Viên Tà lại lần nữa gào thét. Đế, đế tử. Theo người đầu tiên nhận ra, sau đó, bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành. Cái này thành trì, trực tiếp sôi trào. Đế tử buông xuống. Thủy tổ lộ ra ân, thủy tổ lộ ra ân. Cái kia mãnh liệt bàng bạc thanh âm, đến từ hơn 10 triệu người, chấn động mà lên, quả thực đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đều ngơ ngác một chút. Đi tới nơi này, hắn mới biết được, nguyên lai mình tại Thái Cổ Thần Vực, lại có dạng này danh vọng. Theo thiên hạ đệ nhất hội đến thiên tinh cảnh chi chiến, hắn sáng tạo kỳ tích, đã trở thành toàn bộ Thái Cổ Thần Vực tín ngưỡng trụ cột. Đây là chúng sinh lực lượng, là tín ngưỡng. Cặp mắt của hắn có thể nhìn đến vô số thiên ý hội tụ, đây là tại khai chiến trước đó a. Rầm rầm rầm. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đến, vậy mà kích phát ra bọn họ chiến ý ngất trời. Nói vài lời, Hiên Viên Tà vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai. Lần thứ nhất lấy loại nhân vật này, đối mặt thương sinh bách tính, Lý Thiên Mệnh còn có chút khẩn trương. Các vị, hắn hít sâu một hơi. Đệ tử vô địch. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói đâu, mênh mông tiếng gầm cũng đã đem hắn nuốt sống. Đi cửa Nam, Hiên Viên Tà trực tiếp mang lấy bọn hắn, bay qua ngàn vạn bách tính, đi tới Nam Thành Tường. Lý Thiên Mệnh sau khi đi qua, Thiên Mệnh bên trong tòa thần thành, còn có vô số người, thảo luận hắn. Đế tử mới vừa ở thiên tinh cảnh, chém giết hai cái quỷ vương cùng tứ tượng Hải Long Vương, vậy mà lập tức tới ngay tuyến đầu tiên Thiên Mệnh thần thành, bực này khí phách, thật sự là thật là làm cho người ta bội phục. Người ca ca này, xem ra tuổi tác thật nhỏ a, hắn thật lợi hại như vậy sao? Một cái tiểu cô nương lệch ra cái đầu hỏi. Tuy nhiên truyền thuyết thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, áp chế các quỷ vương lực lượng, nhưng là, một cái chừng 20 người trẻ tuổi, có thể làm thịt bọn họ, đó cũng là yêu nghiệt. Nữ hài phụ thân ánh mắt nóng rực, hầu như trở thành Lý Thiên Mệnh tín đồ. Trên thực tế, Thiên Mệnh bên trong tòa thần thành, có vô số người, nhìn đến Lý Thiên Mệnh, lại có loại đi tới nơi này sinh tử chiến trường. Đều trở thành tín đồ của hắn. Đứng tại cửa Nam phía trên, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Thiên Mệnh Thần Thành liếc một chút. Kỳ thật hắn vừa mới muốn nói một câu, mọi người cùng nhau sống sót. Câu nói này không nói ra miệng, có thể đã khắc ở trong lòng. Chỉ có ta không ngã xuống, bọn họ thì sẽ không ngã xuống. Lớn bao nhiêu năng lực, bị bao nhiêu chỗ tốt, liền phải gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh, nhìn qua phương Nam hôn thiên ám địa. Hắn chuẩn bị xong. Anh em, bên này giao cho vợ chồng các ngươi, ba người chúng ta, đi kết giới hạch tâm, ta đi, tinh thần vị, tàng thư đi, thái dương vị, nguyên nhất đi, thái âm vị. Dịch tinh ẩn sắc mặt nghiêm túc nói. Chống đỡ, mệnh giao cho ngươi. Hiên Viên Tà thu hồi nụ cười, ánh mắt nóng rực. Kết giới sẽ không phá, cùng lắm thì, ta đem mệnh lấp phía trên. Dịch tinh ẩn nói xong, cùng Trần Tàng Thư, đạo nguyên nhất hai người. Bước vào Thiên Mệnh Thần Thành hạch tâm. Ông, khi bọn hắn vào chỗ về sau, toàn bộ nhật nguyệt tinh thần kết giới bắt đầu lập lòe, tựa như là phồn tinh kết giới một dạng, Thiên Mệnh Thần Thành trên bầu trời, xuất hiện tinh không sáng chói, ước vạn tinh thần gần trong gang tấc, thậm chí còn có mặt trời, ánh trăng, tỏa trấn phương Nam. Toàn bộ kết giới quang mang hội tụ cùng một chỗ, xông lên mây xanh, trong nháy mắt quán xuyên ngưng tụ tại bầu trời thần thành mây đen. Trong lúc nhất thời, trên trời đầy sao đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Những ngày kia ngôi sao quang mang, hội tụ mà xuống, bị nhật nguyệt tinh thần kết giới hấp thu mà đến, làm đến mọi người trên đỉnh đầu tinh không màn trời, càng thêm sáng chói. Dựa vào tinh thần quang mang, Lý Thiên Mệnh đứng tại thật cao trên cổng thành, thấy được trong thành trì, từng đôi nóng rực ánh mắt. Linh Nhi, nhân sinh cũng là một trận đường đi, chúng ta may mắn có thể ở chỗ này, cùng ngàn vạn người cùng một chỗ. Đi thể nghiệm sinh mệnh tôn nghiêm, cùng cường địch đấu tranh dũng khí, còn có chịu chết quyết tâm, đều là vận mệnh ban ơn. Ta hiện tại sâu sắc minh bạch một cái đạo lý,
cái gì gọi là vạn vật tùy tâm. Người tu luyện, chính là tâm tu luyện, cái gọi là con đường tu hành, mãi mãi cũng không phải bế quan khổ tu, mà chính là đi trên thế giới này, nhìn người, làm việc, tu tâm, học hội đi làm một cái không thẹn lương tâm người, mới có thể đi làm một cái chí cao vô thượng thần. May mắn là, tại ta còn lúc nhỏ, liền có cha ta cùng nghĩa phụ, chỉ cho ta đường sáng, ta muốn hôm nay ta đứng ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, hắn lực lượng bây giờ, so sánh đại lục đỉnh cao cường giả, hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng là, tâm tu hành, hắn không cho rằng, chính mình sẽ so với bọn hắn kém. Mỗi người đều có thể lựa chọn, kế sách của mình, người nào có thể chân chính đi ra thông thiên đại đạo, chờ xem đi. Hắn đứng ở cửa thành chỗ cao nhất, nhìn lấy nơi xa đêm tối chỗ sâu, bắt đầu nhốn nháo địch quân, hào khí vượt mây, hăng hái. Địch quân xuất hiện, toàn thành đề phòng. Phanh phanh phanh, lấy hung thú ra chế tác chống trận, đã phát ra nổ tung giống như oanh minh. Thiêu đốt nhiệt huyết tại cửa nam bạo phát, bao phủ toàn bộ thành trì. Có đế tử tại, sợ cái gì? Đế tử sinh ra, chỉ có thể nói rõ thủy tổ đang bảo vệ chúng ta lại có sợ gì? Rất nhiều lời giống vậy, ở Thiên Mệnh Thần Thành vang vọng. Liền Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nguyên lai mình đến, cho bọn hắn như thế cổ vũ. Rầm rầm rầm, chiến tiếng trống đã càng thêm dày đặc. Thi khôi thi thú đã hiện, chuẩn bị chiến đấu, nhật nguyệt tinh thần kết giới mở ra trình độ lớn nhất, phụ thuộc kết giới toàn bộ khai hỏa. Thiên viên tà tỏa chấn nơi đây, thanh âm của hắn rất có khí phách, là trời sinh làm tướng lãnh vật liệu. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, hết thảy đâu vào đấy. Nhật nguyệt tinh thần kết giới phía trên, điệp ra trên trăm cái phụ thuộc kết giới, trên cơ bản đều là kiếp văn kết giới, nắm giữ các loại công hiệu, thí dụ như mê huyễn, bẫy dập, linh tai, vân vân. Thiên mệnh thần thành bên ngoài 30 dặm phạm vi, chính là thủ hộ kết giới phạm vi. Đối phương cần phải xuyên qua 30 dặm kết giới, mới có thể leo lên thiên mệnh thần thành. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Đường chân trời cuối cùng, hôi vụ tràn ngập chỗ, nguyên một đám người cùng thú, tại trong một mảnh hỗn loạn, ầm vang tiến lên. Khắp nơi run rẩy oanh minh, thê lương gào khóc thảm thiết, kẹp lấy gió lạnh cuốn tới. Trên trời tinh quang chướng mắt, đến mức Lý Thiên Mệnh có thể rất rõ ràng, nhìn đến những thứ này thi khôi cùng thi thú. Cái gọi là thi khôi, cũng là chiến tử ngự thú sư, để cửu cung thần vực thứ 5 quỷ vương, tử linh quỷ vương, dùng cấm thuật tử linh ảo tưởng sinh bí pháp chế tác mà thành. Bọn họ sớm đã tử vong, không có thần trí, dựa vào còn chưa tiêu tán lực lượng, còn có nhất định chiến đấu lực. Mặc dù không cách nào thời gian dài giữ lại, có thể dùng để làm công phá kết giới pháo hôi, là thượng hạng lựa chọn. Cái này 3 triệu tập kết thi khôi cùng thi thú, đều đến từ ngũ hành thần vực. Đây là ngũ hành thần vực lựa chọn cùng Thái Cổ Thần Tông đồng minh đại giới, hiện tại ngũ hành địa tông nội bộ, chính lâm vào nội loạn bên trong. Nếu không phải cửu cung quỷ thần trực tiếp lên phía Bắc, ngũ hành thần vực căn bản nhìn không được. Nếu như thiên mệnh thần thành phá, chúng ta những người này, có phải hay không cũng đã biết, trở thành thi khôi, thi thú. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy những cái kia phân mảnh thi thể. Bọn họ vốn hẳn nên nhập thổ vi an, lại như hung ma một dạng, làm người chỗ điều động. Bọn họ trừng to mắt, gào khóc thảm thiết, dương nanh múa vuốt, lộn nhào, nơi nào còn có nhân dạng. Thảm liệt như vậy một màn, nhìn đến rất nhiều người, hít một hơi lãnh khí. Rầm rầm rầm, cơ hồ trong nháy mắt, lít nha lít nhít 3 triệu thi khôi thi thú, đã vọt tới trước mắt. Cái kia thê lương tiếng la khóc âm, càng thêm chói tai. Có chút thi khôi liền đầu đều rơi mất, đều còn tại hướng phía trước bò. Tại những thứ này thi khôi thi thú đằng sau, còn có lít nha lít nhít đám người. Những cái kia cũng là cửu cung quỷ tông cùng lục đạo kiếm tông quân đoàn. Đến cùng có bao nhiêu người, trên tình báo còn không có minh xác con số, nhưng tối thiểu 1 triệu trở lên. Đó là ai? Lý Thiên Mệnh nhìn đến, cái kia thi khôi thi thú đại quân phía sau, có một người mặc màu xám váy dài nữ tử che mặt, ngồi tại một đầu cự thú trên thân. Cái kia cự thú có thô to chi sau cùng cái đuôi, đầu càng là to lớn, có một trương miệng to như chậu máu, cứ việc hắn toàn thân đều là thịt thối, có thể rõ ràng đó có thể thấy được, nó không phải thi thú, bởi vì nó cái kia bốc lên ngọn lửa xanh lục trên hai mắt, còn có điểm sao tồn tại. Hơn 900 điểm sao. Thứ 5 quỷ vương, tử linh quỷ vương, thi khôi thi thú, chính là nàng làm ra, nàng có 3 đầu cộng sinh thú. Dưới trướng chính là tử linh quỷ hỏa bạo long, còn có 2 đầu, theo thứ tự là,
vong linh Minh Hà Quỷ Phượng cùng yêu linh vong Phong Kỳ Lân, đều tại bên người nàng. Nàng là chúng ta nhất đẳng địch thủ, đối chúng ta mà nói, tầm quan trọng của nàng so huyết ý quỷ vương cùng tử tiêu quỷ vương cũng cao hơn, bởi vì chỉ cần nàng chết rồi, thì sẽ không còn có thi khôi thi thú. Hiên Viên Tà ánh mắt lạnh lẽo nói. Đã hiểu, giết nàng khó sao? Khó, nàng vào huyết ý quỷ vương một cảnh giới, ta không phải là đối thủ. Hiên Viên Tà nói. Hắn cũng không là đối thủ, Lý Thiên Mệnh thì càng không phải là. Chúng ta có thể chống đỡ cái này một đợt thi khôi thi thú, giữ vững Thiên Mệnh Thần Thành, liền đã tính toán thắng. Minh bạch, tại Hiên Viên Tà thống soái phía dưới, 500.000 Tà Long quân cùng 500.000 Thiên Mệnh Thành vệ quân, toàn bộ đều tại Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới bên trong, bày xong trận thế. Lý Thiên Mệnh những thứ này trợ giúp mà đến kiếp lão, có thể linh hoạt bổ vị. Đệ tử, ta không quản được phía trên ngươi, chính mình bảo trọng. Hiên Viên Tà nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, nhảy phía dưới thành tường. Hắn đã rơi vào Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới phạm vi. Tại cái này kết giới nội bộ, khắp nơi đều là gai mắt tinh quang, mỗi người đều dường như đi tới tinh không. Đứng ở chỗ này, càng có thể cảm nhận được phía trước thanh thế to lớn, cái kia máu tanh tử vong khí tức, đã đánh thẳng tới. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tại cái này tinh thần khắp nơi tiến lên, đi tới trăm vạn đại quân phía trước. Đến rồi. Các vị, giết đi. Cùng lúc đó, phía trên truyền đến Hiên Viên Tà hiệu lệnh. Tà Long quân nghe lệnh, số 6 phương trận, Giao Long Điện bất chợt tới trước, cộng sinh thú thần thông chuẩn bị. Thiên Mệnh Thành vệ quân, hai cánh bọc đánh. Nghe ta hiệu lệnh, giết. Chấn thiên tiếng la giết, oanh động toàn bộ chiến trường. 1 triệu người trên chiến trường, một người, lộ ra quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh biết, nơi này không phải thiên tinh cảnh. Hắn có thể làm đến sự tình, rất rất ít. Hắn chỉ muốn, cống hiến chính mình, có khả năng cống hiến hết thảy. Thiên Mệnh Thần Thành ngã xuống, luôn có một ngày, Thái Cực Phong Hồ cũng sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên, chống đỡ đi xuống, chống đỡ đi xuống. Hắn chỉ là một cái rất phổ thông chiến sĩ. Hắn đứng tại tất cả mọi người phía trước, bên người 4 cái cộng sinh thú làm bạn. Trong đó, Huỳnh Hỏa cánh thương thế, còn chưa tốt triệt để. Tới đi, ngẩng đầu một cái, vô số thi khôi thi thú, va vào Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Xì 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 xì. Ngoại trừ cái kia trên 100 cái phụ thuộc kết giới hiệu quả bên ngoài, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy được, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới mạnh nhất hiệu quả. Cái kia chính là, vô cực tinh võng. Kết giới bên trong, vô số tinh thần, bộc phát ra tinh quang. Tinh quang từng cái xen lẫn kết nối cùng một chỗ, tạo thành quang mang chi võng. Làm những cái kia thi khôi cùng thi thú, theo cái này vô cực tinh võng phía trên sông tới thời điểm, cái kia nóng rực tinh quang, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn, cắt chém thành toái phiến. Một cái kết giới, có thể so với 100 vạn đại quân, tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ là, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, luôn có cá lọt lưới, vò tới bọn họ trước mắt tới. Theo tiến đụng vào tới thi khôi thi thú số lượng gia tăng, đi vào Tà Long quân trước mặt địch quân, sẽ chỉ càng nhiều. Những thứ này thi khôi thi thú chỗ tốt, ngay tại ở bọn họ không sợ chết. Càng là không sợ chết, đối kết giới phá hư, lại càng lớn. Dù là có 1.000.000 người, tại trèo chống cái này thủ hộ kết giới, nói thật, đều chịu không được tiêu hao. Lúc này thời điểm, Tà Long quân cùng thành vệ quân, phải chăng có thể ngăn cản địch quân, bao quát thi khôi thi thú phía sau địch nhân chân chính, là quyết phân thắng thua, quyết định thần thành có thể hay không luân hãm quan trọng. Thi khôi thi thú còn chưa tới, Lý Thiên Mệnh thì ngửi thấy cái kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Trước mắt cũng là từng đống thịt nhão, phía trên thậm chí bỏ đầy con muỗi. Bọn họ đã sớm chết, không có linh hồn, mặc cho tử linh quỷ vương bài bố. Khinh nhờn người chết, tội không thể tha thứ a. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia tử linh quỷ vương. Một cái tội ác, so Diệp Bồ Đề còn nặng hơn người. Nàng tuy nhiên bài danh thứ 5, nhưng là, nàng giết người, tạo nghiệt, 10 cái huyết ý quỷ vương, giống như cũng không bằng nàng. Một người vô tình trưởng khống, 3 triệu xác chết điên cuồng, loại kia hình ảnh, cả đời khó quên. Phốc phốc phốc, hắn tà ma, tại những cái kia thi khôi thi thú đến trước đó, liền đã vung bay ra ngoài. Yên nghỉ đi. Giết hại bọn họ, căn bản sẽ không có thống khoái cảm giác. Thậm chí, loại này giết hại, sẽ chỉ làm người cảm thấy thống khổ. Bọn họ đã là người chết,
lại còn phải lại giết bọn hắn một lần. Khi nào mới có thể để cho bọn họ giải thoát? Càng khiến người ta run rẩy là, nếu như thiên mệnh thần thành phá, nơi này hơn ngàn vạn người, có phải hay không cũng lại biến thành dạng này điên cuồng bộ dáng, đi cái kế tiếp thần thành, giết hại đồng bào của mình. Tuy nhiên thì khôi thi thú chiến đấu lực, thật không tính quá mạnh, nhưng là thật đánh lên, mới biết được, cái gì gọi là tê cả da đầu. Đây chính là hiên viên tà, nhắc nhở trước hiên viên Mộc Tuyết bọn hắn nguyên nhân. Phốc phốc phốc, từng đống thịt nát, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt ngã xuống. Hắn đã chết lặng. Rầm rầm rầm. Phía trước còn có những thứ này, phát ra thê lương thanh âm thi thể. Bọn họ liền trong mắt đều rơi ra tới, còn muốn tranh nhau chen lấn, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Giết tới khi nào, mới là cuối cùng. Lý Thiên Mệnh chém nát lam hoang trên thân, bò đầy vài đầu thi thú. Trên người hắn, bị tung tóe đầy lấy màu xám huyết, sắc mặt đã trắng bệch. Chiến trường này, so hắn trong tưởng tượng, muốn tàn khốc nhiều lắm. Thế mà, đây chính là về sau Viêm Hoàng Đại Lục thái độ bình thường. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Tà Long quân cùng thành vệ quân, mỗi người đều lâm vào cùng thi khôi thi thú trong chiến đấu. Tuy nhiên thương vong không nhiều, có thể là như vậy đánh xuống, đối diện với mấy cái này rất khó ngã xuống thi thể, khi bọn hắn tinh bì lực tẫn thời điểm, cửu cung quỷ tông cùng lục đạo kiếm tông người, nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào, phát động hung mãnh nhất trùng sát. Đến lúc đó, liền sẽ là thiên mệnh thần thành luân hãm thời khắc. Lý Thiên Mệnh hướng nơi xa nhìn qua, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, bên ngoài người người nhốn nháo. Những cái kia cũng không phải thi khôi thi thú, mà là tại chờ đợi thời cơ, phát động nhất kích chí mệnh địch quân. Tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối không được. Thần soái cùng điện chủ bọn họ, đoán chừng cũng đau đầu vấn đề này. Thi khôi cùng thi thú, cần phải so với bọn hắn trong tưởng tượng, càng phải khó chơi. Lý Thiên Mệnh đem một đầu thi thú, đều cho chém thành hai nửa. Kết quả, hắn mùi hôi nội tạng, bỗng nhiên nổ tung, đem Lý Thiên Mệnh trên người luyện ngục thuẫn giáp, đều cho nổ phá. Phiền toái. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người, đều bị nổ thương tổn, thậm chí huyết nhục hư thối. Này này, đối phương thao túng cái đồ chơi này, nói trắng ra là, cũng là một loại cùng loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú khống chế, để muội tử dùng vĩnh dạ ma chú thử một chút. Miêu miêu một đạo hồn thiên điện ngục, đem trước mắt một đoàn thi khôi thi thú nổ thành điên cuồng, nó linh cơ nhất động, đối Lý Thiên Mệnh nói. Đầu ngươi vẫn rất linh quang, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Đúng thế, bản mèo thông minh tuyệt đỉnh, miêu miêu tự tin nói. Khác kiêu ngạo, đó là bởi vì gà đại ca ta cánh bị thương, mới không có nghĩ tới chỗ này. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi cánh đả thương, ảnh hưởng não tử phát huy, miêu miêu nói. Im miệng. Huỳnh Hỏa vô năng phẫn nộ. Tại bọn họ tranh cãi thời điểm, Lý Thiên Mệnh để tiên tiên cắm rễ tại phía trên chiến trường này. Hiện tại khởi nguyên thế giới thụ càng thêm to lớn. Dùng vĩnh dạ ma chú. Đánh xong muốn thưởng, tiên tiên vô lại nói. Ăn ăn ăn. Cái này đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến muốn ăn. Ong ong. Lý Thiên Mệnh bay đến vĩnh dạ sắc phi bên cạnh. Cái này một đóa cự tiêu tốn, có vô số điểm sao. Những cái kia điểm sao mỗi lần chấn động, đều có hơn 1 triệu phấn hoa bay ra ngoài, vẩy hướng về phía toàn bộ chiến trường. Có hiệu quả hay không? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Cho ta một chút thời gian, mèo ca ca nói không sai, cái kia tử linh quỷ vương đối khống chế của bọn hắn, xác thực cùng loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú khống chế. Mỗi cái thi khôi thi thú trên thân, kỳ thật đều có một cái màu xám côn trùng. Nếu như đoán không sai, cái kia tử linh quỷ vương, cần phải có con thứ tư cộng sinh thú, thì là mẫu hoàng hệ. Tiên tiên hiếm thấy nói nghiêm túc. Đều có côn trùng, Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, đây chính là chân tướng. Lấy mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tăng thêm cấm thuật, sáng tạo thi khôi thi thú đại quân, thật sự là tuyệt. Có thể Lý Thiên Mệnh tâm là sôi trào. Tại thiên tinh cảnh, tiên tiên trở thành mẫu hoàng hệ cộng sinh thú sát thủ, mặc kệ là thanh minh trùng vẫn là phệ tâm trùng. Tại nó vĩnh dạ ma chú phía dưới, đều chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Bọn chúng số lượng thế nhưng là hơn 100 triệu. Mà bây giờ, chỉ có 3 triệu. Bọn họ khống chế thi khôi thi thú về sau, đơn thể rất mạnh nhiều, nhưng mấu chốt là, ta có thể đem bản thể của chúng nó, cho bắt tới. Tiên tiên lúc nói lời này, nó màu đen sợi rễ, đã đâm vào một số thi khôi trong thân thể. Những cái kia còn có thể chiến đấu thi khôi, lập tức phản ứng to lớn,
rút gãy mất tiên tiên sợi rễ. Nhưng là, có một bộ phận bị phanh thây thì khôi, thân thể liền có thể khó động. Ngươi nhìn, tiên tiên rốt cục đã trúng mục tiêu, đem một con muỗi lớn nhỏ màu xám tiểu trùng, lấy được Lý Thiên Mệnh trước mắt tới. Ngươi tin không, bọn họ cũng là khống chế thi khôi bỏ mạng tiến công hạch tâm. Tiên tiên hưng phấn nói. Ngươi có thể duy nhất một lần toàn bộ giết chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, bọn họ ý thức được nguy hiểm, sẽ để cho thi khôi thi thú tự thân bảo hộ, bất quá, ta có thể dùng vĩnh dạ ma chú, để chúng nó hoắc loạn, không cần giết chết, cần phải có thể, để chúng nó phản công. Tiên tiên ngạo kiều nói. Ta đi, nhanh chỉnh lên, Lý Thiên Mệnh điên rồi. Nếu như chỉ dựa vào tiên tiên, có thể phá giải thi khôi thi thú, đây tuyệt đối là một người, thay đổi toàn bộ Viêm Hoàng đại lục chiến cục. Tiên tiên muốn là thành công, tiểu lý tử muốn làm sao biểu thị a? Tiên tiên linh thể bay ở trước mắt hắn, khoanh tay, vẻ mặt đắc ý cười. Từ nay về sau, người hắn mèo buông ra cho ta ăn, ta thuê mướn 10.000 người, cho ngươi làm đầu bếp. Lý Thiên Mệnh nói. Oa, ta phát á. Hiện tại đến phiên tiên tiên nổi điên. Kỳ thật nó không biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại, đến cùng đến cỡ nào khẩn trương. Hắn nhìn đến cường địch vây quanh, nhìn đến Thiên Mệnh thần thành cửu tử nhất sinh, nhìn đến thi khôi thê thảm. Hắn nằm mộng cũng nhớ, vì nơi này hết thảy, đi làm chút gì. Trước đó, đối mặt vô cùng vô tận thi khôi thi thú, hắn cùng mọi người giống nhau, đều hoàn toàn không nhìn thấy tương lai. Nhưng là bây giờ, ánh dạng đông buông xuống. Hắn nhìn thẳng trước mắt Tu La địa ngục. Thì nhìn tiên tiên. Cái này nhỏ nhất gia hỏa, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Xuyên qua vạn giới khởi nguyên thế giới thụ, cho tới bây giờ không có để Lý Thiên Mệnh thất vọng qua. Nhất định khiến các ngươi, thành cũng cấm thuật, bại cũng cấm thuật, không tâm không đức thế hệ, cuối cùng rồi sẽ bị phản phệ. Vĩnh dạ ma chú đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Ám tinh phấn hoa tại gió quét phía dưới, tản mát ra ngoài, tan vào thi khôi thi thú trong thân thể, đi tìm cái kia con muỗi lớn nhỏ côn trùng. Đây là tử linh quỷ vương bí mật. Có lẽ, nàng theo không cho rằng, có người có thể hiểu rõ bí mật của nàng. Nàng trấn thủ tại kết giới bên ngoài, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Theo thời gian trôi qua, hết thảy như nàng sở liệu. 3 triệu thi khôi thi thú, chẳng những tiêu hao kết giới uy lực, càng làm rối loạn bọn họ trận hình, thậm chí phá hủy ý chí của bọn hắn. Tiểu nhìn bảo bối của ta nhóm, thế nhưng là phải trả giá thật lớn a. Nàng kiều diễm cười. Cười còn về sau, nàng khẽ vươn tay, chỉ hướng Thiên Mệnh thần thành. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thời cơ đã đến, giết. Oanh! Cửu cung quỷ tông cùng lục đạo kiếm tông quân đoàn, các loại giờ khắc này, đã quá lâu. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cùng cộng sinh thú, dọc theo thi khôi cùng thi thú vỡ ra đường máu, va vào nhật nguyệt tinh thần kết giới. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, rất nhiều cộng sinh thú thần thông, đã oanh tạc đi vào. Bước vào kết giới, như là chui vào tinh không. Xì xì xì. Vô cực tinh võng lại lần nữa tăng cường, cản lại đại đa số người. Chỉ bất quá, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, bọn họ căn bản không có e ngại. Xông vào thần thành, một mực giết hại, nhật nguyệt tinh thần, tự sụp đổ. Vâng. Rầm rầm rầm. Kết giới bên trong, càng thêm hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu có 400.000 cửu cung quỷ tông quân đoàn, cùng 300.000 lục đạo kiếm tông quân đoàn giết vào. Bọn họ đi theo thi khôi thi thú đằng sau, đã thấy Tà Long quân cùng thành vệ quân. Bọn họ không được, ha ha. Phía trên, làm thịt bọn này tiện xúc, các loại quỷ vương đem bọn hắn cũng luyện chế thành thi khôi, cho chúng ta mở đường, công cái kế tiếp thần thành. Giết a. Lại còn có gan chống cự, thật sự là cười chết ta rồi, dứt khoát một chút đi chết không tốt sao. Huyết tinh, phút chốc tràn ngập. Liền tại bọn hắn đuổi kịp thi khôi cùng thi thú một khắc. 4 người các ngươi thối nam nhân nhìn kỹ, bản cô nương bắt đầu biểu diễn. Tiên tiên cả giận nói. Muội tử, ngươi nói sai, ca không là nam nhân, là hùng kê. Huỳnh Hỏa nói. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tiên tiên càng ngày càng cường đại vĩnh dạ ma chú, vậy mà có thể khống chế đồng thời phát tác. Trong lúc nhất thời, làm những cái kia màu xám tiểu trùng lâm vào hỗn loạn thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Thần soái. Lập tức rút quân. Lý Thiên Mệnh trước lúc này, đã cùng Hiên Viên Tà nói qua sự kiện này. Hiên Viên Tà lựa chọn tin tưởng hắn.
làm Lý Thiên Mệnh cho tín hiệu về sau, Hiên Viên Tà tại chỗ tuyên bố rút lui. Tà Long quân cùng thành vệ quân tại trong kết giới, tối thiểu có thể hành động tự nhiên. Bọn họ vốn là phòng thủ một phương, rút lui tương đối dễ dàng. Cuốn lấy bọn họ. Hiên Viên Tà mệnh lệnh, đồng thời truyền cho Dịch Tinh Ẩn bọn họ. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới vô cực tinh võng, theo kiên cường biến thành mềm mại, tựa như là đao biến thành dây thừng. Tuy nhiên lực sát thương giảm thấp, nhưng là dây dưa năng lực, tăng lên rất nhiều. Thì tại dạng này điều kiện tiên quyết, còn lại tối thiểu có 2 triệu thi khôi cùng thi thú, đột nhiên quay đầu. Bọn họ, nhìn chắp sau lưng Cửu Cung Quỷ Tông cùng Lục Đạo Kiếm Tông người. Bọn họ đã tiến nhập hoác loạn trạng thái. Nhưng, hoác loạn không phải thi khôi thi thú, mà chính là khống chế bọn nó côn trùng. Đừng nói là Cửu Cung Quỷ Tông, cũng là thi khôi thi thú lẫn nhau ở giữa, tại cái này bỗng nhiên ở giữa, trực tiếp giết. Kết giới bên trong, đột nhiên diễn hóa thành một trận đại hỗn chiến. Thi khôi thi thú, chẳng những để mắt tới những thứ này vừa mới tiến tới hai đại tông môn quân đoàn, càng bắt đầu lẫn nhau cắn xé, chiến đấu. Dạng này cục diện hỗn loạn, ngoài bọn họ đoán trước. Bọn họ vốn là khẩn cấp lui ra là được, có thể mấu chốt là, bọn họ đã xâm nhập kết giới, hơn nữa còn bị mềm mại vô cực tinh võng dây dưa. Trong lúc nhất thời, tối thiểu có 3/4 người, lâm vào một trận bạo loạn giết hại bên trong. Thi khôi thi thú, đã từng mang cho Tà Long quân cùng thành vệ quân tai nạn, hiện tại, đến phiên chính bọn hắn nhân phẩm nếm. Lão Dịch, toàn lực cuốn lấy bọn họ. Đối phương tối thiểu tới 1,5 triệu đại quân, trong đó tiếp gần một nửa đã tiến kết giới. Một nửa bên trong, lại có 3/4 chưa kịp đi ra, triệt để bị thi khôi thi thú chìm ngập. Trưởng khống một chút, bỏ mặc thi khôi thi thú hành động, chỉ dây dưa địch nhân. Hiên Viên Tà lại lần nữa hô to. Ta biết, Dịch Tinh Ẩn làm kết giới sáng tạo giả, đối toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, xác thực trưởng khống tự nhiên. Các vị, đệ tử sáng tạo ra kỳ tích, báo thù cơ hội tới, ta cần muốn các ngươi, cống hiến lực lượng mạnh nhất. Thắng bại ở đây dơ lên, liều mạng A. Nghe được Hiên Viên Tà, Thiên Mệnh bên trong tòa thần thành, hơn ngàn vạn người lệ nóng doanh tròng, tiến nhập nổ tung trạng thái. Lực lượng kinh khủng như vậy, sẽ chỉ làm Nhật Nguyệt tinh thần kết giới phong tỏa năng lực, biến đến càng đáng sợ. Đây chính là trên dưới một lòng lực lượng. Đây là chúng sinh lực lượng. Lý Thiên Mệnh đứng ở trên tường thành. Tại kết giới chi lực đang phong tạo cực thời điểm, vô số chúng sinh thiên ý, hóa thành xương trắng, tràn vào trong thần hồn của hắn. Đây hết thảy đều đang nói rõ, ta làm đúng sự tình. Cho nên, giết đi. Tại dạng này trong hỗn loạn, đối phương căn bản không dám, lại để cho người tiến đến, giải cứu hãm sâu trong kết giới người. Tuy nhiên không ngừng có người chạy đi, nhưng cũng có nhiều người hơn, tại kết giới cùng thi khôi thi thú song trọng công sát phía dưới, chiến tử tại chỗ. Sao, làm sao có thể? Địa phương âm u, truyền đến Tử Linh Quỷ Vương khó có thể tin thanh âm. Thế mà, đây chính là hiện thực. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nàng cỡ nào nghi hoặc, bi phẫn. Hắn chỉ quan tâm, đối phương chết bao nhiêu người. Trận này hỗn chiến, chỉ là kéo dài một canh giờ. Rốt cục, mặc kệ là thi khôi thi thú, vẫn là hai đại tông môn quân đoàn, chỉ cần còn tại trong kết giới, trên cơ bản đều bị chu giết sạch. Tà Long quân cùng thành vệ quân, đằng sau vào tràng, thu thập tàn cục, lãnh huyết bổ đao. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Mệnh trên tòa thần thành, chồng chất lên núi thây biển máu. Bọn họ cùng nhau, tối thiểu chết trận 500.000 người, mà lại, 3 triệu thi khôi thi thú, toàn quân bị diệt. Tối thiểu nhất, một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có tiên tiên tại, Tử Linh Quỷ Vương lấy mẫu hoàng hệ cộng sinh thú sáng tạo thi khôi thi thú đại quân, tự sụp đổ. Tin tức như vậy, đối ngũ đại thần vực đồng minh, đều là một lần trọng thương. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này nhuốm máu thổ địa bên trên, nhìn lấy thi khôi thi thú 3 triệu vong hồn. Hắn gắn một thanh đất vàng, đem Hiên Viên Vũ Hành Kháng Long thần giản, cắm trên chiến trường, sau đó nhắm mắt lại. Yên nghỉ đi. Trên thực tế, sớm tại ngũ hành thần vực lúc khai chiến, Thiên Mệnh bên trong tòa thần thành, thì có vô số người trốn rời ra viên, lên phía bắc lánh nạn. Bây giờ vẫn lưu tại bên trong tòa thần thành này người, đều đối mảnh đất này, yêu thâm trầm, nguyện ý cùng Thiên Mệnh thần thành cùng tồn vong. Lần này đại quân tiếp cận, thi khôi thi thú mở đường, đối phương vì đánh ra khí thế, thắng được khởi đầu tốt đẹp, nhất định sẽ lấy hung mãnh nhất hỏa lực, triển khai tiến công. Người trong thần thành nhóm,
tâm lý hy vọng duy nhất, cũng là chống đỡ đi xuống, dù là thần thành luân hãm, cũng phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, làm Tà Long quân cùng thành vệ quân, cơ bản không tổn thương, làm địch nhân 3 triệu thi khôi thi thú, cùng hơn 1 triệu quân đoàn, liền thần thành đều không leo lên, thì hao tổn hơn phân nửa. Chiến quả như vậy, vượt ra khỏi đoán trước, kinh hỉ đến quá mức đột nhiên. 3 triệu thi khôi thi thú, toàn bộ hết rồi. Tại chúng ta thủ hộ kết giới dây dưa phía dưới, tối thiểu có 450.000 địch quân, cùng bọn hắn cộng sinh thú chiến tử. Trời ạ! À, làm chiến báo tại cả tòa trên tòa thần thành bao phủ thời điểm, toàn bộ thiên mệnh thần thành đám người, cơ hồ đều mừng rỡ như điên, thậm chí đều kích động điên rồi. Cửu cung quỷ tông, lục đạo kiếm tông, không chỉ là thụ trọng thương, đã mất đi tiên cơ, mặt đều bị đánh sưng lên a. Có lẽ 450 vạn quân đoàn, đối ngũ đại thần vực liên quân tới nói, không tính quá nhiều, nhưng chúng ta thiên mệnh thần thành, cơ hồ không có tổn thương a. Chuyện này truyền đi, nhất định sẽ làm cho thái cổ thần vực tất cả thần thành, đều tràn ngập lòng tin cùng hy vọng. Đến cùng là làm sao làm được? Tựa như là đế tử, hắn thay thế tử linh quỷ vương, nắm trong tay thi khôi thi thú, dụ địch xâm nhập, sau đó liên hợp kết giới phản công, chúng ta đều cống hiến lực lượng. Dịch tinh ẩn điện chủ, dùng lực lượng của chúng ta, dùng nhật nguyệt tinh thần kết giới vô cực tinh võng, cuốn lấy đối thủ. Đế tử, lại là đế tử, lại là hắn mang tới kỳ tích, muốn ta nói, hắn cũng là thủy tổ chuyển thế, có hắn cùng tôn thần tại, chúng ta bách chiến bách thắng. Đúng, hắn chính là chân thật tồn tại thượng thần. Hơn ngàn vạn người bên trong, có rất nhiều người, lấy ánh mắt nóng bỏng, nhìn lấy nam trên tường thành đứng đấy thiếu niên tóc trắng kia. Theo nóng rực, đến cuồng nhiệt, lại đến tín ngưỡng. Ngàn vạn người, coi hắn là thành cứu thế chủ. Lý Thiên Mệnh bị giật nảy mình. Hắn quay đầu, lấy đế quân chi hai mắt, có thể nhìn đến toàn bộ thiên mệnh thần thành, đều tràn ngập vô số xương trắng, cơ hồ mỗi cá nhân trên người, đều đang phát tán ra loại này, chỉ có chính hắn có thể nhìn đến vũ khí. Thiên đạo, chúng sinh ý chí, công đức lực lượng, vậy mà như thế khủng bố a. Hỗn độn thần đế, hắn đến cùng là bực nào tồn tại. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, loại này có thể tại hành thiện tích đức bên trong, tiếp nhận chúng sinh vạn dân ý chí, tăng lên chính mình, để cho mình mạnh lên thủ đoạn, thực sự quá kinh khủng. Làm đúng sự tình, thành vì tất cả mọi người một phần tử, huyết mạch tương liên, thấy chết không sờn, chiến đấu tại phía trước nhất, vậy mà có thể tại trợ giúp của bọn hắn phía trên, đạp vào thông thiên chi lộ. Đây chính là thiên đạo quy tắc. Người nào, còn dám đem vạn dân, xem là kiến hôi. Thủ hộ kết giới lực lượng, 80%, đều đến từ bọn họ. Kỳ thật, ta không phải anh hùng, chân chính anh hùng, là chính bọn hắn. Bọn họ dựa vào thủ hộ kết giới, đánh tan đối thủ. Bọn họ lấy ý chí, chống đỡ lấy ta tiến lên. Khi bọn hắn đem ta xem như thần thời điểm, ta càng không thể chiến bại. Lý Thiên Mệnh không có chút nào kiêu ngạo. Những người này cảm tạ hắn, thế mà, hắn lại cảm tạ bên trong tòa thần thành này tất cả mọi người. Kỳ thật, là các ngươi tại tạo nên ta. Có lẽ, đế quân là mỗi người, mà ta, chỉ là ý chí của các ngươi hóa thân. Lý Thiên Mệnh không có mù quáng nâng lên chính mình, thật sự coi chính mình là cái thần. Hắn nhìn về phía những cái kia tụ đến chúng sinh thiên ý. Bên trong tòa thần thành, hơn ngàn vạn người, mỗi một cái đều là sống sờ sờ, có máu có thịt sinh mệnh. Bọn họ trên cơ bản lấy gia đình làm đơn vị, thật chặt ôm nhau, có lão nhân, có trung niên, có phụ nhân, có hài tử, cho dù là tiểu đồng, đều nắm kết giới linh tuyến, vì nhật nguyệt tinh thần kết giới, cung cấp lực lượng. Đến từ bọn nhỏ chúng sinh thiên ý, nhất là thuần túy, nhất là mãnh liệt. Bọn họ muốn hỏi phụ mẫu, cha, mẹ, cái kia đại ca ca, thật là thần sao? Ta sau khi lớn lên, cũng muốn làm dạng này thần. Lý Thiên Mệnh nghe được. Hắn phúc trí tâm linh, mỉm cười. Vì cái gì nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Bởi vì, mỗi người, đều là thần một bộ phận. Mà chân chính thần, là một cái thị tộc, một đám sinh mệnh truyền thừa, ý chí, là vô số người nhân sinh, là bất tử bất diệt chi hồn. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết, hắn bây giờ rất nhiều ý nghĩ, đều vượt qua Viêm Hoàng Đại Lục, bản thân có thể gánh chịu mức độ. Đây hết thảy đều là, đế quân, mang cho hắn tạo hóa. Cảm ơn các ngươi. Hắn giang hai cánh tay, thừa nhận chúng sinh ý chí, đồng thời cũng gánh chịu, thủ hộ trách nhiệm của bọn hắn. Từ giờ phút này bắt đầu,
thành phá, thì ta vong. Hắn đứng tại cửa nam, nhìn phía mây đen tràn đầy phương nam, như là thiên mệnh thần thành thần long điêu khắc một dạng, lẫm liệt đứng lặng, sừng sững bất động. Phương nam, mây đen phía dưới. Hai đại tông môn quân đoàn, ngây người tại, thiên mệnh thần thành, bên ngoài, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Tại cửu cung thần vực quân đoàn trung ương, một cái nữ tử áo xám, đứng tại, tử linh quỷ hỏa bạo long, trên đỉnh đầu, nàng không có mặc giày, một đôi màu xám cho nhạt chân ngọc, dẫm tại bạo long trên lân phiến, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Nàng thân hình yểu điệu, trên mặt được màu đen mạng che mặt, một đôi thầm trong mắt màu xám, thăm thẳm nhìn lấy cái kia nguy nga thiên mệnh thần thành, còn có tòa thần thành này phía trên, vạn tinh lập lòe kết giới. Ánh mắt của nàng, lâm vào vô cùng hoang mang bên trong. Tất cả mọi người biết, tâm tình của nàng vô cùng táo bạo, lại không dám ở trước mặt nàng, hồ ngôn loạn ngữ. Phải biết, ngũ đại thần vực liên minh cho nhiệm vụ của nàng, là huyết tẩy thiên mệnh thần thành, mà không phải đối phương cơ hồ không tổn thương, chính mình thật vất vả luyện chế thi khôi thi thú, toàn quân bị diệt. Mấu chốt là, chỉ là táng thân tại thần thành trước, liền tường gạch đều không đụng phải cửu cung thần vực cường giả, cũng bị mất 27 vạn A. Cái số này, tuyệt đối khiến người ta, trong lòng tích huyết. Cho nên, căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ, hình cho sự kinh ngạc của bọn họ cùng phiền muộn. Cho đến nay, còn lại 100 vạn đại quân, đều trong gió lộn xộn, một mặt mờ mịt. Đến cùng là vì cái gì? Tử linh quỷ vương nghĩ đến nát óc, đều không nghĩ ra, vì sao nó thi khôi thi thú, sẽ phản chiến. Tử thể lâm vào hoắc loạn, ta đã mất đi đối khống chế của bọn nó. Cộng sinh không gian bên trong, có một thanh âm đang nói chuyện. Sau đó thì sao, vì cái gì? Không biết. Đây là chiêu bài của nàng, nàng tại cửu cung thần vực lớn nhất giá trị. Thế nhưng là, bỗng nhiên liền không có. Quỷ vương, tiếp tục công sao? Phó tướng hỏi. Cút. Dù là nàng mang đều là tinh nhuệ, hiện tại đi lên, đều là chịu chết. Phong tông chủ, đã đến, làm sao không hiện thân? Tử linh quỷ vương hướng phía sau nói ra. Ta đến chậm một bước, ngươi liền để ta lục đạo kiếm tông 200.000 người chịu chết. Phía sau trong hắc phụ, đi tới một cái thanh y nam tử, ánh mắt của hắn lãnh đạm, nhìn chằm chằm thiên mệnh thần thành phương hướng. Việc này ta không có cách, vốn là dựa theo kế hoạch, không dùng được ngươi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm phá thiên mệnh thần thành. Nàng cắn răng, hỏi, ngươi cũng đã biết, ta thi khôi thi thú đại quân, vì sao lại mất đi hiệu lực? Táng tận lương tâm chi pháp, bị trời phạt đi. Giết người dứt khoát giết, cường giả chân chính, không cần dựa vào người chết hiển uy. Phong Thanh Ngục châm chọc nói. Phong tông chủ thẳng sẽ nói đùa, tử linh quỷ vương nói. Không có nói đùa, ta xác thực chướng mắt người thủ đoạn này, gãy rất tốt. Đối diện đã mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn giữ vững thiên mệnh thần thành, quang dựa vào chúng ta những người này không đủ. Nắm chặt thời gian tiếp viện đi, Phong Thanh Ngục nói. Không có thi khôi thi thú, coi như cầm xuống thần thành. Cũng phải một nhóm người chịu chết, để lục đạo kiếm tông phía trên sao. Tử linh quỷ vương cười lạnh hỏi. Không cần đến, ngươi tranh thủ thời gian điều người đi. Nói xong, Phong Thanh Ngục hướng về thiên mệnh thần thành phương hướng mà đi. Phong tông chủ đây là muốn. Bắt giặc phải bắt vua trước, ta đi đem Hiên Viên Tà cùng Tô Vãn Phong làm thịt, nghe nói Dịch Tinh Ẩn cũng tại, ba người này không có, lại thêm các ngươi người, thiên mệnh thần thành rất nhanh liền có thể phá. Chờ ta để bọn họ đầu người đi ra, hy vọng các ngươi tiếp viện đến, đã muốn đánh trận, cũng đừng lầm bà lầm bầm. Phong Thanh Ngục nói. Phong tông chủ lợi hại, ta bội phục, vậy liền chờ tin tức tốt của ngươi. Còn tiếp viện, chúng ta chính đồng thời công kích 5 tòa thần thành, còn lại 4 tòa thần thành, chẳng mấy chốc sẽ phá, tiếp đó, tối thiểu có 300 vạn đại quân hội tụ nơi đây. Tử linh quỷ vương nói. Có thể. Phong Thanh Ngục lãnh đạm cười một tiếng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đã tiến vào nhật nguyệt tinh thần kết giới. Cửa nam phía trên, Hiên Viên Tà ngay tại một lần nữa bố trí, vì lần sau tử chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Người trong thần thành nhóm, mắt thấy đối phương quân đoàn, thối lui ra khỏi một khoảng cách, liền một chút đã thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh ngay tại tiếp nhận chúng sinh thiên ý tẩy lễ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang, đột nhiên xông vào kết giới, lấp lóe mà đến. Là lục đạo kiếm ma, lão Dịch. Hiên Viên Tà sắc mặt đại biến, vội vàng giống lên một tiếng. Phong Thanh Ngục tại loại này người buông lỏng thời điểm, vọt vào, ý đồ kia khẳng định rõ ràng. Cái kia chính là trảm thủ. Ta cùng Vãn Phong,
còn có lão Dịch, đều có thể là mục tiêu của hắn. Thần thành bên trong Dịch Tinh ẩn, đều không nghĩ tới lục đạo kiếm ma loại nhân vật này, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá, hắn vẫn là lập tức phản ứng lại. Điều chỉnh kết giới, hội tụ hết thảy uy lực, chỉ nhằm vào Phong Thanh Mục chính mình. Hắn cùng Trần Tàng Thư, đạo nguyên nhất trưởng khống Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, ngày đầu tiên, thì biến đổi phương thức. Lục đạo kiếm ma đến rồi. Hắn muốn giết thần soái. Mọi người tiếp tục, đem hắn bước đi. Dân chúng vừa nghỉ trong chốc lát, nghe nói thiên hạ này trước ba tuyệt thế cường giả, vậy mà xông vào chiến trường, lập tức lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Kết giới bên ngoài. Tử Linh Quỷ Vương đã thấy, toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, đều vì Phong Thanh Mục làm ra cải biến. Quỷ Vương, chúng ta muốn hay không thừa cơ tấn công vào đi? Phó tướng hỏi. Không dùng, hiện tại nhân số không đủ, hao tổn mạo hiểm quá lớn, coi như phá thần thành, cũng không đủ người ngăn cản đối phương chạy trốn. Mà lại, nàng lãnh đạm cười một tiếng, cái này lục đạo kiếm ma đã chướng mắt thủ đoạn của ta, nghe đồn hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, tự nhận thanh cao, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh gì. Trong vạn quân, lấy đầu người, như lấy đồ trong túi. Ha ha, cũng đúng, nếu là vừa mới thi khôi còn tại thời điểm, hắn đi vào trảm thủ vẫn còn, hiện tại còn đi vào, thật là đối với mình quá có lòng tin. Quỷ Vương, chờ chúng ta cầm xuống cái này bốn cái tông môn, đằng sau sẽ đối với lục đạo, lưỡng nghi động thủ sao? Phó tướng cười lạnh. Ngươi là người thông minh, tuyệt đối đừng muốn vấn đề này, không có ý nghĩa. Tử Linh Quỷ Vương nói. Đúng. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới vô cực tinh võng, lại lần nữa biến hóa. Vô số tinh thần quang mang, hoàn toàn khóa chặt Phong Thanh Mục một người, ở trước mặt hắn, tạo thành một chương lít nha lít nhít tinh thần chi võng. A! À, Phong Thanh Mục tay cầm song kiếm, còn có bốn thanh kiếm ở chung quanh bay múa. Các ngươi chống đỡ được ta người, nhưng là, chống đỡ được kiếm của ta a. Kiếm khí mãnh liệt ở giữa, tốc độ của hắn tăng vọt, Chu Thiên Lục kiếm trong đó bốn thanh kiếm, trực tiếp xuyên thủng tinh võng. Trong đó hai thanh, chỉ hướng Hiên Viên Tà cùng Tô Vãn Phong. Mặt khác hai thanh, xông vào thần thành. Những thứ này trường kiếm, phảng phất có ánh mắt, tùy tiện loạn chuyển. Đó là bởi vì, cái này bốn thanh kiếm trên thân, đều có Phong Thanh Mục cộng sinh thú kiếm thú. Đúng vào lúc này, trong đó một thanh kiếm kiếm thú, thấy được Lý Thiên Mệnh. Người vậy mà tại nơi này, Phong Thanh Mục vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, ngạc nhiên hóa thành lạnh lẽo sát cơ. Cái mạng nhỏ của ngươi giá trị, gần với các ngươi tôn thần, ngươi còn dám tới nơi này chịu chết, đây là không đem ta nhìn ở trong mắt. Phong Thanh Mục bay thẳng ra một thanh kiếm, xông về Lý Thiên Mệnh. Bốn thanh kiếm, bốn cái kiếm thú, đối phó bốn người. Nơi này không phải thiên tinh cảnh, trạng thái toàn thịnh phía dưới Phong Thanh Mục, cái kia có kiếm thú Chu Thiên Lục kiếm, thực sự mạnh hơn trăm lần. Cơ hồ tại khóa chặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt, trực tiếp đâm xuyên tới. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hắn về sau, vốn là muốn tránh. Hắn nổ là dứt khoát, trực tiếp tiến vào Thái Nhất Tháp, đồng thời còn kêu gào nói, thiên tinh cảnh bên trong, ngươi không phá được ta Thái Nhất Tháp, ngươi có thể quái thiên tinh cảnh, hiện tại ngươi thử một chút. Ha ha! Đột nhiên, cái kia một thanh trường kiếm, thì đâm vào Thái Nhất Tháp phía trên. Làm! Thái Nhất Tháp bị chấn bay ra ngoài, đem vô số kiến trúc đâm đến vỡ nát. Cái kia tiếng cọ sát chói tai, làm cho cả thần thành người, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ngoại trừ thanh kiếm này, cái kia ba thanh kiếm, ngoại trừ tại thần thành tìm kiếm Dịch Tinh ẩn một thanh, mặt khác hai thanh, đang cùng Hiên Viên Tà cùng Tô Vãn Phong, giết đến kinh thiên động địa. Hiên Viên Tà có ba cái thần long cộng sinh thú, Tô Vãn Phong cộng sinh thú, tựa như là một con bướm. Trừ bọn họ, còn có cường giả giúp đỡ. Đáng tiếc chỉ muốn tới gần, rất dễ dàng bị Phong Thanh Mục chu sát. Đến mức Phong Thanh Mục bản thân, thì bị 10 triệu chúng sinh trèo chống vô cực tinh võng dây dưa kéo lại. Cái kia vô cực tinh võng kết thành một cái hình cầu, Phong Thanh Mục tay cầm song kiếm, đang toàn lực xuất thủ, kiếm quang của hắn cùng Nhật Nguyệt tinh thần kết giới tinh quang va chạm, ma sát, bạo phát ra hào quang chói sáng. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới có rất nhiều biến hóa, tạm thời còn có thể ngăn cản Phong Thanh Mục. Để bọn hắn kiến thức một chút, chúng ta hơn ngàn vạn người lực lượng. Rầm rầm rầm. Tại mọi người điên cuồng ý chí phía dưới, Phong Thanh Mục còn có chút chật vật. Nhưng là, dứt bỏ mạnh nhất kết giới, cho dù là thần soái Hiên Viên Tà,
đều chỉ có thể ngăn cản hắn một thanh kiếm, một cái kiếm thú. Thậm chí Tô Vãn Phong bên này, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, để Dịch Tinh Ẩn không thể không phân ra một bộ phận kết giới lực lượng, đến trợ giúp nàng. Thế mà, Phong Thanh Ngục còn có hai thanh kiếm. Trong đó một thanh cùng Thái Nhất Tháp phân cao thấp, lần lượt chặt chém, đem Thái Nhất Tháp đánh cho đánh tới đánh tới. Lý Thiên Mệnh tại trong tháp, đã sớm nhanh nôn. Phong Thanh Ngục đúng là cực đoan tự ngạo người, tại mấy lần đều không phá vỡ Thái Nhất Tháp tình huống dưới, hắn trả tại tin tưởng vững chắc, trên đời này không có Chu Thiên Lục Kiếm không phá nổi đồ vật. Chỉ là, đáng sợ nhất, vẫn là sau cùng một thanh tìm kiếm Dịch Tinh Ẩn kiếm. Dịch Tinh Ẩn hiện tại không có chiến đấu năng lực, một khi hắn bị tìm tới, bị giết chết, kết giới uy lực liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó còn có thể hay không ngăn lại Phong Thanh Ngục, vậy cũng không biết. Một khi hạ xuống, tối thiểu Tô Vãn Phong bên này sẽ trước chiến tử. Một cái Phong Thanh Ngục, đều có thể đem chúng ta bức thành dạng này. Lý Thiên Mệnh tránh thức ý thức được, cuộc chiến tranh này, Thái Cổ Thần Vực cầu hy vọng sống sót, rất rất nhỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại đánh cược. Dịch Tinh Ẩn bọn họ đột phá khẩu, tại Phong Thanh Ngục bản thể phía trên, mà Phong Thanh Ngục đột phá khẩu, tại Dịch Tinh Ẩn trên thân. Chống đỡ, mọi người chống đỡ. Cần tất cả mọi người lực lượng, phiền toái, các vị. Lý Thiên Mệnh biết, Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi, đều không phải là như vậy thuận theo Cửu Cung Thần Vực chủ. Nếu không phải là như thế, muốn là vừa rồi 3 triệu thi khôi thi thú thời điểm tiến công, Phong Thanh Ngục thì trà trộn vào đến, đoán chừng thần thành đã phá. Cho nên nói, có lẽ bọn họ lục đục với nhau, chính là chúng ta cơ hội duy nhất đi. Đương đương đương, Thái Nhất Tháp bị thanh kiếm kia quá nhiều lần trùng kích. Thái Nhất Tháp, mới mở nhất trọng, thì có thần hồn tháp cùng tử phủ tháp, mặt trên còn có hai tầng, sẽ có cái gì? Lý Thiên Mệnh bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Phá! Cái kia kiếm thú ngự kiếm, lần nữa đâm tới, nó đang tìm kiếm Thái Nhất Tháp nhược điểm, cho nên cơ hồ mỗi cái vị trí, nó đều muốn đâm một lần. Làm! Lại là đâm vang. Tại cái này lần lượt chấn động bên trong, Lý Thiên Mệnh gắt gao giữ vững Thái Nhất Tháp. Hắn nhớ tới người áo bào trắng kia. Đế Hoàng chi kiếm, bất tử chi tháp. Bất tử bất diệt, chính là vĩnh hằng. Tại cái này trong tuyệt cảnh, máu tươi của hắn, một chút xíu tan vào Thái Nhất Tháp bên trong. Đúng vào lúc này. Làm! Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng vang giòn. Thái Nhất Tháp phá. Hắn bị dọa đến toàn thân chấn động. Không đúng. Hắn nhìn kỹ, bất ngờ nhìn đến, cái kia một tiếng vang giòn, đến từ công kích hắn thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia phía trên, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt rất nhỏ, thế nhưng là đối hoàn chỉnh Chu Thiên Lục Kiếm tới nói, khả năng này rất chí mạng. Giống. Một tiếng cự thú gào thét sinh ra, một đầu hỏa diễm ngút trời kỳ lân, theo thanh kiếm kia bên trong vọt ra. Cái này kỳ lân hình thể cùng lam hoang một dạng to lớn. Trong mắt tối thiểu có hơn 980 ngôi sao. Đây là Phong Thanh Ngục cộng sinh thú. Làm thanh kiếm kia xuất hiện vết nứt về sau, trên người của nó, đồng dạng nhiều một đầu vết thương, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Nó một miệng ngậm chặt thanh kiếm kia, tức giận nhìn lấy Thái Nhất Tháp, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Nó không có phá nát Thái Nhất Tháp, ngược lại bị Thái Nhất Tháp toác ra vết nứt. Nói ra, ai dám tin tưởng? Cái gì? Phong Thanh Ngục chính mình cũng sợ ngây người. Nghe đồn nói tiểu tử này trên thân khác biệt thần vật, đều là Hiên Viên Si cho hắn. Hiên Viên Si là con ma chết sớm, nàng tùy tiện cho thần vật, so lục đạo kiếm thần Chu Thiên Lục Kiếm còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Nói thật, tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trong nhận thức biết, Chu Thiên Lục Kiếm uy lực, là lịch sử thần thoại cấp bậc. So không có người biết được Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp, muốn uy phong nhiều lắm. Đây chính là Phong Thanh Ngục. Tự tin có thể bổ ra Thái Nhất Tháp lý do. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn đến nương theo chính mình cả đời Chu Thiên Lục Kiếm, vậy mà nứt toác, tim của hắn đều cắt đứt. Cái này Chu Thiên Lục Kiếm, trong mắt hắn, giống như tính mạng của mình một dạng chân quý. Phong Thanh Ngục hốc mắt trực tiếp đỏ lên, tại chỗ nổi giận. Thế mà, nổi giận không dùng. Bởi vì kiếm thú hiển hình về sau, thì không dễ dàng như vậy, tại Nhật Nguyệt tinh thần kết giới bên trong tới lui tự nhiên. Cái kia to lớn hỏa kỳ lân vừa mới đi ra, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, vừa ra đời vô cực tinh võng, từ trên trời giáng xuống, phốc xuống dưới. Vô cực tinh võng đối cái này hình thể to lớn cộng sinh thú, lực sát thương mạnh hơn. Cái kia vô cực tinh võng trực tiếp quấn quanh ở hắn trên thân, chướng mắt tinh quang thiêu đốt lấy hắn thân thể,
điên cuồng nắm chặt, thậm chí hướng về cái kia hỏa kỳ lân vết thương chui vào bên trong đi vào. Giống. Hỏa kỳ lân lại lần nữa phát ra kinh thiên kêu thảm. Đè lại nó. Hiên viên tà giống to. Dịch tinh ẩn bọn người, tụ tập tất cả lực lượng, cuốn lấy phong thanh ngục, toàn lực tiến công hỏa kỳ lân, đây là bọn họ đột phá khẩu. Cùng ta thái nhất tháp so cứng rắn. Lý Thiên Mệnh cười. Cái gì Chu Thiên Lục Kiếm, cứt chó đi. Tại thiên tinh cảnh bên trong, phong thanh ngục thất bại một lần. Hiện tại, hắn lại lần nữa tại thái nhất tháp trước mặt gặp khó. Cục diện một cái biến hóa, đều bị phong thanh ngục vô cùng khó chịu. Làm hơn ngàn vạn người đều muốn cho hỏa kỳ lân thời điểm chết, cái này lục đạo kiếm ma, đã mất đi tất cả tiên cơ. Phong thanh ngục nổi giận. Một đám không biết sống chết con kiến hôi. Hắn ánh mắt âm trầm tích huyết. Hắn không lại dây dưa Lý Thiên Mệnh. Hắn còn có một thanh kiếm, đang tìm kiếm dịch tinh ẩn. Đúng vào lúc này, hắn đem thanh kiếm này, chuyển hướng chúng sinh. Đều chết cho ta. Phốc phốc phốc. Cái kia một thanh kiếm, tại nguyên một đám người trong lồng ngực xuyên qua. Có lão nhân, cha và con gái, thậm chí là ba tuổi tiểu hài tử. Phốc phốc. Một cái ghim cây roi tiểu cô nương, che ngực. Nàng đã bị xuyên tim mà qua. Trước mắt tán loạn, một mảnh mờ mịt. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái trắng như tuyết tiểu cẩu, tại sau cùng thời điểm, nàng kéo lại tiểu cẩu cái đuôi. Níu níu, về sau không thể chơi với ngươi. Cứ như vậy, nàng ngã xuống. Tại bên người nàng, ngàn ngàn vạn vạn người, ngã xuống vũng máu bên trong. Trường kiếm sở hướng, thì là địa ngục, cũng là tu la chàng. Ô ô, vô số thút thít, vang vọng toàn bộ thiên mệnh thần thành. Nhân gian, trong nháy mắt thành địa ngục. Lý Thiên Mệnh ngây người ở đây, nhìn trước mắt sinh ly tử biệt. Một khắc này, hắn nắm chặt song quyền. Trong ánh mắt của hắn máu me đầm đìa, trong lồng ngực lửa giận, cơ hồ muốn đem toàn thân chìm ngập. Lục đạo kiếm ma, thì nháy mắt a, tối thiểu có 100.000 người, chết tại Chu Thiên Lục Kiếm bên trong. Thê thảm thống khổ tiếng khóc vang vọng thần thành. Rất nhiều người, ghé vào thân trên thân thể người. Khóc đến tê tâm liệt phế. Phụ thân, không muốn đi, người động một cái, người mở to mắt, ta cầu van người có được hay không? Ta thật là sợ, ta thật là sợ. Cường giả tại hiển uy, xem mạng người như cỏ rác, dùng hắn thần kiếm, đem vô tội sinh mệnh làm thành con kiến hôi. Lúc này, chính mình lại có thể làm cái gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp theo thái nhất tháp bên trong, vọt ra. Đến, giết ta. Hắn tại trong cuồng phong, giống lớn một tiếng. Đinh, nhuốm máu kiếm, đột nhiên ngừng trên không trung, phát ra kịch liệt rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, nó quay đầu lại, thấy được trong đám người Lý Thiên Mệnh. Siêu, trường kiếm, phá phong. Lý Thiên Mệnh tay cầm đông hoàng kiếm, nhân hoàng long giáp ra thân, trước mắt có Khương Phi Linh, bố trí thiên giới vi thành. Phanh phanh phanh, Chu Thiên chi kiếm trùng kích phía dưới, thiên giới vi thành, ầm vang phá nát. Một kiếm kia, đã giết tới trước mắt. Nhanh như lôi đình thiểm điện. Lý Thiên Mệnh, đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn vung kiếm, phóng tới cái kia uy hiếp chí mạng. Hắn không biết mình đang làm cái gì, chỉ là cảm giác tốt giống như vậy, mới tính chân chính chính mình. Toàn bộ thế giới, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Làm. Một tiếng đâm vang. Một bóng người, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn vì Lý Thiên Mệnh, đánh bay một kiếm kia. Lý Thiên Mệnh xem xét. Là hiên viên tà. Có loại A đế tử. Hắn vỗ một cái Lý Thiên Mệnh đầu. Sau đó, hắn giơ lên trong tay kiếm, đối với thiên mệnh bên trong tòa thần thành, đôi mắt nhuốm máu hơn ngàn vạn người, chấn giận dữ hét. Nhìn thấy không, đây chính là cái gọi là mạnh nhất người. Hắn vô tình giết hại, hắn đem chúng ta thân nhân bằng hữu mệnh, xem như cho bụi một dạng trà đạp. Cùng sinh làm người, dựa vào cái gì hắn hô phong hoán vũ, chúng ta quỳ xuống đất làm chó. Có kiếm đạo, không nhân đạo, xứng làm cái gì cường giả, dạng này người, chúng ta tại sao muốn đối với hắn phủ phục run rẩy? Nhân sinh đều chỉ sống lần này, coi như muốn chết, cũng phải làm cho hắn hiểu được, chúng ta thái cổ thị tộc, sẽ để cho hắn trả giá đắt. Thanh kiếm kia, chỉ là Chu Thiên Lục Kiếm 1/6. Phổ biến thánh chi cảnh giới trở xuống thần thành cư dân, liền kiếm kia ảnh, đều thấy không rõ lắm. Rất nhiều người, chỉ là cảm giác ở ngực mắt lạnh. Sinh mệnh liền dạng này vô tình tiêu tán. 100.000 người, xác thực đối phương mới là người chết trận nhiều. Thế nhưng là,
Cái này là một người giết a. Mà lại, đối phương người chết trận, chính là phát rồ kẻ xâm lấn. Ai nói chiêu sinh mộ tử phù du, không thể cùng trời sánh vai. Sinh mệnh lại hèn mọn, ngàn vạn người ý chí tụ hợp lại cùng nhau, đồng dạng có thể có tôn nghiêm. Tại hiên viên tà chỉ dẫn dưới, ngàn vạn bách tính cùng bọn hắn cộng sinh thú nhóm, nắm thật chặt kết giới linh tuyến. Bọn họ ngậm lấy nhiệt lệ. Vì bọn họ báo thù. Để cái này cái gọi là cường giả, cái gọi là lục đạo kiếm ma đi chết. Đem chúng ta hết thảy, giao phó cho nhật nguyệt tinh thần, để tinh quang chỉ dẫn chúng ta, giết hắn. Ong ong ong. Cừu hận huyết lệ, đủ để cho mỗi một cái người bình thường, bộc phát ra 200% lực lượng. Ngàn vạn người cùng cộng sinh thú phẫn nộ, như là tia lửa, tại kết giới linh tuyến phía trên đốt cháy. Đốm lửa nhỏ tuy nhỏ, lại có thể lan ra nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên mệnh thần thành, ra đời vô số đốm lửa nhỏ ánh sáng, dọc theo kết giới linh tuyến, xông lên trên đỉnh đầu thủ hộ kết giới. Nhật nguyệt tinh thần kết giới phía trên ngàn tinh, đột nhiên mấy lần lập lòe. Dịch tinh ẩn tọa trấn tại kết giới, tinh thần vị, bên trong, cái kia bành trướng mà đến lực lượng, để hắn đầu tiên là khó có thể tin, sau đó mừng rỡ như điên. Ngàn vạn thần thành cư dân, vậy mà thành bộc phát ra bực này uy lực. Hốc mắt của hắn biến đến đỏ thẫm. Kỳ thật đáy lòng của hắn cũng không hưng phấn. Bởi vì, đây là dùng 100.000 người tánh mạng, đổi lấy phẫn nộ nhất kích. Mỗi người, đều đang tiêu hao chính mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số liệt hỏa một dạng tràn ngập cừu hận ánh mắt, thiêu tại phong thanh mục trên thân. Có lẽ, tất cả mọi người lẫn nhau không biết, thế nhưng là bây giờ đều ở một tòa bên trong tòa thần thành, thành phá thì người vong, tất cả mọi người thành huyết mạch tương liên thân nhân, đều là vận mệnh thể cộng đồng. Dịch tinh ẩn nghiên cứu thiên văn kết giới nhiều năm. Hắn lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai, mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng, có thể sáng tạo kết giới trong lịch sử kỳ tích. Tuyệt đối không thể cô phụ bọn họ, tàng thư, nguyên nhất, tụ tập toàn lực, mở ra, nhật nguyệt đồng huy. Vâng, Trần Tàng Thư, đạo nguyên nhất hai vị trạm tinh điện phó điện chủ, đều là đỉnh cấp kiếp văn sư. Dịch tinh ẩn bỏ ra tiếp cận 30 năm thời gian, tại nhật nguyệt tinh thần kết giới phía trên, bọn họ vẫn luôn là trợ thủ, đối kết giới vô cùng quen thuộc. Thậm chí có thể nói, là ba người bọn hắn, cùng một chỗ sáng tạo ra thiên mệnh thần thành thủ hộ kết giới. Đây là bọn họ đến thủ hộ thiên mệnh thần thành lý do. Ban đầu ở cái này, biên cảnh đệ nhất thành, bố trí, tam nguyên kiếp văn kết giới, khi đó thiết tưởng địch nhân, cũng là phương Nam cửu cung thần vực. Thái cực phong hồ 9 tầng kết giới, đều là tổ tông tác phẩm, đi qua vô số lần tăng cường, cố nhiên cường đại. Nhưng nói thật, cái này 9 tầng kết giới, đều không có như dịch tinh ẩn dạng này, quen thuộc bọn nó người. Đây hết thảy, đều là hôm nay nhật nguyệt tinh thần, rực rỡ hào quang lý do. Vô cực tinh võng, nhật nguyệt đồng huy. Mấy chục triệu sinh mệnh, thỏ chết hổ buồn phía dưới phẫn nộ lực lượng, phàm nhân tôn nghiêm cùng dũng khí, tại thời khắc này, huy sái đến phát huy vô cùng tinh tế. Oanh! Oanh! Thủ hộ kết giới bên trong, liên tục hai tiếng kinh thiên nổ tung. Tinh thần va chạm, quang mang lập lòe. Thương thiên phía trên, vô số đầy sao quang mang, tại trong đêm tối này, bị cái này sáng chói nhật nguyệt tinh thần kết giới, hấp dẫn mà đến. Một tòa thiên mệnh thần thành phát sáng, chiếu sáng chung quanh đây, thái cổ thần vực 500 dặm sơn hà. Giờ khắc này, trong mắt nhiễm lên huyết chúng sinh, để tòa thành trì này, trở thành viêm hoàng đại lục Minh Châu. Coi như tại thương thiên phía trên, đều có thể nhìn đến nó hào quang lóa mắt. Đây chính là chúng sinh chi lực. Nói thật, làm những cái kia tinh quang thiểm diệu toàn thành thời điểm, Lý Thiên Mệnh bị cảm động. Hắn rất ít có thể thể nghiệm đến, hốc mắt ẩm ướt cảm giác. Đây chính là bình thường sinh mệnh dũng khí. Cái thế giới này tuy nhiên đẳng cấp xâm nghiêm, mạnh yếu rõ ràng, mạnh được yếu thua, có thể luôn có người yếu, tại bi tình dưới sự phẫn nộ, bạo phát ra sông thẳng lên trời nộ hống. Vạn dân, đều là ta sư vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên một đám nóng rực ánh mắt, tràn đầy tử chiến đến cùng ý chí. Làm tinh quang lớn nhất lập lòe thời điểm, một tiếng chấn giống, theo dịch tinh ẩn dẫn đầu, hơn ngàn cái kết giới trưởng khống giả trong miệng kêu đi ra. Thần vực sơn hà, nhật nguyệt đồng huy. Đến từ khác biệt nơi hẻo lánh đám người, bởi vì nhật nguyệt tinh thần, mà sinh tử tương liên. Oanh! Tại cái kia tinh quang thiểm diệu trong kết giới, vô số tinh thần hội tụ, trên trời tinh quang xuyên qua mà đến, để cái này thái cổ thần vực phương Nam lộng lẫy nhất Minh Châu, càng thêm lập lòe.
hai tiếng nổ tung, tại kết giới bên trong, ra đời hai khỏa to lớn ngôi sao. Trong đó một khỏa, chính là rút nhỏ mặt trời, đó là một cái nóng rực đại hỏa cầu, treo ở vạn tinh ở giữa, trở thành chúng tinh chi vương. Mặt khác một khỏa, chính là rút nhỏ ánh trăng, đó là màu bạc âm lãnh tinh thần, nương theo mặt trời bên người, chính là chúng tinh về sau. Một âm một dương, nóng lên phát lạnh, lóe chói lọi thiên địa. Đây chính là, nhật nguyệt đồng huy. Cái này là nhật nguyệt tinh thần kết giới trung cực uy lực. Dịch tinh ẩn tại xây dựng kết giới này thời điểm, đều không nghĩ tới có một ngày, hắn có thể dùng ra điển tịch ghi lại nhật nguyệt đồng huy. Từng tại thiên tinh cảnh bên trong, hắn chỗ tao ngộ hết thảy tra tấn, vô số lần muốn sống không thể, muốn chết không được, hắn chưa bao giờ cùng người khác miêu tả qua, mùi vị đó khủng bố. Nhưng hôm nay, hắn sống trở về. Vậy liền để các ngươi thấy rõ ràng, ta dịch tinh ẩn, cũng không phải là vô danh chi bối. Lịch sử gặp mặt chứng nhận, hắn tại chiến lực bên ngoài tài hoa. Càng sẽ thấy chứng nhận, đỉnh cấp kiếp văn sư, trên chiến trường nghịch thiên lực lượng. Giờ khắc này, trong kết giới mặt trời cùng ánh trăng, dẫn động vạn tinh, ầm vang nện xuống. Trong đó, cái kia một vầng mặt trời áp hướng về phía phong thanh mục. Mặt khác một khỏa âm lãnh trăng bạc, thì đánh tới thánh diễm kỳ lân. Đây chính là bị Lý Thiên Mệnh, theo Chu Thiên Lục Kiếm bên trong bước đi ra đầu kia kiếm thú, hết thảy 989 ngôi sao, tầng 12 sinh kiếp cộng sinh thú. Không chút khách khí nói, nếu là không có kết giới, phong thanh mục một người, đều có thể đánh tan toàn bộ thiên mệnh thần thành. Mà bây giờ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là, hắn lại bị đám người này, dồn đến sống chết trước mắt. Truyền đi, đều không người tin tưởng. Thiên hạ trước ba cường giả, hắn kinh thiên chiến lực, tối thiểu một người làm ức. Tại vạn chúng chú mục bên trong, cái kia kết giới mặt trời, như một đầu hỏa diễm cự thú, trực tiếp đem bị vô cực tinh võng dây dưa phong thanh mục chìm ngập. Phá! Phong thanh mục thi triển kinh thiên kiếm đạo, hai tay Chu Thiên Lục Kiếm kiếm khí, ngưng tụ 10.000 mét, liên tục mười mấy kiếm chặt chém tại kết giới trên thái dương. Rầm rầm rầm! Kết giới mặt trời phát ra vài chục lần rung động, nhưng là đều không có bị công phá, vẫn đập đi lên. Hừng hực hỏa diễm, tại lúc nổ, bao phủ toàn bộ chiến trường, cơ hồ đem phía dưới thi khôi thi thú tản thi, còn có địch nhân người chết trận, phần đốt thành cho bụi. Hỏa quang trùng thiên. Phong thanh mục tuyệt đối là cứ thế mà, đã nhận lấy kết giới này mặt trời nổ tung. Dù sao, vô cực tinh võng ảnh hưởng tới hắn. Một tiếng nổ tung, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Một mảnh hỏa diễm, tại tất cả mọi người trước mắt sinh ra. Hỏa quang hừng hực thiêu đốt, xông lên mây xanh. Hiên Viên Tà tập trung nhìn vào. Hắn ánh mắt, cấp tốc tìm được một cái cháy đen bóng người. Cái kia người đã hoàn toàn nhìn không ra là Phong Thanh Ngục. Dù sao huyết nhục của hắn, cơ hồ đều bị thiêu hủy. Lực lượng kinh khủng, thậm chí nổ rớt cánh tay hắn phía trên rất nhiều huyết nhục, xương cốt đều lộ ra. Nhưng là, hắn không chết. Hắn trực tiếp vọt lên, xem ra, hắn huyết nhục thương thế, tuy nhiên sỉ nhục chật vật, nhưng sẽ có một ngày, hắn có thể khôi phục. Coi như thế, bọn họ một nhóm người này, có thể đem cái này thiên phía dưới trước ba lục đạo kiếm ma, đánh thành dạng này, cũng đã là một cái kỳ tích. Loại thương thế này, tối thiểu tính toán trung đẳng trình độ thương tổn, phong thanh mục tuyệt đối không thể nào, tiếp tục ở thiên mệnh thần thành, chấp hành trảm thủ hành động. Kết quả như vậy, Hiên Viên Tà đã cảm thấy thật không thể tin. Có thể mấu chốt là, đây chính là nhật nguyệt đồng huy uy lực một nửa a. Còn có một khỏa kết giới ánh trăng, tại cùng lúc đánh tới hướng thánh diễm kỳ lân, đâu. Tại mặt trời lúc nổ, cái kia âm lãnh xâm nghiêm ánh trăng, trực tiếp đánh phía cái kia bởi vì hình thể to lớn, bị vô cực tinh võng quấn lấy thánh diễm kỳ lân. Ở trước đó chu diệt 100.000 người trường kiếm, bay trở về, một cái kiếm thú theo mặt bên xuyên thấu mà đến, bộc phát ra lít nha lít nhít kiếm võng. Muốn đem kết giới này ánh trăng xé rách. Ý nghĩ của nó, cùng phong thanh mục một dạng. Có thể phong thanh mục đều không thành công, nó làm sao có thể thành công? Chỉ là trong nháy mắt, cái kia còn hoàn chỉnh kết giới ánh trăng, đã như là vẫn thạch trên trời rơi xuống. Ông! Thánh diễm kỳ lân kinh hãi. Nó một bên rút lui, một bên liên tục phun ra 10 khỏa to lớn hỏa diễm cầu. Ngọn lửa này bóng cháy hừng hực. Mỗi một viên đều tương đương với kết giới ánh trăng lớn nhỏ. Thế nhưng là tại cái này ngàn vạn người lực lượng trước đó, làm nóng rực cùng âm hàn va chạm, liên tục 10 khỏa hỏa cầu, toàn bộ bị hòa tan. Kết giới ánh trăng, cơ hồ bị suy yếu một nửa,
lại vẫn đập vào Thánh Diễm Kỳ Lân trên đầu. Tại Vô Cực Tinh Võng nắm chặt, thậm chí đem miệng vết thương của nó xé rách, chính đối kết dưới ánh trăng tình huống dưới, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Ầm ầm, một tiếng nham hiểm nổ tung, tại mặt trời nổ tung về sau, không đến thời gian ba cái hô hấp bên trong thì bạo phát. Thánh Diễm Kỳ Lân bị thương chỗ, trực tiếp đứng mũi chịu sào. Âm lãnh ánh trăng nổ tung phương thức, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với Thánh Diễm Kỳ Lân, cái này tầng 12 sinh kiếp đỉnh phong cự thú tới nói, vậy mà ngoài dự liệu khủng bố. Nói thật, nó nằm mơ đều không nghĩ tới, một đám thánh chi cảnh giới trở xuống phàm nhân chi lực, vậy mà lại đối với mình, hình thành uy hiếp chí mạng. Cường giả ngạo mạn, để nó tại tử vong hàng lâm thời điểm, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Sai thì sai tại, nó bị Thái Nhất Tháp xé rách vết thương, bị Vô Cực Tinh Võng cuốn lấy. Liền Phong Thanh Ngục đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cách nào cứu hắn. Sau đó, chướng mắt lãnh quang, xuyên thấu thiên địa. Vô số huyết nhục, bay múa đầy trời. Máu tươi vẩy ra, nóng lạnh tương xung, dọc theo huyết mạch, tràn vào Thánh Diễm Kỳ Lân trong thân thể. Mang theo ngàn vạn người chịu chết dũng khí cuồng bạo lực lượng, tại nó trong ngũ tạng lục phủ, ầm vang nổ tung. Ầm, một tiếng càng khốc liệt hơn gào thét, kinh thiên động địa. Gào thét, chuyển thành kêu thảm, cuối cùng là tuyệt vọng kêu đau đớn. Đường đường tầng 12 sinh kiếp Thánh Diễm Kỳ Lân, bị tạc thành hai đoạn. Nó, tại chỗ tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn thành oanh động, hò hét. Tất cả mọi người, vì cái này một cái chiến quả, lệ nóng doanh tròng. Bọn họ, bị thương Phong Thanh Ngục, chém giết Thánh Diễm Kỳ Lân. Tại hôm nay trước đó, ai có thể nghĩ tới, bọn họ này một đám, cho tới bây giờ không có bị những cái kia bày mưu tính kế đỉnh cao cường giả nhóm, nhìn thẳng nhìn qua Thái Cổ Thần Vực phàm nhân, có thể làm đến bước này. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ có thể cầm giữ có như thế rung động đến tâm can thời khắc. Đây tuyệt đối là, cải biến lịch sử một trận đại chiến. Có lẽ không có Thái Nhất Tháp, không có Dịch Tinh Ẩn 30 năm dốc hết tâm huyết, bọn họ không có cơ hội như vậy. Có thể, thành công cũng là thành công. Đêm hôm ấy, tinh quang thôi sán, nhật nguyệt đồng huy, thiên mệnh thần thành, đã định trước nhất chiến thành danh. Thánh Diễm Kỳ Lân vừa chết, nhiệt huyết sôi trào, thông qua kết giới linh tuyến, tại mỗi người kích động trong lòng. Bọn họ tại khóc giống thời điểm, chưa quên cắn chặt răng quan, tiếp tục vì nhật nguyệt tinh thần, cung cấp lực lượng của mình. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ngây người. Một màn bất khả tư nghị này, tạo thành oanh động, cơ hồ tương đương hắn giết huyết ý quỷ vương. Thế nhưng là, huyết ý quỷ vương bị phong cấm lực lượng, mà giờ khắc này Phong Thanh Ngục, là trạng thái mạnh nhất. Lợi hại, lợi hại. Hắn cảm giác được tê cả da đầu. Thiên Mệnh thần thành đám người, dùng dũng khí của bọn hắn, để Lý Thiên Mệnh nhận thức đến. Chúng sinh bình đẳng, ai cũng có tư cách, tại trong dòng sông lịch sử, lưu lại chính mình một khoản. Hắn đứng tại cửa nam phía trên, nhìn lấy cái kia lâm vào ngốc trệ bên trong lục đạo kiếm ma. Báo ứng tới thật nhanh a, ha ha. Vừa rồi đồ sát bách tính thời điểm, người có bao nhiêu tự cho là đúng, hiện tại, người thì có bao thê thảm. Cường giả, thì có thể muốn làm gì thì làm. Vô đạo, không xứng làm cường giả. Tránh thức cường đại người, lẫm liệt không sợ, đó mới là Lý Thiên Mệnh theo đuổi phương hướng. Toàn thân cháy đen Phong Thanh Ngục, rơi vào nổ tung thành hai đoạn Thánh Diễm Kỳ Lân bên người. Hắn mặt khác ba cái cộng sinh thú, toàn bộ đều theo Chu Thiên Lục Kiếm bên trong đi ra, cùng nhau phát ra chói tai rên rỉ. Còn lại ba đầu, theo thứ tự là Huyền Vũ, Ứng Long cùng Thiên Loan, đều là đỉnh cấp tường thụy chi thú. Bọn họ đã bao trùm tại chúng sinh phía trên A. Bây giờ lớn nhất thống khổ chính là, bọn họ đều không nghĩ tới, ở Thiên Mệnh Thần Thành chỗ như vậy, bọn hắn huynh đệ, vậy mà lại chiến tử ở đây. Cái này đã cho lục đạo kiếm ma, đời này lớn nhất đả kích. Sắc mặt hắn cháy đen, hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ, có thể đôi mắt kia, đã đỏ thẫm. Hắn căn bản không có thời gian, vì cái này Thánh Diễm Kỳ Lân mà bi phẫn. Bởi vì, Thiên Mệnh Thần Thành tất cả mọi người biết, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phong Thanh Ngục, hoặc là lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Vô Cực Tinh Võng lại lần nữa nhào tới. Phong Thanh Ngục chỉ ít còn có ba đầu cộng sinh thú, chiến đấu lực hoàn chỉnh. Nhưng nói thật, nếu là hắn lựa chọn tiếp tục tử chiến, chết đều muốn dựa vào chính mình, đi đánh hạ Thiên Mệnh Thần Thành, tuyệt đối là não tử có vấn đề.
Như hôm nay mệnh thần thành mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là đấu trí kinh khủng nhất thời điểm, ai biết, bọn họ còn có thể hay không lần thứ hai, thi triển ra nhật nguyệt đồng huy đến. Xì xì xì. Vô cực tinh võng nổ tung. Hiên Viên Si cùng Tô Vãn Phong bọn người, đều muốn nhân cơ hội biết, đem lục đạo kiếm ma triệt để ở lại đây đây. Chết. Nổ tung công kích, lại lần nữa bao phủ. Giết hắn. Đời này, nơi nào còn có cơ hội, để cho mình trở thành chém giết lục đạo kiếm ma một phần tử. Quả thực có thể thổi 10 đời a. Mọi người thừa thắng xông lên, tiếp tục điên cuồng. Chỉ là không ngoài dự liệu, toàn thân cháy đen Phong Thanh Ngục, lấy khuất nhục tư thái, mang theo hắn cộng sinh thú thi thể, không rên một tiếng, cứ như vậy trốn ra nhật nguyệt tinh thần kết giới. Dịch tinh ẩn bọn họ, không phải rất dám ngăn lại hắn, dù sao nhật nguyệt đồng huy, nhưng thật ra là cái kỳ tích. Lần này, có thể trọng thương hắn, giết hắn một đầu cộng sinh thú, còn có thể đuổi hắn đi, cũng đã là kiếm lời lật ra. Không hề nghi ngờ, đêm này, thiên mệnh thần thành đại hoạch toàn thắng. Làm Phong Thanh Ngục khuất nhục rời đi thời điểm, thần thành nhóm tất cả mọi người, đều đang hoan hô. Nước mắt của bọn hắn, cơ hồ đều nhanh chảy khô, thế nhưng là trong lòng nhiệt hỏa, lại cả một đời cũng sẽ không tiêu tán. Ngôi sao ánh sáng chiếu rọi, ngàn vạn phàm nhân, dạy cho Lý Thiên Mệnh, cái gì gọi là cường giả chân chính. Hắn nhìn về phía phương Nam, nơi này hết thảy sớm muộn oanh động đại lục, dẫn phát vô số phản ứng dây chuyền. Nhưng lúc này đây, hắn đối toàn bộ thái cổ thần vực, đều tràn đầy lòng tin. Linh Nhi. Chúng ta, nhất định có thể thắng. Thiên mệnh thần thành phương Nam. Nguyên bản phiến khu vực này, bị mây đen bao phủ, thiên địa một mảnh tối tăm. Nhưng hôm nay, nhật nguyệt tinh thần kết giới quang mang, đem trên đỉnh đầu mây đen toàn bộ xua tan. Lưu tại nơi này trăm vạn đại quân, giống như yêu ma quỷ quái một dạng, căn bản không chỗ che thân. Bọn họ tất cả mọi người, đều đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, nhìn lấy nhật nguyệt tinh thần kết giới bên trong chiến đấu. Vị trí này khẳng định thấy không rõ lắm toàn bộ, cho nên, còn muốn nghe thám báo báo cáo. Sau cùng một phần báo cáo còn chưa có trở lại, lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục, liền đã theo nhật nguyệt tinh thần kết giới bên trong đi ra. Rất rõ ràng. Hắn toàn thân cháy đen, xem ra vô cùng thê thảm. Càng mấu chốt là, hắn ba đầu cộng sinh thú, mang ra ngoài một bộ băng hàn tử thi, mà lại, chia làm hai đoạn. Đảm nhiệm ai cũng biết, đó là Thánh Diễm Kỳ Lân. Cái kia nháy mắt, hơn trăm vạn người đều coi là, chính mình nhìn sai, rất nhiều sinh tử kiếp cảnh, đều tại vỏ mắt. Coi như nhật nguyệt đồng huy thời khắc, động tính vô cùng to lớn, để bọn hắn kinh hồn bạt vía, bọn họ đều tuyệt đối nghĩ không ra, Phong Thanh Ngục vậy mà lại lấy phương thức như vậy, từ bên trong đi ra. Cái này, ta không nhìn lầm, hẳn không có. Toàn bộ phương Nam cương vực, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này một vị toàn thân cháy đen tuyệt thế cường giả, tê cả da đầu. Lục đạo kiếm ma tên tuổi, thật vô cùng đại. Ai cũng biết, hắn tùy thời đều có thể tiến sau cùng nhất trọng tử kiếp, xông vào sau cùng con đường thành thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đến cùng là thiên hạ đệ nhất, vẫn là trời dưới thứ ba, đều nói không rõ ràng. Nghe đồn hắn cả đời đều tại tu hành, hắn không có thê tử, không có con nối dõi, liền đệ tử đều chỉ quản thu, không quản giáo. Tại trở thành lục đạo kiếm ma trước, hắn còn có một cái ngoại hiệu, gọi là trong kiếm si. Cứ như vậy một cái so huyết ý quỷ vương, còn muốn cho người trong thiên hạ kính úy nhân vật. Hắn vậy mà ôm lấy cộng sinh thú thi thể, từ nhỏ tiểu nhất cái thiên mệnh bên trong tòa thần thành đi tới. Cái này là bực nào nổ tung, bực nào châm chọc. Rất nhiều người thế giới quan, đều thẳng tiếp sụp đổ. Thế giới này có phải hay không thay đổi? Cái gì thời điểm, một cái đỉnh phong cường giả, sẽ không bằng ngàn vạn trần thế. Nói đến rất buồn cười. Lục đạo kiếm ma giá trị, tối thiểu là ngàn vạn trần thế gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, gấp mấy trăm lần. Thí dụ như tử linh quỷ vương, đều có thể tùy tiện, nô dịch 300 vạn thi khôi thi thú. Thì tại dạng này tĩnh mịch trong không khí. Như than cốc một dạng Phong Thanh Ngục, đi tới tử linh quỷ vương trước mắt. Phong tông chủ, cái này. Chuyện này, đã vượt ra khỏi ngũ đại thần vực liên minh trưởng khống, cho nên, tử linh quỷ vương cũng không dám mỉa mai hắn. Nàng vốn định, muốn là Phong Thanh Ngục ăn quả đắng đi ra, nàng muốn cười vài tiếng. Lấy nàng tầng thứ, tự nhiên nhìn ra được, hiện tại Phong Thanh Ngục, không giận không cười, giống như rất bình tĩnh,
có thể trong lòng của hắn, tuyệt đối là sóng to gió lớn. Phong Thanh Mục hao tổn, đối Cửu Cung thần vực, cũng không có gì tốt chỗ. Còn lại thần thành tình hình chiến đấu, như thế nào? Phong Thanh Mục như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, Từ Tốn nói. Chiến báo vừa mới truyền đến, đều là tin tức tốt. Tử Linh Quỷ Vương nói. Nói một chút. Trước mắt, Phù Du, Lam Dực cùng U Ảnh ba người bọn họ xuất lĩnh quân đoàn, đều công hãm thần thành, phá vỡ thủ hộ kết giới, chém giết Tà Long quân 500.000, thành vệ quân 600.000, cái này ba tòa bên trong tòa thần thành, ngoại trừ thành phá chạy trốn người, cùng nhau có 1.500 vạn tù binh. Tử Linh Quỷ Vương thản nhiên nói. Lúc này mới hẳn là bình thường chiến quả. Bây giờ Thái Cổ thần vực các đại thần thành, bị ba phương hướng vây công, trong đó phương Nam Cửu Cung thần vực mạnh nhất. Tiếp đó, Thất Tinh Thiên Tông, Tứ Tượng Hải Tông đều sẽ thêm vào, luân hãm thần thành, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ba vị này quỷ vương, sau này thế nào dự định? Phong Thanh Mục hỏi. Đương nhiên là một đường lên phía Bắc, đem Thái Cổ thần vực nhanh vuốt, toàn bộ nhổ tận gốc, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ Thái Cổ thần vực, lưu lại Thái Cực Phong Hồ một tòa đảo hoang. Tử Linh Quỷ Vương nói. Để bọn hắn quay đầu, trực tiếp tới. Phong Thanh Mục nói. Không dùng được a. Chúng ta theo ngũ hành thần vực trợ giúp quân đoàn, hai ngày này liền sẽ đến, cầm xuống thiên mệnh thần thành về sau, chúng ta cũng có thể lên phía Bắc. Mà lại coi như mặc kệ cái này thiên mệnh thần thành, chúng ta tiếp tục lên phía Bắc, cũng có thể công hãm Thái Cổ thần vực. Tử Linh Quỷ Vương nói. Lại đến 2 triệu người, chưa hẳn có thể xé trời mệnh thần thành. Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới là dịch tinh ẩn tác phẩm, bản thân hắn ở đây, cái này Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới uy lực, so còn lại thần thành mạnh hơn nhiều lắm. Ta cần liệu thương, sẽ cần thời gian nửa tháng. Các ngươi 300 vạn người đi vào, dù là công phá nơi này, tối thiểu đến chết lại 1 triệu người. Phong Thanh Mục nói. Điểm này, thụ trọng thương hắn, đã rất bội phục. Mạnh như vậy. Ngoài ra còn có một chút, Lý Thiên Mệnh, hắn ở bên trong. Phong Thanh Mục nói. Đế tử, Tử Linh Quỷ Vương ánh mắt, một chút thì tinh hồng. Đúng. Ngươi nói đúng lắm, giết ta ca người kia. Tử Linh Quỷ Vương sâu hít thở sâu một chút, trong mắt màu xám lưu chuyển lên dữ tợn chết sạch. Đúng. Hắn không tại Thái Cực Phong Hồ cất giấu, hắn tới nơi này chịu chết. Ai biết được, đứa nhỏ này không từ trước đến nay rất bành trướng sao? Phong Thanh Mục thản nhiên nói. Được, ta lập tức thông báo ba người bọn hắn, trở về đem cái này thiên mệnh thần thành phá lại lên phía Bắc. Cái này Lý Thiên Mệnh mặc dù là cái tiểu bối, mượn nhờ thiên tinh cảnh mới có thể xưng hùng, nhưng ta nghe nói. Hắn là Thái Cổ thần vực trụ cột tinh thần, giết hắn, bắt hắn đầu người mở đường, những thứ này thần thành, tuyệt đối một đường bạo phá. Tử Linh Quỷ Vương nói. Trước mắt, Tử Tiêu Quỷ Vương tại Huyết Nguyên Đỉnh, đệ nhất đệ nhị đang đối kháng với tầng 12 tử kiếp, nàng Tử Linh Quỷ Vương, là Cửu Cung thần vực một đường lên phía Bắc chiến trường tổng chỉ huy. Mặt khác, Phong Thanh Mục chắp tay sau lưng, nhìn Tử Linh Quỷ Vương liếc một chút. Phong Tông Chủ, mời nói. Người 300 vạn thi khôi thi thú phản chiến, hẳn là hắn dở trò quỷ. Các loại bắt hắn, nghiên cứu một chút đi. Phong Thanh Mục nói. Phong Tông Chủ, người nói thật chứ? Tử Linh Quỷ Vương trong ánh mắt lãnh quang lấp lóe. Thi khôi thi thú đại quân, là chiêu bài của nàng. Muốn không phải tao ngộ biến hóa, nàng dựa theo kế hoạch, dựa vào thi khôi thi thú, đều công phá thiên mệnh thần thành. Mà lại, nàng hiện tại có 1.500 vạn tù binh. Cần phải không sai được, không tiêu diệt hắn, người thi khôi đại quân không dùng. Phong Thanh Mục quay đầu, nhìn về phía cái kia trong bầu trời đêm Minh Châu, trong mắt hung quang lấp lóe, mau để cho ba người bọn hắn quỷ vương trở về. Ta muốn tiêu diệt thiên mệnh thần thành. Phong Tông Chủ có ý tứ là, người không ngăn lại ta, sử dụng cấm thuật rồi. Tử Linh Quỷ Vương kích động nói. Phong Thanh Mục nhắm mắt lại, thật sâu thở một hơi. Ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Tử Linh Quỷ Vương nháy mắt hỏi. Phong Thanh Mục trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, hắn mới nói. Những thứ này lít nha lít nhít phàm phu tục tử, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Hắn xuất ra một thanh kiếm. Cái kia nhô ra ánh mắt, nhìn chòng chọc vào, trường kiếm phía trên mặt một vết nứt. Thiên mệnh thần thành bên trong. Báo. Báo tin kiếp lão, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Huynh đệ. Lên nói. Hiên Viên Tà đem hắn dìu dắt đứng lên. Cửa nam phía trên, nguyên một đám kiếp lão, song song đứng chung một chỗ. Bên trong tòa thần thành,
ngàn vạn bách tính, ngẩng đầu nhìn báo tin người. Phù Phong, Lưu Vân, Quy Dương ba tòa thần thành, đã bị công phá, chúng ta Tà Long quân huynh đệ, hy sinh 500.000, ba thành thành vệ quân, hy sinh 600.000, rất nhiều trọng thương người bị vây cấm, 1.500 vạn bách tính bị bắt làm tù binh, còn lại, Lâm Vũ thần thành cũng không chịu nổi. Báo tin người thanh âm khàn khàn, nói xong đoạn văn này, té ngồi trên mặt đất. Hắn thấy qua nhân gian tuyệt vọng cùng thảm kịch, thống khổ đã không cách nào hình dung, tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thiên mệnh thần thành, đồng dạng lặng yên tĩnh mịch. Trải qua chiến tranh, mới biết được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy thống khổ cùng chết lặng. Thiên mệnh thần thành hôm nay thắng lợi, thế nhưng là thái cổ thần vực, hôm nay chiến bại. Một đường lên phía bắc ma quỷ, giết hại lấy huynh đệ của mình tỉ muội, giữ tợn cười to. Coi như Phong Thanh Mục chết ở chỗ này, tối nay thiên mệnh thần thành chúng sinh, đều cười không nổi. Lạnh lẽo tàn khốc, giống như là gông xiềng, quấn lấy trái tim của mỗi người, để bọn hắn hô hấp đều khó chịu. Mỗi người đều đang hút hơi lạnh. Bọn họ không biết, cuộc sống như vậy, cái gì thời điểm mới có thể đi qua. Nước mất nhà tan, điểm cuối giống như chỉ có một cái kia chính là quỷ môn quan. Chỉ có tử vong, chúng ta những người này, mới có thể giải thoát sao. Đời sau, cố gắng nữa một chút, cường đại tới đâu một chút, liền sẽ không mặc người ức hiếp, liền sẽ không nhìn lấy phụ mẫu hài tử, chết tại trước mắt mình. Bốn tòa thần thành một phá, lớn nhất phương Nam thiên mệnh thần thành, thái cổ thần vực phương Nam Minh Châu, chính là một tòa đảo hoang. Bọn họ đều thành cô trên đảo dẫy dụa người. Có lẽ vừa rồi thề sống chết đánh cược một lần, chỉ là vận mệnh phù dung sớm nở tối tàn. Đừng nói đi cứu vãn tù binh. Thiên mệnh thần thành có thể kiên trì bao lâu thời gian, đều là ẩn số. Tinh quang tan hết thời điểm, mây đen lại lần nữa bao phủ ở trên đỉnh đầu. Ca ca, là ta hại bọn họ sao? Có lẽ không có tôn thần, liền sẽ không có tai nạn. Hồng, căn phía dưới, Khương Phi Linh ánh mắt u ám, khắp khuôn mặt là bàng hoàng cùng bất an. Theo khai chiến đến bây giờ, tâm tình của nàng, đều không có nhẹ nhõm qua. Chớ suy nghĩ lung tung, đã sớm nhìn ra. Cái gọi là tôn thần uy hiếp, đều là mượn cớ. Bọn họ mục đích thực sự, nhất định ở trên trời. Coi như không có chúng ta, một ngày này, sớm muộn sẽ tới. Chúng ta càng cần phải muốn lấy dũng khí, giống như bọn họ, đi làm nghịch thiên cải mệnh sự tình, đi cải biến hết thảy, làm đến không thẹn với lương tâm, làm đến xứng đáng bọn họ. Lý Thiên Mệnh không muốn cứ như vậy thất bại. Ta, còn muốn làm đến càng nhiều. Khương Phi Linh nắm bàn tay của hắn. Trong mắt nhiều hơn rất nhiều niềm tin. Sẽ, Linh Nhi. Sau một ngày, mọi người đứng tại Hiên Viên Tà trước mặt. Hiên Viên Tà ánh mắt nghiêm túc, nói, các vị, có một tin tức tốt. Mọi người có chút thật thà ánh mắt, bởi vì câu nói này, sáng rất nhiều. Bọn họ đã được đến tình báo, mặt khác ba đại quỷ vương tại phá thần thành về sau, cũng không tiếp tục lên phía Bắc, mà chính là hướng về thiên mệnh thần thành vây quanh mà đến. Không quá ba ngày. Thiên mệnh thần thành tất phá. Tại thời điểm như vậy, có thể có tin tức tốt gì? Mọi người nín hơi mà đối đãi. Hiên Viên Tà tiếp tục nói. Đệ tử có thể phá thi khôi thi thú đại quân tin tức, đã truyền trở về, chúng ta tông môn quyết định giữ vững thiên mệnh thần thành, bảo trụ phương Nam trung tâm, lấy ngăn chặn đối phương tiếp tục lên phía Bắc hành động, đem đối phương tất cả hỏa lực, đều hấp dẫn đến bên này. Sau đó, tông môn đã phái ra 1/3 kiếp lão. Từ nhân nguyên tông chủ kiếm vô ý chỉ huy, đến đây trợ giúp. Còn có, chúng ta trước kia trợ giúp ngũ hành thần vực hai đại thần quân, bây giờ đến ngũ hành thần vực phương Bắc, Khôn Dương thần thành, thời khắc mấu chốt, có thể cùng chúng ta hình thành giáp kích chi thế. Lời này vừa nói ra, thiên mệnh thần thành ngàn vạn người, rốt cục thấy được hy vọng sinh tồn. Bọn họ hoan hô lên. 1/3. Này bằng với, thần tông dự định đem thiên mệnh thần thành, làm gần với thái cực phong hồ khu vực. Thiên mệnh thần thành, chẳng những bóp chặt đối phương vị trí hiểm yếu, nếu quả như thật đánh ra hiệu quả, thậm chí có thể rất lớn trình độ, làm hao mòn đối phương chiến lực. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có tiếp viện, liền sẽ có hy vọng sống sót. Nghe được tin tức này về sau, tâm tình của mỗi người, cơ hồ đều là kích động. Mặt khác, Tam Tài Thiên Tông cùng Bát Quái Tâm Tông, bọn họ quân đoàn, tuy nhiên bị tứ tượng, thất tinh ngăn chặn, không dám ra đến, nhưng là... Tại giữ vững bọn họ tông môn tiền đề phía trên, bọn họ đều sẽ phái ra 1/3 kiếp lão, cấp tốc đến đây chúng ta thiên mệnh thần thành. Hiên Viên Tà tuyên bố. Soạt.
vạn chúng xôn xao. Loại này ồn ào, tự nhiên là hưng phấn, khống chế không nổi tâm tình la to. Rất nhiều người lệ nóng doanh tròng. Là chúng ta lúc trước nhất chiến biểu hiện, đạt được tôn trọng của mọi người. Đây hết thảy, đều là mọi người nên được. Đêm qua, thiên mệnh thần thành oanh động đại lục, chúng ta mỗi người, công lao hàng đầu. Hiên viên tà kích tình bành trướng, đem những lời này giống lên. Thiên mệnh thần thành, thái độ sôi trào. Ngừng. Đúng vào lúc này, hiên viên tà bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Hắn lấy thanh âm che lại hưng phấn thiên mệnh thần thành, để trong này lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hắn làm sao, lại nghiêm túc. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói. Tiếp đó, ta cùng mọi người phân tích một chút, chúng ta đến cùng gặp phải là cái gì. Thiên mệnh thần thành, lặng ngắt như tờ. Hiên viên tà bắt đầu trầm giọng nói chuyện. Mọi người chú ý tới rồi sao? Mặc kệ là chúng ta thần tông, vẫn là mặt khác hai cái tông môn, tất cả trợ giúp, đều là kiếp lão, đều là cường giả, đều là tinh anh. Tại sao có bọn họ? Bởi vì phổ thông quân đoàn, nhất định phải thủ hộ còn lại thần thành, thủ hộ thái cực phong hồ, địch quân quá nhiều, bọn họ căn bản không qua được. Để nhân nguyên tông chủ mang theo kiếp lão tới, coi như thiên mệnh thần thành luân hãm, cường giả cũng thuận tiện rút lui, có thể trình độ lớn nhất. Bảo trụ tông môn tầng cao nhất lực lượng, đi thủ vệ thái cực phong hồ. Thiên mệnh thần thành, hiện tại thì là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như chúng ta không có trợ giúp, hẳn phải chết không nghi ngờ, có trợ giúp về sau, chúng ta thì có sống mái một trận chiến tư cách. Nhiệm vụ của chúng ta, là hấp dẫn đối phương hỏa lực, trình độ lớn nhất tiêu hao đối thủ. Một khi thần thành luân hãm, mời mọi người không nên trách tội rút lui người, bởi vì, bọn họ còn muốn vì thần tông. Bảo tồn cuối cùng chiến lực. Cho nên mọi người hiểu ý của ta không? Kỳ thật, thiên mệnh thần thành, vốn cũng không có tương lai, là chính chúng ta, cho nó tương lai, cho nó cưỡng ép kéo dài tính mạng. Lần này kéo dài tính mạng, để tông môn cùng chúng ta tứ đại thần vực liên minh, đều mạo hiểm đặt cửa, đem cường giả đưa đến nơi đây. Bởi vì chúng ta có đệ tử, đối phương nhất định sẽ bỏ mạng tiến công, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được, thì có cơ hội dựa vào nhật nguyệt tinh thần kết giới. Trọng thương bọn họ, vì thái cực phong hồ chia sẻ áp lực. Chỉ cần chúng ta thiên mệnh thần thành không ngã, đối phương không ngừng như thế nào xâm nhập chúng ta thái cổ thần vực, chúng ta đều giống như một thanh kiếm, cắm tại cổ họng của bọn hắn phía trên. Các vị, chúng ta là phương Nam đệ nhất thành, tại trong cuộc chiến tranh này, chúng ta vốn là số mệnh, cũng là quyết nhất tử chiến, bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta cùng thổ địa. Chúng ta thắng xinh đẹp nhất chiến, mà bây giờ... Chúng ta có lần thứ hai nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Có lẽ đang ngồi mỗi một vị, đều có thể chết ở chỗ này, nhưng là, lịch sử sẽ không quên chúng ta, sẽ không quên các vị lấy sắt thép thân thể, kháng trụ cửu cung thần vực cường đại nhất quân. Tòa thành trì này, chính là thượng thiên chi mệnh, thiên địa chứng giám. Vì tòa thần thành này hiến tế mỗi một cái vong hồn, đều nhất định làm cho đối phương, trả giá gấp 10 lần đại giới đến hoàn lại. Ta hỏi các ngươi, nghe hiểu chưa? Hiên viên tà đứng tại trên tường thành, nổi gân xanh, như rồng một dạng gào rú. Minh bạch, một tiếng này âm thanh hò hét, chấn thiên động địa. Đó là nhiệt huyết giao hội cùng một chỗ thanh âm. Các vị dám can đảm lưu tại thiên mệnh thần thành, cùng nó cùng tồn vong, liền là chân chính dũng sĩ. Kỳ thật, nơi nào có cái gì dũng sĩ? Chẳng qua là một đám tính tình bên trong người, thậm chí là hài tử, học tiền bối dáng vẻ, đi bảo vệ sinh mệnh thôi. Đế tử đâu? Hiên viên tà hỏi. Hắn biết, hiện tại Lý Thiên Mệnh, thành Thiên Mệnh Thần Thành mồi nhử. Chỉ cần có hắn ở chỗ này, đối phương thì sẽ không tiếp tục lên phía Bắc. Hắn có chút hoài nghi, Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu đến hôm nay. Hồi thần soái, đế tử giống như tại tu hành. Vậy không làm phiền hắn. Hiên viên tà hít sâu một hơi. Quyết định tòa thần thành này vận mệnh, là lần tiếp theo chiến tranh. Hy vọng. Chúng ta một lần nữa điên cuồng. Thế nhưng là, có thể sao? Một gian phổ thông dân trong phòng. Lý Thiên Mệnh có thể nghe được, phía ngoài hết thảy thanh âm. Thế mà, cả thể xác và tinh thần hắn đều về việc tu hành. Chúng sinh thiên ý mang tới ý chí điên cuồng sinh sôi, sống mái một trận chiến tuyệt vọng, cùng cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, để hắn thấy được vô thượng đại đạo. Đế quân, cho ta một đôi thượng thương chi nhãn. Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Cái kia kim tròng mắt màu đen, xuyên thủng hư ảo, khám phá mây đen, thậm chí thấy được thần thành bên ngoài, yêu ma quỷ quái hội tụ. 6 tầng tử kiếp. Theo 6 tầng sinh kiếp,
đến 6 tầng tử kiếp, bỏ ra mấy cái ngày mà thôi. Đây là Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm lịch sử kỳ tích, coi như nói ra, đều không người sẽ tin tưởng. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh làm được. Đây hết thảy, đều là hắn cảm ơn Thiên Mệnh Thần Thành, cảm ơn mỗi người lý do. Không phải hắn đột phá, mà chính là cái này ngàn vạn người, đem hắn đẩy lên thần đàn. Lý Thiên Mệnh sâu hít vào một hơi thật sâu. Kiếm Vô Ý cùng Tam Tài Thiên Tông, Bát Quái Tâm Tông cường giả trợ giúp, đối phương bốn đại quỷ vương hội tụ, vạn quân tập kết, lại là một trận sống mái một trận chiến a. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, lợi hại như thế, không cần phải cực hạn, xác thực lãng phí. Dù sao, nơi này rời xa Thiên Nguyên đỉnh, coi như phá, Thái Cổ Thần vực còn có cơ hội. Thế nhưng là, người nơi này, không sẽ có cơ hội nữa. Trong mắt của hắn, tỏa ra lấy chướng mắt thần quang. Hắn muốn vì bọn họ, làm chút gì. Coi như không có Linh Nhi Phụ Linh, ta đều có thể cùng 9 tầng tử kiếp kiếp lão tranh phong. Có Phụ Linh, ta có thể chiến 10 tầng sinh kiếp, tránh thức địch nổi tam nguyên kiếp lão. Phải biết, liền dịch tinh ẩn, hiên viên tà cảnh giới, đều chẳng qua là 10 tầng tử kiếp. Thiên Mệnh Thành chủ Tô Vãn Phong, Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất, đều là 10 tầng sinh kiếp. Từ giờ trở đi, coi như không có phong cấm kết giới, bọn họ, đều không dễ dàng như vậy, có thể đem ta làm trên thất thịt. Tới đi. Lý Thiên Mệnh trong tay, xuất hiện Thái Nhất Tháp. Hắn đem Thái Nhất Tháp để dưới đất, đi vào trong đó. Sau đó, leo lên tầng thứ hai. Lý Thiên Mệnh còn phải cảm tạ Phong Thanh Ngục. Bởi vì, Thái Nhất Tháp tầng thứ hai mở ra, cùng hắn ở bên ngoài, dùng Chu Thiên Lục Kiếm cuồng oanh loạn tạc, có quan hệ rất lớn. Đi vào tầng thứ hai về sau, trước mắt vẫn là một cái trắng như tuyết thế giới. Một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Loại này thuần trắng, kỳ thật dung hợp tất cả sắc thái. Đây là Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi vào tầng thứ hai này chính vị trí trung tâm. Tại tầng thứ nhất ngang nhau vị trí, Lý Thiên Mệnh từng chiếm được Tử Phủ Tháp cùng Thần Hồn Tháp. Cái này hai tòa tháp bên trong tháp, đến bây giờ đều bị thần hồn của hắn cùng Thánh Cung kiên cố, vạn ma bất xâm. Như vậy, tầng thứ hai, lại sẽ xuất hiện cái gì? Lý Thiên Mệnh trước mắt, nhiều một cái, màu xanh trắng, giao nhau tiểu tháp. Cái này tiểu tháp phía trên thanh sắc, là cái này Thái Nhất Tháp tầng thứ hai duy nhất tổ điểm, tựa như là trong hoang mạc một mảnh lá xanh, cho thế giới an tĩnh, mang đến sinh cơ duy nhất. Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh tại từ nơi sâu xa, biết được tên của nó. Đây cũng là một trong tòa tháp tháp. Tầng thứ nhất có hai tòa, mà tầng thứ hai này, cũng chỉ có một tòa Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn không biết, nó có công hiệu gì, bất quá, hắn đại khái cảm giác, cái này cùng Thái Nhất Tháp, chữa trị năng lực, cần phải có quan hệ. Thái Nhất Tháp một mực tồn tại chữa thương năng lực, nhất là đối cộng sinh thú, nó tại cộng sinh không gian bên trong, mặc kệ cộng sinh thú bị nhiều thương nặng, một đoạn thời gian an dưỡng, sau cùng đều có thể khỏi hẳn. Nhất là lần này, huỳnh hỏa cánh đều gãy mất, đón về sau, dựa vào Thái Nhất Tháp tư nhuận, đã khôi phục 6-7 thành. Thái Nhất Tháp loại năng lực này, hẳn là đến từ Thanh Linh Tháp. Mà bây giờ, Thanh Linh Tháp xuất hiện. Lý Thiên Mệnh vươn tay, dây vào tiếp xúc cái này Thanh Linh Tháp. Hắn không nghĩ tới chính là, làm ngón tay của hắn, đụng phải Thanh Linh Tháp trong nháy mắt, cái này một tòa tháp, vậy mà hóa thành màu xanh trắng giao nhau dịch thể, giống như là một đầu tiểu xà, theo Lý Thiên Mệnh tay cầm, chui vào trong thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh cái thứ nhất cảm thụ là, dễ chịu. Cái này xanh chất lỏng màu trắng, tựa như là một dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân, đạt tới thân thể mỗi một chỗ hạt nhỏ bên trong. Thân thể của hắn, chính đang phát sinh lấy một loại căn bản tính thuế biến. Cái này là sinh mệnh tầng thứ biến hóa. Cùng Tử Phủ Tháp Thần Hồn Tháp khác biệt chính là, lấy Lý Thiên Mệnh thân thể làm trung tâm, cái kia xanh chất lỏng màu trắng, lại phân ra bốn đạo, vậy mà tràn vào cộng sinh không gian bên trong. Đây là cái gì? Huỳnh Hỏa một cái giật mình, đi bộ né tránh. Bất quá, nó nhìn đến Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên trên thân, đều tan vào chất lỏng này, liền cũng không trốn. Thanh Linh Tháp, nó cái kia mắt nhỏ, cẩn thận quan sát thân thể của mình, cuối cùng rơi vào chính mình một con kia đã từng bẻ gãy trên cánh. Một cỗ màu xanh trắng dòng nước ấm, chính đang làm dịu lấy đứt gãy bộ phận, làm đến huyết nhục của nó cùng xương cốt, bằng tốc độ kinh người sinh sôi cùng kết nối. Ta chân gà, Huỳnh Hỏa sợ ngây người. Thế nào?
giống như hoàn toàn khôi phục, thật hắn meo nhanh a. Nó mãnh liệt quăng vài cái này độ cứng, quả thực cùng không gãy trước đó không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Huỳnh hỏa lông vũ, mơ hồ có thể nhìn ra một tòa màu xanh trắng tiểu tháp hư ảnh, tòa tháp này đã dung nhập huyết nhục của nó, lông vũ, trong ngũ tạng lục phủ, đây là một loại vô hình bảo hộ. Hắn lại nhìn một chút, Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng tiên tiên trên thân, đều có cái này thanh linh tháp hư ảnh. Bao quát chính mình, trên thân đều có thanh linh tháp. Cho nên nói, thanh linh tháp bảo hộ, đối cộng sinh thú đều hữu hiệu. Loại này bảo hộ, cùng tử phủ tháp thần hồn tháp thủ hộ khác biệt, nó đã cùng chúng ta toàn thân hết thảy, đều kết hợp lại cùng nhau, thành vì thân thể chúng ta một bộ phận, mà tác dụng của nó là. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm. Hắn kiên trì, tại trên bàn tay cắt một đao. Vết thương cắt đứt, máu tươi tuôn ra. Thì trong chớp mắt này, cái kia đứt gãy vết thương, đột nhiên đã tuôn ra mãnh liệt màu xanh trắng dòng nước ấm, trực tiếp đem vết thương phong bế, ngay sau đó vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cơ hồ tại trong thời gian rất ngắn, ban đầu vết thương biến mất không thấy. Thanh linh tháp, mới là thái nhất tháp liệu thương năng lực bản nguyên. Liền ngực ta phía trên kiếm thương, đều hoàn toàn tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy thân thể của mình, trong ánh mắt tràn ngập bên trong hưng phấn. Thái nhất tháp, là bất tử chi tháp, ngoại trừ tử phủ tháp cùng thần hồn tháp thủ hộ, còn có thanh linh tháp năng lực tái sinh. Chúng ta mấy cái có thanh linh tháp, có phải hay không, chỉ cần không bị trong nháy mắt chém giết, rảo sát thành toái thi, liền có thể cấp tốc khỏi bệnh khôi phục, hoàn toàn đánh không chết. Tỷ như, ta trái tim bị đâm xuyên, có thể hay không chết. Ta đầu bị chặt rơi mất. Chỉ phải nhanh lên một chút cầm về, có phải hay không, cũng sẽ không chết. Điểm này, Lý Thiên Mệnh còn cần trong chiến đấu, tránh thức đi nghiệm chứng. Nhưng hắn có chỗ dự cảm. Cái này thanh linh tháp, so tử phủ tháp cùng thần hồn tháp, cùng nhau đều khủng bố hơn. Mấu chốt nhất là, không chỉ là chính hắn, hắn tất cả cộng sinh thú, trên thân đều có thanh linh tháp tồn tại, tương đương với mỗi người, đều có trình độ nhất định bất tử chi thân. Bất kể nói thế nào. Chiến đấu bền bỉ năng lực, nhận thương tổn năng lực, nhất định tăng cường rất nhiều, nhất là Lam Hoang, nó vốn là da dày thịt béo chịu đánh, có thanh linh tháp, nó còn có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Lý Thiên Mệnh ra thái nhất tháp, đem Lam Hoang hô lên. Lão đại, người muốn làm cái gì? Lam Hoang kẹp chặt hai chân, hai cái to lớn đầu, làm bộ đáng thương nhìn lấy hắn. Luyện kiếm, Lý Thiên Mệnh cầm lấy Đông Hoàng kiếm, trực tiếp chặt đi lên. A, à, mệnh ngắn á. Chó A. Gia hỏa này giống to một tiếng, chấn động đến Lý Thiên Mệnh hoa mắt váng đầu. Phốc phốc. Hắn tại Lam Hoang cẳng tay phía trên, xé rách ra một đạo sâu đạt 30cm, dài đến 3m vết thương. Sau đó, hắn thấy rõ ràng, huyết nhục của nó bên trong, đã tuôn ra đại lượng xanh chất lỏng màu trắng, trong nháy mắt bỏ thêm vào vết thương, về sau huyết nhục mãnh liệt khép lại. A, à, đã hết đau. Lam Hoang khẽ giật mình, cúi đầu liếm lấy mấy ngụm. Phát hiện vết thương hoàn toàn biến mất. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không có tiếp tục nếm thử. Hắn vẫn không rõ ràng, tỉ như bị nhất kiếm xuyên tâm, chính mình có thể hay không chết, cái này không có cách nào thí nghiệm, nhưng là hắn biết, có thanh linh tháp, bọn họ một người bốn thú chiến đấu lực, sẽ có rất đại trình độ tăng lên, càng có thể bảo mệnh, thậm chí còn có thể sáng tạo kỳ tích. Bất kể nói thế nào, Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, so với thiên tinh diệu long thần kích cùng nhân hoàng long giáp, giống như đều lợi hại rất nhiều. Một công một thủ, có thể xưng hoàn mỹ. Mây đen lần nữa áp thành. Hoàng hôn thời điểm, Lý Thiên Mệnh tại thần thành dưới tường thành, thấy được Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng ngồi tại dưới tường thành, tóc có chút lộn xộn, trên thân nhiều hơn không ít vết máu. Bây giờ đổi một thân chiến giáp, bất quá cũng hư hại rất nhiều. Mộc Tuyết, giết mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 18, vẫn là 19 cái, quên đi. Hiên Viên Mộc Tuyết nhấc lên đầu, nhìn hắn một cái, gạt ra vẻ tươi cười. Không tệ, mệt không? Một chút xíu đi, không quan hệ. Nàng nói. Người đại ca bọn họ không có sao chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không có việc gì, lần trước thi khôi thi thú bị bại quá nhanh, cơ bản không có gì khảo nghiệm. Lần sau thì chưa hẳn. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Đúng. Lần tiếp theo, bọn họ những người tuổi trẻ này, còn có thể hay không sống sót? Vậy liền không nhất định. Nghe nói cửu cung quỷ tông bốn cái quỷ vương, đều nhanh đến Thiên Mệnh thần thành, đến lúc đó, tối thiểu có 5 triệu trở lên đại quân, đúng không? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng,
nơi này đã lâm vào tuyệt cảnh, hối hận đi tới nơi này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hối hận, chỉ là, ta muốn lại nhiều giết một điểm, mới dám ngã xuống, không phải vậy, chỉ sợ sẽ có tiếc nuối, chết không nhắm mắt. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi có thể làm được, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nửa ngày, lớn nhất rồi nói ra. Hắn không có cách nào nói cái gì cổ vũ, bởi vì, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Rời đi thời điểm, Hiên Viên Mộc Tuyết một lần cuối cùng hỏi. Uy, băng minh thần tinh, muốn còn cho ngươi sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lấy nàng. Hắn lắc đầu. Đáp ứng ta, trốn qua một kiếp này, liền đem nó dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Nàng đáp ứng. Một đêm tĩnh mịch. Tờ mờ sáng thời điểm, trời rốt cục sáng lên. Tĩnh mịch ban đêm, Lý Thiên Mệnh còn tại tu hành, làm phàm nhân chi khu hậu thiên thần thai, Khương Phi Linh ghé vào trong ngực của hắn, híp mấy canh giờ. Linh Nhi, Nhân Nguyên Tông chủ giống như tới. Lý Thiên Mệnh nhẹ phẩy sợi tóc của nàng, ôn nhu nói. Nàng dụi dụi con mắt, tỉnh lại, lấy thân phận của nàng tự nhiên không tiện lộ diện, cho nên liền cấp tốc về tới Lý Thiên Mệnh thể nội. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, theo một gian nhà dân bên trong đi ra. Bên ngoài đã xôn xao. Đế tử gia đến rồi. Trong lúc nhất thời, vô số nóng rực ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Coi như kiếm vô ý tới, Lý Thiên Mệnh cũng là thiên mệnh thần thành bên trong. Mọi người lớn nhất trụ cột tinh thần. Lý Thiên Mệnh trong đám người, thấy được kiếm vô ý. Hắn nhìn lướt qua, kiếm vô ý sau lưng, còn có 13 cái tam nguyên kiếp lão. Tăng thêm Trần Tàng Thư cùng đạo nguyên nhất, thiên mệnh thần thành phổ thông tam nguyên kiếp lão số lượng, đã có 15 cái. Ngoài ra, kiếm vô ý còn mang đến 1.000 vị, những nguyên kiếp lão, đều là 7 đến 9 tầng sinh tử kiếp cảnh. 4 bề giáp giới 6 tầng sinh tử kiếp cảnh. Nhất nguyên kiếp lão, số lượng, có 10.000 cái. Đây chính là thái cực phong hồ trợ giúp toàn bộ. Đến mức, vừa tới tam trọng kiếp cảnh phổ thông kiếp lão, cường độ không cao lắm, cho nên mà cũng không đến. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, tối thiểu đến tứ trọng sinh tử kiếp, mới tính được là cao hơn tầng cường giả. Dạng này một cái trợ giúp quy mô, kỳ thật đã tính toán rất liều mạng, muốn là những người này toàn bộ chết ở chỗ này, thái cổ thần vực tuyệt đối tổn thất to lớn. Lần này trợ giúp, đúng là một trận mạo hiểm. Đế tử, kiếm vô ý nhìn hắn một cái. Kiếm tông chủ, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Đế tử vừa tới thần tông thời điểm, ta còn bảo hộ qua ngươi một đoạn thời gian, khi đó tuyệt đối không nghĩ đến, ta sẽ có một ngày, cùng đế tử tại cái này thiên mệnh thần thành, kề vai chiến đấu. Kiếm vô ý nói. Thế sự khó liệu, ha ha, Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói đế tử, có biện pháp tan giã tử linh quỷ vương thi khôi thi thú đại quân. Kiếm vô ý hỏi. Có hạn chế số lượng sao? Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, bao nhiêu đều có thể làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian là quan trọng, muốn là thiên mệnh thần thành hoàn toàn nhịn không được, tiên tiên cũng không có cách nào. Có thể, có đế tử câu nói này, ta an tâm. Chúng ta, tuyệt đối có hy vọng thắng lợi, nhất định có thể lần nữa trọng thương đối thủ, đem cửu cung thần vực, hoàn toàn ngăn cản tại nam cảnh bên ngoài. Xem ra, kiếm vô ý đã, tiếp quản tiếp xuống chỉ huy quyền. Dù sao, thân phận của hắn so Hiên Viên Tà cao hơn. Hắn đến, để thiên mệnh thần thành đám người, tránh thức thành lập nên đối kháng lòng tin. Tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Một lúc lâu sau, Tam Tài Tiên Tông cùng Bát Quái Tâm Tông trợ giúp, phân biệt theo đông tây phương hướng đến. Trong đó, Tam Tài Tiên Tông đội ngũ, từ San Hô Tiên Tử, Bắc Cung Lâm Lam chỉ huy. Nàng là kiếm vô ý thệ tử, mà lại cũng là chủ trương liên hợp thái cổ thần vực tông chủ, tự nhiên do nàng đến mạo hiểm. Bát Quái Tâm Tông đội ngũ, thì từ Lâm Quân Thiên Tông chủ đệ đệ, Lâm Kình Thiên, xuất lĩnh. Tam Tài Thiên Tông, tới 8 vị tam nguyên kiếp lão, 500 cái nhị nguyên kiếp lão cùng 5.000 cái nhất nguyên kiếp lão. Bát Quái Tâm Tông, thì đến 7 vị tam nguyên kiếp lão, hơn 400 cái nhị nguyên kiếp lão cùng 5.000 cái nhất nguyên kiếp lão. Như thế. Lần này tam phương trợ giúp cùng nhau. Hết thảy có 30 vị tam nguyên kiếp lão, hơn 2.000 nhị nguyên kiếp lão cùng hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão. Phải biết, toàn bộ thái cổ thần vực, tổng cộng có 50 cái tam nguyên kiếp lão. Bọn họ nơi này đỉnh cấp cường giả số lượng, đã vượt qua thái cổ thần tông một nửa. Thậm chí, vượt qua tam tài tiên tông toàn tông. Tam phương liên thủ, đem thiên mệnh thần thành, trực tiếp đánh tạo thành một cái thần vực cấp bậc chiến tranh pháo đài. Kém duy nhất,
cũng là quân đoàn số lượng. Quân đoàn bình thường, căn bản không có cách nào cấp tốc đến. Đến đón lấy tuyệt đối là một trận ngạnh chiến, cho nên chúng người sau khi đến, cơ bản rất ít hàn huyên. Hiên Viên Tà quen thuộc chiến trường, cho nên quân đoàn phương diện, vẫn từ hắn chấp trường. Hắn đứng ở trong đám người, cất cao giọng nói. Các vị, ta tập hợp một chút thực lực của hai bên, để các vị tâm lý có chút đếm. Trước mắt, chúng ta tại nhất nguyên kiếp lão trở lên cường giả về số lượng, cơ hồ cùng đối phương ngang hàng. Căn cứ tình báo, đối phương bốn đại quỷ vương đội ngũ hội tụ, tam nguyên kiếp lão số lượng, tối thiểu có 40, nhị nguyên kiếp lão có 3.000 hai bên, nhất nguyên kiếp lão có 3 vạn trở lên. Tuy nhiên so với chúng ta nhiều một ít, đáng tin lấy nhật nguyệt tinh thần kết giới, cái chênh lệch này, có thể đền bù. Chân chính chênh lệch, đến từ nhất nguyên kiếp lão cùng quân đoàn. Không đến tứ trọng sinh tử kiếp cảnh kiếp lão, dù sao trợ giúp không tiện, đây là thiên mệnh thần thành thế yếu, không thể tránh né. Lần này, đối phương tối thiểu có 100.000 phổ thông kiếp lão. Cái này 100.000 người, tối thiểu đều tương đương với 200 vạn đại quân. Mặt khác, đối phương bốn phe nhân mã hội tụ, quân đoàn số lượng đã đạt đến hơn 4 triệu, lại thêm lục đạo kiếm tông còn có 500.000 người, chỉ là quân đoàn bình thường, thì có 5 triệu người. Thế mà, chúng ta thủ thành Tà Long quân cùng thành vệ quân, cùng nhau chỉ có 1 triệu. May mắn, chúng ta tại ngũ hành thần vực, còn có phương thần vũ cùng kiếm thanh nguyên, xuất lĩnh nguyên hoàng quân cùng huyền kiếm quân. Bên kia ước chừng có 2 triệu huynh đệ, chỉ là, bởi vì chiến trường bị đối phương cách trở, bọn họ tạm thời không qua được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ trợ giúp. Đây chính là toàn bộ so sánh thực lực. Mọi người nhớ kỹ, ưu thế của chúng ta là, chúng ta có kết giới, có 10 triệu đồng bào, có dịch tinh ẩn điện chủ, sau cùng, chúng ta còn có đế tử. Hiên Viên Tà nói xong, chỉ một chút Lý Thiên Mệnh. Mọi người trong lòng hỏa nhiệt. Lần này, chiến tranh thăng cấp, thiên mệnh thần thành, còn có thể chịu nổi sao? Kiếm Vô Ý bọn họ đến không lâu về sau, thám tử báo tin, bốn đại quỷ vương 5 triệu đại quân, đã đem thiên mệnh thần thành, vây quanh đến nước chảy không lọt. Lần này, không chỉ là cửa Nam. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, đều có cửu cung quỷ tông đại quân. Đến lúc đó, bọn họ tiến công, khẳng định cũng sẽ theo bốn phương tám hướng, cùng một chỗ trùng sát. Kiếm Vô Ý lập tức bắt đầu bố trí phòng thủ. Toàn bộ thiên mệnh thần thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến tranh huyết tinh cùng tàn nhẫn, lại lần nữa tại tòa thần thành này lan tràn. Thế mà, bốn đại quỷ vương quân đoàn, tại tập kết sau 3 canh giờ, vậy mà hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ. Phải biết, binh quý thần tốc, bọn họ còn đang chờ cái gì? Một tòa thiên mệnh thần thành mà thôi, 5 triệu đại quân cũng không dám phía trên. Chẳng lẽ có gom góp 10 triệu đại quân lại đến? Hiên Viên Tà nhíu mày. Lấy cửu cung quỷ tông quy mô, chỉ cần bọn họ bỏ được dốc toàn bộ lực lượng, không sợ tứ đại tông môn cường giả đánh lén bọn họ nội địa. Đừng nói 10 triệu đại quân, 20 triệu, bọn họ đều có thể tiếp cận được đi ra. Thái cổ thần vực phòng quân đoàn số lượng, không bao gồm thành vệ quân, đại khái 8 triệu hai bên. Trong đó Tà Long quân, đã hao tổn một nửa. Ngoại trừ Tà Long, Nguyên Hoàng cùng Huyền Kiếm quân, còn lại 6 chi thần quân, đều tại những chiến trường khác, chống cự lục đạo kiếm tông cùng âm dương ma tông tiến công. Đến mức các đại thần thành thành vệ quân, tố chất khẳng định phải kém một chút, mà lại, số lượng cũng không có thiên mệnh thần thành nhiều. Đây chính là chung quanh 3 tòa thần thành, phá đến nhanh như vậy nguyên nhân. Nói thật, coi như đỉnh cấp cường giả ngang hàng, 100.000 kiếp lão tăng thêm 5 triệu đại quân, cầm xuống thiên mệnh thần thành hy vọng phi thường lớn. Như vậy, bọn họ vì cái gì còn án binh bất động? Tình báo rất nhanh liền truyền về. Khởi bẩm Nhân Nguyên tông chủ, thần soái đã điều tra rõ đối phương án binh bất động nguyên nhân. Nói, Tử Linh Quỷ Vương mang theo 5 cái thân tín, Lê Sơn Ngũ Quỷ đã tiến về gần nhất Phù Phong thần thành. Phù Phong thần thành bên trong có 6 triệu thái cổ thần vực dân chúng. Tử Linh Quỷ Vương dự định đem cái này 6 triệu người đều luyện chế vì thi khôi thi thú. Tất cả mọi người nghe được tin tức. Phu quân, cái này Tử Linh Quỷ Vương, không biết chúng ta đệ tử, có thể phá nàng thi khôi thi thú sao? Còn tới phí công, Tô Vãn Phong nhíu mày hỏi. Biết là biết, nhưng ta đoán chừng, nàng hiển nhiên tâm lý không phục. Dù sao, đây chính là nàng sở trường bảng hiệu, mà lại lần này, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, sẽ không phát sinh lần trước bị vây giết tình huống. Càng mấu chốt là, cầm chúng ta người, luyện chế thi khôi thi thú,
sẽ càng đả kích tinh thần của chúng ta. Hiên Viên Tà ánh mắt u ám nói. Quá độc ác, vậy mà không ai ngăn lại hắn, xem ra lục đạo kiếm ma, thật không phải cái đồ chơi. Chúng ta bị vây quanh ở nơi này, căn bản ra không được, vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Phù Phong Thần Thành 6 triệu đồng bào, chẳng những đánh mất tánh mạng, còn muốn được luyện chế thành thi khôi. Vòng vây của đối phương, kỳ thật cũng là tại chế tạo thiên mệnh thần thành khủng hoảng. Lấy cái chết linh quỷ vương hiệu suất, 6 triệu tù binh, tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, đoán chừng đủ để luyện chế ra hơn 10 triệu thi khôi cùng thi thú. Mà lại, còn có 3 tòa thần thành đã phá. Chỉ muốn như vậy vây quanh đi xuống, thủ đoạn của bọn hắn, sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Đến lúc đó, mấy chục triệu thi khôi thi thú tới, cửu cung quỷ tông đều không cần đánh, đều có thể đem thiên mệnh thần thành nuốt. Cường giả trợ giúp. Đối cửu cung quỷ tông tới nói, muốn chết thôi. Nhiều như vậy thi khôi thi thú, một khi hô nhau mà lên, liền xem như tiên tiên, cũng không có khả năng thời gian ngắn phá giải. Nói thật, nghe được bọn hắn tới nhiều cường giả như vậy, ngũ đại thần vực rất là cao hứng. Bọn họ tại chỗ hạ quyết định mục tiêu, bất kể như thế nào, đều muốn đem thiên mệnh thần thành, giết thành một tòa thành chết. Một tòa con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Bây giờ hiện thực cũng là, coi như Lý Thiên Mệnh có thể phá giải thi khôi thi thú, đối phương số lượng càng nhiều, nếu như bên trong tòa thần thành những người khác nhìn không được, tiên tiên cũng vô dụng. Mà lại, Tử Linh Quỷ Vương đây là tại đồ sát thái cổ thần vực đồng bào. Coi như có thể phá giải những thứ này thi khôi, lại có thể thế nào? Bọn họ hay là chết a? Thực tế như vậy, làm cho cả thiên mệnh thần thành, lại lần nữa lâm vào bùn trong đàm. Đánh giá thấp đối phương phát rồ, làm đến phía trước mỗi một bước, tựa hồ cũng là tuyệt lộ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể tận lực chống đỡ, để đế tử phá giải thi khôi. Đối phương đã nghiêm phòng tử thủ, chúng ta hoàn toàn ra không được. Thế nhưng là, Phù Phong Thần Thành người, cứ như vậy trắng chết vô ích sao? Vừa nghĩ tới Phù Phong Thần Thành bách tính, bây giờ ngay tại bị thê thảm vận mệnh, mỗi người trong mắt, đều tràn đầy u buồn. Cái gì thời điểm? Sẽ đến phiên chính mình. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Linh Quỷ Vương đi Phù Phong Thần Thành, thời gian dài bao lâu? Tử Linh Quỷ Vương vừa xuất phát không lâu, tại nàng sau khi xuất phát, bọn họ 5 triệu đại quân đã bố trí thiên la địa võng, đem Thiên Mệnh Thần Thành ra bên ngoài con đường, toàn bộ phong kín. Rất rõ ràng, bọn họ ước gì chúng ta cường giả trợ giúp tới, bọn họ tốt một mẻ hốt gọn. Hiên Viên Tà nói. Lý Thiên Mệnh đứng tại trên tường thành. Nhìn về phía nơi xa, quả nhiên, tại thiên mệnh thần thành bất kỳ một cái nào phương hướng, lít nha lít nhít đều là người. Thiên mệnh, người có ý tưởng, kiếm vô ý hỏi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sâu xa, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, tâm lý đã có quyết định. Nói nghe một chút, kiếm vô ý nói. Nếu như ta có thể đuổi tới Phù Phong Thần Thành, nói không chừng có thể tại nguồn cội, ngăn lại Tử Linh Quỷ Vương. Các ngươi mới vừa nói Lê Sơn Ngũ Quỷ, là thực lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, đều là tam nguyên kiếp lão, 10 tầng sinh kiếp, kiếm vô ý nói. Phù Phong Thần Thành bên trong đâu? Có 100.000 quân đoàn, đang tại bảo vệ tù binh. Hiên Viên Tà nói, cái kia, nếu như Tử Linh Quỷ Vương chuyên chú vào luyện chế thi khôi, Lê Sơn Ngũ Quỷ thực lực không tính quá mạnh, chưa hẳn có thể làm sao ta có thể đạt tới quấy rầy mục đích. Chỉ cần Tử Linh Quỷ Vương đến bắt ta, nàng liền không có cách nào luyện chế thi khôi, mà lại. Ta cần phải có thể làm được càng nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể mấu chốt là, chúng ta rất khó ra ngoài, nếu như chúng ta tụ tập cường giả, giết ra một đường máu, để ngươi ra ngoài, đối phương rõ ràng biết mục tiêu của ngươi là Phù Phong Thần Thành, mặc kệ chúng ta đi bao nhiêu người, đối phương trợ giúp đi qua cường giả, sẽ chỉ càng nhiều. Mặt khác, chúng ta rời đi Thiên Mệnh Thần Thành, bọn họ một khi tiến công, sẽ phiền toái hơn. Kiếm vô ý nói. Không dùng các ngươi. Ta sẽ tự bỏ ra đi, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không vứt bỏ bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Chính ngươi. Đúng, ta là bọn họ mục tiêu lớn nhất, nhất định có thể hấp dẫn đối phương rất lớn chú ý lực. Một khi ta có thể đào thoát, liền trực tiếp chuyển đi Phù Phong Thần Thành, đối phương nhất định đoán trước không đến. Bọn họ sẽ chỉ coi là, ta là sợ hãi, muốn chạy trốn về Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh nói. Mấu chốt là, ngươi có thể đào thoát à? Kiếm vô ý hỏi. Kiếm tông chủ, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người hé miệng,
lấy cặp mắt kính nể, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đã ngươi quyết định, vậy liền chúc ngươi may mắn. Lý Thiên Mệnh kế hoạch, hết thảy tiền đề, đều muốn xây dựng ở, đào thoát phía trên. Có một chút tuyệt đúng không sai, cái kia chính là, hắn một khi chạy trốn, đối phương nhất định cho là hắn là trở về Thái Cực Phong Hồ, mà không phải Phù Phong Thần Thành. Đến mức đến Phù Phong Thần Thành, hắn như thế nào chặt đứt ngọn nguồn, liền không phải mọi người có thể đoán được. Các vị, chờ ta tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh ngồi lên hóa thành đế ma hỗn độn Miêu Miêu. Đối phương mạnh nhất người là Tử Linh Quỷ Vương, cảnh giới vì 11 tầng tử kiếp, mặt khác Phù Du, Lam Dực cùng U Ảnh ba vị, cùng Long Thương Nguyên một dạng, đều là 11 tầng sinh kiếp. Người có nắm chắc, nhanh hơn bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yên tâm đi lão đệ, bản mèo chính là tuyệt thế nhanh mèo. Miêu Miêu mãn bất tại hồ nói. Đây chính là ngươi nói, hiện tại đem bức lắp, một hồi ta nếu để cho người cho đánh xuống, ta tuyệt đối trước cắt ngươi trứng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta không sợ, bản mèo có thanh linh tháp, trứng đều có thể lại sinh. Mà nó. Xì xì xì. Sau khi nói xong, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đến 6 tầng tử kiếp sau Miêu Miêu, trước dùng vạn điện cực xúc điện, sau đó tại trên tường thành, hoạt động chính mình thái bạch ma cốt. Có cái này thái bạch ma cốt, kỳ thật, bản mèo phá phong nhanh hơn. Dù sao, nó đã là 999 ngôi sao. Hoạt động tốt về sau, Miêu Miêu đứng tại cửa nam phía trên, hướng phía trước nhìn ra xa. Phương Nam là Tử Linh Quỷ Vương quân đoàn, nàng tuy nhiên không tại, nhưng là phong thanh mục khả năng ở chỗ này, nó coi như tại liệu thương, có thể cộng sinh thú vẫn tại. Mặt khác ba phương hướng, phương Bắc là Phù Du Quỷ Vương. Thái Cực Phong Hồ tại phương Bắc, Phù Phong Thần Thành thì tại Đông Bắc phương hướng. Lý Thiên Mệnh làm ra quyết định, trực tiếp cùng Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Tà bọn họ cáo biệt, chuyển hướng phương Bắc cổng thành. Đệ tử, bảo trọng. Bọn họ đã không cách nào dùng ngôn ngữ, để hình dung trong lòng thán phục. Bảo trọng, các vị. Lý Thiên Mệnh vỗ Miêu Miêu, gia hỏa này còn học mãnh hổ nộ hống một tiếng, trong nháy mắt theo thành trên cửa, liền xông ra ngoài. Quả nhiên thật nhanh. Rời đi thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh liên tục vượt qua hai trọng cảnh giới, Miêu Miêu ở phương diện này thiên phú, cũng càng ngày càng đáng sợ. Xì xì xì, màu đen lôi đình bôn tẩu. Sấm sét vang dội ở giữa, nó hóa thành thiểm điện phong bạo, tại đồi núi ở giữa bôn tẩu, rất nhiều người đều chỉ thấy một đạo thiểm điện lấp lóe, người đã không còn hình bóng. Có người ra đến rồi. Người nào? Trong lúc nhất thời, phong tỏa tại Thiên Mệnh Thần Thành phương Bắc phía trên trăm vạn đại quân. Trong lúc nhất thời hoàn toàn oanh động. Chỉ là Miêu Miêu quá nhanh. Nó tại chạy thời điểm ra đi, như thiểm điện huyễn ảnh, tăng thêm nó một thân đen nhánh, tại trong mây đen, rất khó bị phát hiện. Chờ bọn hắn nhìn đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã sớm theo trên đỉnh đầu bọn họ, liền xông ra ngoài. Là Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại hắn. Không chút khách khí nói, Lý Thiên Mệnh cũng là bọn họ quyết định lưu tại nơi này, toàn lực công phá Thiên Mệnh Thần Thành lý do. Nếu để cho hắn chạy trốn, thì còn đến đâu? Giết Lý Thiên Mệnh, so giết Kiếm Vô Ý còn trọng yếu hơn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, vô số cộng sinh thú xuất hiện, đến một chiếu ngăn cản người đi ra, không thể đếm hết được thủ đoạn thần thông, ầm vang đánh lên đến, ngăn cản Lý Thiên Mệnh thoát đi. Phong kín toàn bộ. Phù Du Quỷ Vương cùng rất nhiều tam nguyên kiếp lão thanh âm, đều đã truyền ra. Vâng. Ong ong ong. Nguyên bản mờ tối thiên địa. Trực tiếp bị thần thông quang mang, nổ trời đất mù mịt. Người đâu? Ở chỗ này. Ngăn lại hắn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên trong lúc nhất thời, chàng diện biến đến vô cùng hỗn loạn. Ăn bản mèo một chiêu ngọt ngào vòng. Miêu Miêu có thanh linh tháp về sau, quả thực lãng đến phi lên, một miệng hồn thiên điện ngục hình thành to lớn màu đen lôi đình vòng xoáy, oanh tạc ra ngoài, trong lúc nhất thời, tối thiểu có mấy ngàn người, bị cái này hồn thiên điện ngục nổ thành than cốc. Phốc phốc phốc, gần như đồng thời, thì có vô số thần thông cùng đao kiếm, bổ tới. Lý Thiên Mệnh ngăn cản lại nhanh, Miêu Miêu trên thân, đều bị nổ ra mấy cái lỗ máu. Đậu phộng, người đừng đùa, tranh thủ thời gian chạy a. Lý Thiên Mệnh quát, ngồi vững vàng lão đệ, bình tĩnh, người mèo ca ta bây giờ, đã là bất tử mèo a. Miêu Miêu cảm thụ được thanh linh tháp tẩm bổ huyết nhục thống khoái, tiếp tục nhanh như điện chớp. Tại vô số thần thông oanh tạc bên trong điên cuồng đi bộ, nó xông lên mây xanh, chuyên môn tại trong mây đen tiến lên,
hất ra rất nhiều kẻ đuổi giết. Một người, làm rối loạn trăm vạn đại quân. Ngươi muốn đi. Phía trước đột nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện tại trước mắt, chính là Phù Du Quỷ Vương. Hô! Hắn hơi lóe lên, cả người trực tiếp nhào tới. Đi! Lý Thiên Mệnh một hô, Miêu Miêu trực tiếp đổi phương hướng, bắt đầu cắm đầu phi nước đại đi. Chạy được không? Đối phương cười lạnh, cơ hồ mỗi một cái phương hướng, đều có vô số người ngăn cản. Chạy thế nào không được nữa? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Linh Nhi! Chuẩn bị xong. Khương Phi Linh thời gian tràng, trực tiếp tại Miêu Miêu bên người triển khai, nàng cái này cường hóa thời gian tràng, để chung quanh tất cả mọi người, trực tiếp chìm ở trong vũng bùn, tốc độ hoàn toàn hạ xuống. Rất nhiều người coi là, Miêu Miêu tốc độ, mới là Lý Thiên Mệnh lòng tin nơi phát ra. Mà trên thực tế, lại thêm Khương Phi Linh thời không năng lực, mới là hắn dám can đảm lao ra lý do. Chỉ có Miêu Miêu, hắn chưa hẳn có thể vứt bỏ Phù Du Quỷ Vương bọn người. Hiện tại thì lại khác, khi thời gian chàng bao phủ toàn trường, phạm vi trải rộng hơn ngàn mét thời điểm, tại lúc này ở giữa chàng trung ương, ra đời một cái cỡ nhỏ thời gian vòng xoáy, cái kia chính là, năm tháng gông xiềng. Cái này năm tháng gông xiềng, hoàn toàn vô hình, trực tiếp bọc tại Phù Du Quỷ Vương trên thân, để tốc độ của hắn, phát sinh rõ ràng nhất hạ xuống, thậm chí còn không bằng chung quanh Tam Nguyên Kiếp Lão. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Phù Du Quỷ Vương hoàn toàn mộng. Hắn trả tại mộng thời điểm, trực tiếp đâm vào lớp kín vô hình trên mặt tường. Cái này lại là cái gì? Phanh phanh phanh. Giống như hắn, không ngừng va chạm vô hình vách tường người, nhiều lắm. Thì đây là không gian tường cường hóa thiên giới vi thành. Hơn ngàn không gian tường, tạo thành một cái vô hình thành trì, đem mạnh nhất một đám kẻ đuổi giết vây quanh, thời không lực lượng điệp ra, đem đám người bọn họ khóa chết ở chỗ này. Dù là chỉ có trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền chạy ra 10.000 mét bên ngoài. Truy! Phù Du Quỷ Vương lại hô một tiếng, Lý Thiên Mệnh đã không còn hình bóng, chỉ có mấy cái Tam Nguyên Kiếp Lão còn truy ở phía trước, tiếp tục tiêu ký vị trí, để hắn còn có thể chạy tới. Thế mà, hắn đã mất đi tiên cơ. Cái này phiền muộn. Nhiều người như vậy, vì Lý Thiên Mệnh mà đến, kết quả hắn chạy. Truyền đi, Phù Du tuyệt đối trách nhiệm trọng đại. Bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, hắn chỉ có thể tiếp tục điên cuồng đuổi theo, Thiên Mệnh thần thành, đồng dạng còn phải phá. Muốn là đuổi không kịp, giết chết bên trong tòa thần thành tất cả đối thủ, đều không đủ để tiết phẫn a. Hắn buồn bực nhất ở chỗ. Bọn họ tự nhận là mò thấy Lý Thiên Mệnh, cho là hắn không thể lại là kẻ đào ngũ, cho nên mới không nghĩ tới, hắn sẽ một người đào tẩu, mà lại thật có thể thành công. Nhưng nói thật, phương diện này, bọn họ xác thực đem Lý Thiên Mệnh mò thấy. Hắn không có làm kẻ đào ngũ. Đào thoát về sau, hắn trực tiếp hướng đông bắc phương hướng mà đi, không lâu sau đó, Phù Phong thần thành, đang ở trước mắt. Các vị, chờ ta. Hắn để Miêu Miêu trở lại cộng sinh không gian bên trong, lặng yên biến mất trong gió, phiêu nhiên tới gần tòa kia xem ra rất ôn nhu thần thành. Phù Phong thần thành bên trong. 6 triệu người bị chạy tới trên đường phố. Âm lãnh cuồng phong, tại trên đường phố mãnh liệt thổi qua đi. Vô số thút thít, kêu rên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người ôm cùng một chỗ, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Bọn họ lấy khủng hoảng ánh mắt, nhìn lấy Phù Phong thần thành chính giữa. Mỗi người, sắc mặt trắng bệch, hai mắt run rẩy, bọn họ há to mồm, lại hô không lên tiếng, toàn thân trên dưới, trong đó bao gồm cả linh hồn, đều đã bị hoảng sợ lấp đầy. Chói tai tiếng khóc. Đối một ít người tới nói, bất quá là thư thái nhạc khúc. Đó là một cái u ám nữ tử, nàng đi chân trần đứng trên mặt đất, váy dài kéo tại sau lưng, đường cong 10 phần rung động lòng người, cái kia ám tử sắc bờ môi, càng có 10 phần lãnh diễm. Tất cả mọi người sợ nàng. Động lòng người nhóm càng sợ chính là. Bên cạnh nàng, chiếm cứ một đầu dài đến hơn ngàn mét màu xám nhục trùng. Trên người của nó, có lít nha lít nhít con mắt màu xám. Tối thiểu có 10 vạn con. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn ngàn mét lớn lên cự trùng, tuyệt đối là cộng sinh thú bên trong trường hợp đặc biệt. Cái này màu xám nhục trùng, nằm ngang ở Phù Phong thần thành trung ương, ngoại trừ trên thân thể cái kia lít nha lít nhít ánh mắt, nó làn da, có thể nói là 10 phần bóng loáng. Cái kia mấy trăm ngàn ánh mắt, cũng không bởi vì số lượng đông đảo mà ngốc trệ, mỗi một con mắt, đều giống như có đơn độc thần trí. Bọn họ chuyển động, có nhìn bên trái, có
có nhìn bên phải, còn có nhìn lên bầu trời, dường như cái này màu xám cự trùng thể nội, cất giấu vô số thú nhỏ. Nó thậm chí không có miệng. Dạng này một cái kinh khủng nhục trùng, tản ra mùi hôi mùi vị, tại lầu các ở giữa du thoán, chỗ đến, gây nên từng trận hoảng sợ tiếng kêu khóc âm. Bắt đầu so sánh, tử linh quỷ vương mặt khác ba cái cộng sinh thú, tử linh quỷ hỏa bạo long, vong linh minh hà quỷ phượng cùng yêu linh vong phong kỳ lân, đều lộ ra rất nhỏ. Cái này ba cái vong linh cự thú, trong mắt tỏa ra lục hỏa, chính canh giữ ở cái này màu xám nhục trùng cùng tử linh quỷ vương bên người. Tại bọn họ trước mắt, là bị nô dịch 6 triệu phù phong thần thành cư dân. Màu xám cự trùng trên thân cái kia 10 vạn con ánh mắt, để mắt tới mỗi người. Kinh khủng không khí, tại cái này băng lãnh mà tử tịch thành trì bên trong bao phủ. Mọi người co lại thành một đoàn, hoảng sợ hóa thành luồng khí lạnh, theo mỗi người lòng bàn chân chui phía trên thân thể của bọn hắn, mặc kệ nam nữ lão ấu, đều tràn đầy tuyệt vọng, kinh hoàng nhìn lấy, trước mắt cái này như ma quỷ một dạng tồn tại. Tử linh quỷ vương đại danh, so huyết ý quỷ vương cùng tử tiêu quỷ vương đều muốn vang dội, nàng tự nổi danh bắt đầu, cũng là viêm hoàng đại lục ở bên trên chúng sinh ác mộng. Nàng thi khôi thi thú đại quân, sẽ chỉ càng lăn càng nhiều, nếu là không người chấn áp, nàng thậm chí có năng lực, đem chọn cái viêm hoàng đại lục, đều biến thành nhân gian địa ngục. Hôm nay, tử linh quỷ vương lần nữa tuyên cáo. Không dùng chạy, không cần sợ, các ngươi sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, hóa thành thi khôi thi thú vì ta mà chiến, các ngươi không có chút nào cảm giác, thì coi như các ngươi cuối cùng bị phanh thây, vậy cũng không có gì, bởi vì là trở thành thi khôi thi thú một khắc này, các ngươi đã chết. Tất cả chuyện tiếp theo, cũng chỉ là một lần, phế vật sử dụng. Kỳ thật các ngươi cần phải cảm tạ ta, bởi vì, ta để cho các ngươi những thứ này hạng người vô năng, vật tận kỳ dụng, phát huy ra các ngươi tiện mệnh, vốn không cụ bị giá trị. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, nghe giống là mẫu thân kêu gọi. Nàng đứng tại cái kia ngàn mét cự trùng trên đỉnh đầu, cao cao tại thượng, lấy ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười, nhìn lấy cái kia ở trước mặt nàng phủ phục run rẩy 6 triệu người, còn có người nhóm cộng sinh thú. Ô ô, càng ngày càng nhiều thê thảm khóc nỉ non, trong đám người vang lên, thời khắc này phù phong thần thành, chính là cực kỳ bi thảm tuyệt vọng ngục. Nghe tiếng khóc, nơi này còn có thật nhiều hài tử thật sao? Các ngươi làm phụ mẫu, thật đúng là tự tư, đem tiểu hài tử đều lưu tại nơi này, là xem thường chúng ta cửu cung thần vực sao? Để người đau đầu a, phải biết, tiểu hài tử giết nhiều, đây chính là sẽ tổn thọ đâu, mà lại, bọn họ coi như thành thi khôi thi thú, cũng không có gì chiến đấu lực. Nàng sau khi nói xong cười một hồi, khiến mọi người coi là, nàng là muốn đem tiểu hài tử thả đây. Không nghĩ tới, sắc mặt nàng lạnh lẽo, nói, không có cách, đến lúc đó, thì để cho các ngươi những thứ này, đã định trước đều là phế vật nhỏ đáng thương trùng nhóm, đi thiên mệnh thần thành đánh trận đầu đi, để những cái kia ra vẻ đạo mạo lũ ngụy quân tử nhìn xem, con của ta đồng thi khôi quân đoàn, mạnh bao nhiêu chiến đấu lực. Nếu như vậy, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Tử linh quỷ vương, ngươi chuyện ác làm tận, một ngày nào đó, thượng thiên sẽ thu ngươi. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Ngươi phát rồ, quả thực xúc sinh không bằng. Trong đám người, có vô số nhục mạ. Nghe đến mấy cái này tiếng mắng, tử linh quỷ vương cái kia u ám ánh mắt, chỉ có đạm mạc ý cười. Đừng nói như vậy, ta đối cửu cung thần vực dân chúng, vẫn là rất tốt. Còn các ngươi, cũng không phải tộc nhân ta, thường nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ta đổ các ngươi, đây chỉ là chiến tranh một bộ phận, nếu là chiến tranh, cái kia liền không có nhân đạo và thiện ác câu chuyện. Hiểu không? Đến mức báo ứng nha, ta theo mười mấy tuổi bắt đầu, liền bắt đầu chế tác thi khôi thi thú, cho đến bây giờ, ta sáng tạo qua mấy chục triệu thi khôi thi thú, thượng thiên cũng không cho ta báo ứng đâu. Ngược lại là ta, liên tục tăng lên, đi tới hôm nay, cho nên a, các ngươi còn là không hiểu, các ngươi tưởng tượng thẩm phán giả, căn bản không tồn tại, nói một cách khác. Ưu tú hơn sinh mệnh, thí dụ như nói ta, mới là của các ngươi thần, hiểu chưa? Tử linh quỷ vương cười khanh khách nói. Ngươi mỗi lần làm ác trước đó, đều muốn dùng loại lời này, đến tự an ủi mình sao? Cái này chẳng phải là càng nói rõ, trong lòng ngươi cất giấu đối không biết e ngại. Trong đám người, có một người nam tử lớn tiếng nói. Ha ha! Tử linh quỷ vương âm u cười lạnh, hắn tay bên trong một đầu màu xám roi dài cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt đem người nói chuyện cuốn lấy, kéo lại. Đối phương còn không có phát ra âm thanh, liền bị bên cạnh nàng tử linh quỷ hỏa bạo long, cắn một cái vào. Tạch tạch tạch, tử linh quỷ hỏa bạo long nhai nhai nhấm nuốt nửa ngày,
bởi vì người kia cộng sinh thú, đã theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, bị nó cùng một chỗ cắn ở trong miệng. Phốc! Nó đem một đống thịt nát phun ra, ngự thú sư cùng cộng sinh thú huyết nhục, hoàn toàn bị nhai nát dính vào nhau. Còn có ai muốn nói chuyện sao? Tử Linh Quỷ Vương hỏi. Phù Phong Thần Thành bên trong, chỉ còn lại có hoảng sợ thút thít. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Bọn nhỏ, những thứ này không có ý nghĩa, chỉ có cường đại, mới là cái thế giới này pháp tắc. Các ngươi rất may mắn, đời này có thể học tập đến cái này chân lý, chờ sau đó đời, nhớ đến muốn làm ta cũng như thế người. Tối thiểu muốn tỉnh nắm thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi, học tập tới rồi sao? Tử Linh Quỷ Vương trên mặt nụ cười ôn nhu nói. Ô ô, bọn nhỏ chỉ biết là thút thít. Khóc, chỉ biết khóc, sống đến lượt các ngươi vĩnh viễn làm tiện súc. Nàng chơi chán. Những người này hoảng sợ cùng run rẩy, có thể tính để cho nàng tại Thiên Mệnh Thần Thành ăn xẹp, quét sạch sành xanh. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên. Ha ha, chờ đó cho ta. Bắt đầu. Luyện chế thi khôi thi thú, có hai cái quan trọng. Đệ nhất, Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, đây là cửu cung thần vực truyền thừa thượng cổ ma công, bên ngoài người xưng là cấm thuật. Thứ hai, thì là nàng đặc biệt đầu thứ tư cộng sinh thú, Mộng Yểm Hồn Trùng. Mộng Yểm Hồn Trùng cùng Phệ Tâm Cự Ma, Thanh Minh Thôn Thiên Trùng khác biệt, nó là thuần túy nhất mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, nó ngoại trừ to lớn, không có chút điểm thần hồn bên ngoài chiến đấu lực. Ngoại trừ hôm nay trường hợp này, nó cơ bản không xuất hiện. Trời sinh nó vì khống hồn mà sinh. 6 triệu người, tăng thêm cộng sinh thú, tối thiểu có 12 triệu, số lượng quá nhiều, các ngươi ba cái cùng một chỗ, trợ giúp chúng ta. Tử Linh Quỷ Vương đối mặt khác ba đầu cộng sinh thú nói. Tốt, cộng sinh hệ thống tu luyện, bọn họ một người bốn thú, có thể lực lượng dùng chung. Ông, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng cùng Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân, cùng Tử Linh Quỷ Vương tổ một. Bọn họ bốn người lực lượng, cộng đồng thi triển Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp. Trước hết giết người, lại tại hài cốt chưa lạnh trong một thời gian ngắn, cấp tốc đem Tử Linh Huyễn Sinh chi lực rót vào thân thể đối phương, thừa dịp thi thể nóng hổi, đem cải tạo thành thi khôi thi thú, mà Mộng Yểm Hồn Trùng tử thể sẽ ở thời điểm này tiến vào thi khôi thi thú thân thể, trở thành hắn chủ nhân mới, từ đó đạt tới khống chế thi khôi thi thú mục đích. Vù vù. Bốn cái, 11 tầng tử kiếp, lực lượng bắt đầu lan tràn, hóa thành màu xám sương mù dày đặc, hướng về cái kia 6 triệu người bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt, gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, trong cùng một lúc, cơ hồ có 100.000 người cùng cộng sinh thú, để Mộng Yểm Hồn Trùng ánh mắt khóa chặt, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Tử Linh Huyễn Sinh chi lực, có thể nhẹ nhõm xâm lấn, giết chết bọn hắn, cải tạo thân thể của bọn hắn, để tử vong lực lượng sinh sôi, thẳng đến thân thể của bọn hắn, nắm giữ Mộng Yểm Hồn Trùng tử thể, ác mộng trùng, sinh tồn hoàn cảnh. Những cái kia từ Mộng Yểm Hồn Trùng sinh ra, đã sớm tung bay trong không khí tiểu trùng, liền sẽ tiến vào thi khôi thi thú. 100.000 một nhóm. 12 triệu trở lên người cùng thú, tổng cộng chia làm hơn 100 cái lượt. Ta không nghỉ ngơi, đại khái cần một ngày thời gian, trung gian không tiện dừng lại, các ngươi năm cái một chút nhìn một chút. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Lê Sơn Ngũ Quỷ trả lời. Bọn họ năm cái, nhìn lấy cái kia Tử Linh Huyễn Sinh chi lực tràn ngập, Mộng Yểm Hồn Trùng trong đám người, như là trường xà một dạng du tẩu. Liền xem như thường thấy hung tàn bọn họ, nhìn đến nguyên một đám người sống sờ sờ, đang giãy giụa, co rút, im ắng trong tiếng kêu thảm, toàn thân u ám, chuyển hóa làm thi khôi thi thú, bọn họ đều có chút rùng mình. Quỷ Vương. Chớ loạn tưởng, đây là chiến tranh, người thắng làm vua, người thua làm giặc, dị tộc sinh mệnh, như là heo chó. Nói cũng phải, bất quá, lực lượng mạnh hơn, địa vị cùng cảm giác thành tựu, quả thật có thể khiến người ta mê muội, một đường đi đến cơ sở, không quay đầu a. Quay lại liền là chết, làm gì quay đầu. Dính đầy máu tanh tay, nước trong rửa không sạch sẽ, thời gian dài, muốn là tay dính nước, người ngược lại muốn dùng huyết đến thanh tẩy. Ai nói huyết so nước tạng, người nào hạ định nghĩa, ta muốn là ưa thích uống máu, cái kia huyết thì so nước sạch sẽ. Không có người trời sinh vô cùng hung ác. Mỗi người làm hết thảy, đều tại trong đầu, đã sớm cho mình giải thích. Cho nên, Tử Linh Quỷ Vương mặt mỉm cười, giết hại lấy trong mắt nàng heo chó. Cho nên, Lê Sơn Ngũ Quỷ ánh mắt bình thản nhìn lấy, nguyên một đám người sống sờ sờ tại thê thảm giãy giụa bên trong,
từ người thành xác chết, lại thành chết lặng thi khôi. Một khi thi khôi sinh ra, người đã chết, trưởng khống thân thể là côn trùng. Côn trùng, thành người chủ nhân. Lê Sơn Ngũ Quỷ khoanh tay, đứng ở trên tường thành, nghênh phong mà đứng. Kỳ thật, bọn họ đủ kiểu nhàm chán. Sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ là vì để không liên hệ người, đừng quấy rầy Tử Linh Quỷ Vương là được. Bốn tòa thần thành đã phá, Thái Cổ Thần Vực cái này một mảnh lãnh thổ, đã là bọn họ Cửu Cung Thần Vực địa bàn. Nếu như chỉ xem bọn hắn năm cái tướng mạo, khả năng rất nhiều người cũng không tin, Lê Sơn Ngũ Quỷ, lại là thân huynh đệ tỉ muội. Bọn họ năm người, đều lớn lên hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả bọn họ cộng sinh thú, đều hoàn toàn khác biệt. Năm cái thân huynh đệ tỉ muội đều thành tam nguyên kiếp lão, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, thì bọn hắn một nhà. Lão đại của bọn hắn, người xưng, Thanh Trưởng Thiệt. Bởi vì, hắn có một đầu, rất dài thanh sắc đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia duỗi thẳng thời điểm, tựa như là một thanh trường kiếm, phía trên thậm chí còn có gai ngược. Thanh Trưởng Thiệt thích nhất sự tình, cũng là đem cái này lưỡi dài, vào lồng ngực của người khác bên trong, đem nhân tâm phổi cho lôi ra đến, ăn một miếng đi vào. Cửu Cung Thần Vực không cấm cấm thuật tu luyện. Tại cái kia một mảnh thổ địa, đặc thù công pháp hoành hành, hắn tác dụng thậm chí vượt qua chiến quyết. Đây cũng là Cửu Cung Thần Vực cường đại một trong những nguyên nhân. Bọn họ lão nhị, tên là Xích Huyết Yêu. Đây là một nữ tử, lại có làn da màu đỏ ngòm, xem ra rất xấu xí. Thế nhưng là, nàng đối dung mạo, cũng không có cái gì cái gọi là. Nàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là Huyết Ý Quỷ Vương đại đệ tử. Huyết Ý Quỷ Vương là Tử Linh Quỷ Vương huynh trưởng, cho nên, nàng vì Tử Linh Quỷ Vương hiệu lực. Bọn họ lão tam, ngoại hiệu gọi, Huyền Thần Bạch U. Đây là một cái nam tử mặc áo bào trắng, toàn thân da thịt đồng dạng trắng bệch. Hắn thật cao gầy gò, xem ra rất suy yếu, nhưng một đôi mắt hiện lên màu xanh bóng sắc, tựa như là trong bóng tối ma chơi. Hắn cái ngoại hiệu này, khẳng định cùng hắn cộng sinh thú, có quan hệ rất lớn. Bọn họ lão tứ, ngoại hiệu gọi Kim Linh Quỷ Kỵ, đây là một cái cao lớn khôi ngô nam nhân, thân cao đạt tới 3-4 mét trở lên. Không biết hắn là dùng bí pháp gì, thúc sinh ra như thế hình thể, xem ra cường tráng như trâu. Bọn họ nhỏ nhất muội muội, tên là Mộc Mộc Tử. Nữ tử này có mái tóc màu xanh lục, xem ra như cái ốm đau bệnh tật thiếu nữ. Nàng ánh mắt trắng xám, đứng ở trung ương. Vừa rồi những cái kia, huyết cùng nước, ngôn luận, cũng là theo trong miệng nàng nói ra được. Kỳ thật, trên cơ bản chỉ có Cửu Cung Quỷ Tông người mới sẽ biết, Lê Sơn Ngũ Quỷ bên trong, bọn họ nhỏ nhất muội muội, Mộc Mộc Tử, mới là trong bọn họ lớn nhất lời nói có trọng lượng một vị. Bởi vì, nàng nhỏ tuổi, thiên phú cao, nghe nói Thanh Minh Quỷ Vương chết về sau, tương lai thứ 9 Quỷ Vương vị trí, chính là vì nàng giữ lại. Mộc Mộc Tử cùng Lý Thải Vi là một thế hệ. Nàng ngoại trừ không thể che lại Lý Thải Vi, người cùng thế hệ bên trong, cơ bản không có địch thủ. Không tính Lý Thải Vi, nàng hẳn là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, trẻ tuổi nhất tam nguyên kiếp lão. Bọn họ năm cái đi theo Tử Linh Quỷ Vương, đã hơn 40 năm. Trước đây tại Ngũ Hành Thần Vực, bọn họ Lê Sơn Ngũ Quỷ, liền đã lập xuống chiến công hiển hách. Tử Linh Quỷ Vương thời khắc đem bọn hắn mang theo trên người, có thể thấy được đối bọn hắn coi trọng. Giờ phút này, tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong. Tử Linh Quỷ Vương hao phí đại lượng tinh lực, rốt cục đem Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, chính thức khởi động. Hoàn toàn mới thi khôi thi thú đại quân, nguyên một đám bắt đầu sinh ra. Dù là những thứ này thi khôi thi thú, có thể sử dụng thời gian rất ngắn, dùng để công kích thiên mệnh thần thành, đầy đủ. Thì tại thời khắc như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới, một gốc đại thụ che trời, bỗng nhiên xuất hiện tại thượng phong chỗ. Vĩnh Dạ Ma Chú, thi triển. Ước vạn ám tinh phấn hoa, theo gió chạy nhanh đến, bao phủ tại Tử Linh Quỷ Vương trên không. Mà lại, số lượng càng ngày càng nhiều. Ám tinh phấn hoa chỉ là điểm điểm tinh quang, thực sự quá nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Thế mà, nó lại đối mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể, có kinh khủng kỳ hiệu. Nếu như những thứ này chỉ có con muỗi lớn nhỏ ác mộng trùng, đã tiến vào thi khôi thi thú thân thể, bọn họ có thể sử dụng thi khôi thi thú huyết nhục, đến bảo vệ mình, trốn, ám tinh phấn hoa không dễ dàng giải quyết bọn họ. Có thể mấu chốt là, lúc này, mộng yểm hồn trùng chung quanh, tối thiểu có 30 triệu trở lên ác mộng trùng, nổi bồng bềnh giữa không trung, đang đợi trưởng khống thi khôi thi thú đây.
Tương đương những ký sinh trùng này, đều còn không có ký chủ. Tử linh quỷ vương hiệu suất, tạm thời không có khả năng, sáng tạo nhiều như vậy thi khôi thi thú. Sau đó, những thứ này nổi bồng bềnh giữa không trung ác mộng trùng, vốn là linh hồn đại sư, lại bị ám tinh phấn hoa xâm lấn thân thể. Nhỏ bé tử thể, trong lúc nhất thời thần trí đại loạn, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi đi loạn. Thậm chí, chém giết lẫn nhau. Căn bản không nghe mộng yểm hồn trùng trưởng khống. Cái này khiến tử linh quỷ vương trình tự, một chút liền bị làm rối loạn. Nói thật, tử linh quỷ vương chính là không bao giờ thiếu ác mộng trùng. Cái kia mộng yểm hồn trùng hơn ngàn mét to lớn thân thể, có thể sinh vô cùng vô tận tử thể. Có thể mấu chốt là, ám tinh phấn hoa số lượng, hoàn toàn không so với chúng nó thiếu. Cứ như vậy, coi như nàng tử linh huyễn sinh bí pháp, không có bị ảnh hưởng, mộng yểm hồn trùng trưởng khống phương diện, lại nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Thi khôi thi thú tại chế tác sau khi hoàn thành, không có ác mộng trùng tỏa chấn, chẳng mấy chốc sẽ phát cuồng, không bị khống chế, hoắc loạn mà chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ quái a, mộng yểm hồn trùng đau đầu nói. Lê Sơn ngũ quỷ, đi về phía nam mới nhìn xem. Tử linh quỷ vương hét lớn. Lần trước tại thiên mệnh thần thành, bọn họ đến bây giờ đều còn chưa hiểu, Lý Thiên Mệnh đến cùng như thế nào phản khống chế thi khôi thi thú, cho nên còn không có ý thức được vấn đề. Vâng, bọn họ năm cái lập tức hành động. Tình huống như thế nào? Không biết. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh vị trí, cách bọn họ cũng không xa. Khi bọn hắn xông lên mây xanh, đi về phía nam mới đi trong nháy mắt, liền thấy một gốc đại thụ che trời. Cái kia đại thụ bên trên có ba đóa cự hoa, hết sức rõ ràng. Quỷ vương, là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Thanh trưởng thiệt, vội vàng bẩm báo. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tử linh quỷ vương ngây ngốc một chút. Hẳn là hắn cây này dở cho quỷ. Mộng yểm hồn trùng nói. Các ngươi năm cái, trước phân ra hai người, xem xét chung quanh có không có người nào khác, còn lại ba cái đem người này bắt chém giết. Mặt khác, lập tức phái người về Thiên Mệnh thần thành, nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống. Tử linh quỷ vương nói. Vâng, ta tạm thời không thể động, các ngươi cẩn thận một chút. Tử linh quỷ vương nói. Quỷ vương yên tâm. Nơi này cũng không phải thiên tinh cảnh. Năng lực của hắn, thì tương đương với thất bát trọng sinh tử kiếp cảnh A. Năm cái 10 tầng sinh kiếp tam nguyên kiếp lão, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Lý Thiên Mệnh lần trước động thủ, vẫn là ác chiến huyết ý quỷ vương, đó còn là tại thiên tinh cảnh bên trong. Hiện tại thiên tinh cảnh bạo phá mới không đến 5 ngày. Bọn họ nếu có thể nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đã liền phá 2 trọng, còn có Khương Phi Linh phụ linh, đó mới lạ. Ông. Lê Sơn ngũ quỷ lập tức hành động. Trong đó, xích huyết yêu cùng mộc tử hai nữ nhân, lập tức phân đến hai bên, tìm tòi những vị trí khác người tới. Thanh trưởng thiệt, khuyển thần bạch u cùng kim linh quỷ kỵ ba người, thì theo ngay phía trước đánh thẳng tới. Hẳn là gốc cây kia, ảnh hưởng tới quỷ vương, trước hủy đi cây này. Thanh trưởng thiệt nói. Minh bạch, khi bọn hắn vượt qua mấy chục con đường, bất ngờ nhìn đến phía trước có một mảng lớn đất trống. Cái kia đại thụ thì cắm rễ tại cái này trên đất trống. Tại cái này cự dưới cây, lại có một đầu như núi cao cự thú. Cái kia cự thú có một đôi đầu rồng, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn thiên động địa nhìn lấy bọn hắn. Tại cái này cự thú phía trên, còn có một cái thiếu niên tóc trắng. Đến mức Lý Thiên Mệnh trên bờ vai huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, lần nữa bị không để ý đến. Quả nhiên là hắn. Làm thịt hắn. Huynh đệ bọn họ ba người cùng nhau giống lên một tiếng, 10 tầng sinh kiếp cuồng bạo lực lượng bạo phát. Chết! Tại xuất thủ thời điểm, ba người bọn hắn cộng sinh thú, đồng thời theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Trong đó, cái kia thanh trưởng thiệt cộng sinh thú, chính là một cái to lớn màu xanh biếc con cóc. Kỳ danh là, Hồn Thiên Hoa Ma. Hắn thân thể dài rộng, toàn thân đều là độc phao, trong khi miệng há mở thời điểm, một đầu đỏ như máu đầu lưỡi, lại có 500 mét dài. Quả nhiên, nó cùng thanh trưởng thiệt, là một đôi trời sinh. Vị thứ hai khuyển thần bạch u, hắn cộng sinh thú, chính là một đầu màu tái nhợt ác khuyển. Nó lại có 5 cái đầu, toàn bộ chồng chất tại trên cổ. Mỗi một cái đầu, đều tại lạch cạch chảy ngụm nước. Có thể nhìn đến, con mắt của nó, có hơn 880 điểm sao. Đây là, địa ngục u hồn khuyển, chuyên môn thích ăn đầu người. Thường thường một cái đầu người, đều muốn 5 cái đầu chó. Phân mà ăn chi, tương đương tàn bạo. Đến mức kim linh quỷ kỵ, cộng sinh thú,
chính là một đầu kim cương tê giác, kỳ danh là thiên kiếm kim cương tê. Có thể nhìn đến, trên thân thể của nó mọc đầy kiếm hình thái gai nhọn, thoạt nhìn như là một đầu con nhím, cương mãnh mà tàn bạo. Cái kia kim linh quỷ kỵ, tay cầm một thanh kim sắc trường mâu. Hắn đứng tại cái này thiên kiếm kim cương tê trên đỉnh đầu, như là kỵ binh, hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu đánh thẳng tới. Còn có hai nữ tử, cũng để mắt tới bọn họ. Chỉ là, các nàng tạm thời không có động thủ, mà là tại càn quét chung quanh, một khi phát hiện Lý Thiên Mệnh cũng không có trợ giúp, đoán chừng lập tức liền sẽ tới. Các huynh đệ, bảo vệ tốt tiên tiên, đạt thành quấy rầy mục đích. Dù sao, không thể để cho Tử Linh Quỷ Vương đạt được. Nàng muốn là tới, chúng ta liền chạy, hắn không lên đây, chúng ta thì cùng cái này Lê Sơn Ngũ Quỷ, tử chiến đến cùng. Lê Sơn Ngũ Quỷ, đây chính là năm cái 10 tầng sinh kiếp, mà lại trên người bọn họ, cũng không có phong cấm kết giới. Linh Nhi, nhờ vào ngươi. Yên tâm, chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh, không là một người tại chiến đấu. Hắn vừa mới đã đến, chỉ là, hắn nhất định phải đợi đến Tử Linh Quỷ Vương bắt đầu tiến trình, hắn mới có thể xuất hiện, quấy rối. Hắn tận mắt thấy thi khôi thi thú sinh ra, thấy được nàng đem người sống sờ sờ, cải tạo thành thi khôi tàn khốc quá trình. Đây hết thảy, đem trong lòng của hắn hỏa diễm, thiêu đến càng thêm hừng hực. Lên! Ông! Lý Thiên Mệnh sau lưng, đã lâu không gặp, Thiên Chi Dực, lại lần nữa triển khai. Lần này, liền Thiên Chi Dực đều cường hóa. Ong ong ong! Lý Thiên Mệnh sau lưng, xuất hiện 6 cái trong suốt vũ dực. Làm hắn vỗ cái này 6 cánh thời điểm, mặc kệ là tốc độ, linh hoạt, đều đề cao đến trình độ khủng bố. Mấu chốt nhất là, ngự không chiến đấu lực tăng vọt. Nói thật, thiên chi thánh cảnh liền có thể ngự không, sau đó theo tu vi kéo lên, có khả năng ngự không độ cao tăng lên, còn có thể không chung chiến đấu. Chỉ là, đối tất cả ngự thú sư tới nói, trận chiến dưới mặt đất đấu khẳng định càng mạnh. Nhất là đối lam hoang loại này cộng sinh thú tới nói. Tránh thức thích ứng không chung chiến đấu, vẫn là những cái kia từ nhỏ đã có cánh, quen thuộc phi hành cộng sinh thú, nói thí dụ như huỳnh hỏa. Cho nên, thiên chi dực tránh thức tăng cường, là Lý Thiên Mệnh không chung chiến đấu lực. Tất cả mọi người có thể ngự không, có thể ngự hư không cùng không chung chiến đấu, cải biến cũng không cùng. Làm hắn nắm giữ 6 cái thiên chi dực thời điểm, hắn thậm chí so phi hành cộng sinh thú còn muốn linh hoạt. Vù vù, Lý Thiên Mệnh trong tay nắm một đôi đông hoàng kiếm, bạo sát mà ra. Tại lúc này khắc, Khương Phi Linh thời gian chàng đã triển khai, đồng thời còn điệp ra Lý Thiên Mệnh đế vực kiếm hoàng kết giới, cùng lúc đó, thiên giới vi thành đồng dạng tại trong lúc vô hình sinh ra. Linh Nhi trợ giúp ta, đã sớm không chỉ là phụ linh tăng lên lực lượng đơn giản như vậy. Mặc kệ là thời gian, không gian cùng thiên chi dực, dùng đến tốt, đối với địch nhân hạn chế sẽ tương đối lớn. Tỷ như lúc này thời điểm, thời gian chàng diễn sinh ra, năm tháng gông xiềng, bọc tại phía trước nhất thiên kiếm kim cương tê trên thân, chỉ thấy cái này kim cương cự thú, trực tiếp bay đi, tại chỗ mới ngã xuống đất, đem kim linh quỷ kỵ vung bay ra ngoài. Cái kia lớn như vậy thân thể, hướng về Lý Thiên Mệnh lăn đi qua. Phanh phanh phanh, thiên giới vi thành phong tỏa Lý Thiên Mệnh chung quanh tất cả ngõ ngách, một chiêu lợi hại này ở chỗ, Khương Phi Linh còn có thể tùy thời điều chỉnh. Những thứ này không gian tường đều tại trong lòng bàn tay của nàng hoàn mỹ biến hóa, dẫn đến Lý Thiên Mệnh bọn họ đều không bị ảnh hưởng, ngược lại là đối phương, bất kể thế nào hành động, chung quanh đều có không gian tường. Bây giờ không gian tường cường độ, cũng tăng lên rất nhiều. Đây đều là thủ đoạn gì? Đối phương quả thực mộng. Vốn là, Lý Thiên Mệnh có tiên tiên khống chế năng lực, đầy đủ trên chiến trường xưng vương xưng bá, hiện tại tăng thêm Khương Phi Linh thời không khống chế, tuyệt đối càng thêm nghịch thiên. Tại chiến đấu thủ đoạn phương diện, Lý Thiên Mệnh bọn họ cái đoàn đội này, xác thực đã đăng phong tạo cực. Thì ngắn ngủi như thế trong nháy mắt, tiên tiên thánh quang đằng mạn đã đến chỗ lan tràn, vệ huyết kiếm vũ lao vút. Lam Hoàng thậm chí lại lần nữa thi triển trạm Lam Hải Ngục, đem trước mắt đất đai, toàn bộ hóa thành nước biển, nó tiến vào trong đó, thiên trọng tinh hoàn vừa mở, hóa thân rảo sát máy móc, khóa chặt nện vào trong nước thiên kiếm kim cương tê. Đương đương đương, cái kia thiên kiếm kim cương tê kiếm hình gai nhọn, bị nó trực tiếp chém đứt. Lam Hoàng có thanh linh tháp về sau, đem chiến đấu làm thành chơi đùa, trực tiếp nhào tới, đối với những cái kia trường kiếm một trận cắn xé, dù là miệng bị đâm nát, nó nhiều lắm là quái khiếu vài tiếng, sau đó tiếp tục cắn xé. Đừng nhìn ra hỏa này bình thường sợ đau, kỳ thật thực chất bên trong chính là thật là mạnh thú,
chỉ cần hưng phấn lên, chơi, có thể đem đau đớn đều quên hết. Cái kia thanh linh tháp chính là cho nó chế tạo riêng, hiệu quả rõ ràng. Nó thương thế trên người, lấy tốc độ khủng khiếp khép lại, mà cái kia thiên kiếm kim cương tê chỉ có thể tiếng kêu rên liên hồi, từng khối huyết nhục để hắn cắn xé xuống dưới. Lăn đi, kim linh quỷ kỵ xuyên phá sóng biển, trong tay trường mâu bạo phát ra chướng mắt kim quang, trực tiếp đâm vào Lam Hoang trên cổ, vậy mà trực tiếp xuyên thủng, tận gốc chui vào, có thể thấy được hắn cường hãn. Chết đi ngươi, kim linh quỷ kỵ cười lạnh. Cái quái gì, ngươi cầm một cây tăm, thì muốn giết ta. Lam Hoang cười ha ha, tại đối phương ánh mắt đờ đẫn bên trong, giơ lên cái kia to lớn long chảo, trực tiếp đập vào kim linh quỷ kỵ trên thân, đem hắn đập vào bùn dưới đất tương bên trong. Cùng lúc đó, nó duỗi ra to lớn long chảo, đem cái kia dài 5 mét kim sắc trường mâu, theo huyết nhục bên trong nắm đi ra, trong vết thương màu xanh trắng dòng nước ấm xông tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thật là thoải mái a, cái này tiểu tháp tháp. Lam Hoang gào thét một tiếng, triệt để điên rồi. Nó cái kia giọng đưa tới biển động, lớn như vậy thân thể ở trong nước linh hoạt biến hóa, đem thiên kiếm kim cương tê cùng cái kia, hồn thiên oa ma, đều kéo tiến vào trong nước. Xì xì xì. Hồn thiên oa ma trên người bọng máu, không ngừng tuôn ra màu xanh biếc độc dịch. Độc kia dịch bên trong, lại có lít nha lít nhít, đến 10 triệu tiểu độc trùng, hướng về Lam Hoang thân thể chui tới. Hồn thiên oa ma cũng không phải là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, những thứ này cất giữ trong thân thể độc trùng, cùng nó là một loại kỳ lạ cộng sinh quan hệ. Nó lấy độc dịch nuôi nấng độc trùng, để hắn trong thân thể sinh sôi mà thôi. Cùng lúc đó, nó cái kia huyết đầu lưỡi đỏ, hóa thành cự kiếm, cũng tại chặt chém Lam Hoang. Các loại thần thông sử dụng, làm đến cái này chạm Lam Hải ngục bên trong, một mảnh hỗn độn, nước biển bạo loạn. Đáng sợ là, Lam Hoang lấy một địch hai, dựa vào thanh linh tháp, quả thực là chống được. Chết! Hồn thiên oa ma ỷ có thiên kiếm kim cương tê kiềm chế, đem chính mình cự kiếm kia lưỡi dài, theo Lam Hoang phần cổ vào đi, trong lúc nhất thời, máu me khắp người. Tại nó cho rằng có thể chung kết thời điểm chiến đấu, không có nghĩ tới tên này một cái khác đầu rồng, trực tiếp cắn lấy đầu lưỡi của nó phía trên. Cút! Thanh âm còn không có hô lên đến, Lam Hoang một miệng đem đầu lưỡi của nó, trực tiếp cắn đứt. Nó đem đầu này vào thân thể chỉ ít hơn 10 mét đầu lưỡi, xinh xinh rút ra. Cái này vốn là chí mạng trọng thương, có thể để hồn thiên oa ma run rẩy là, Lam Hoang vết thương, còn tại khép lại. Mà lại, gia hỏa này còn hú lên quái dị, trực tiếp nhào tới, cưỡi tại hồn thiên oa ma trên đầu, trên người thiên trọng tinh hoàn, điên cuồng rảo sát, đem hồn thiên oa ma huyết nhục xé rách. Hồn thiên oa ma lúc này mới nhớ tới nọc độc của nó, chui vào Lam Hoang thân thể, hiệu quả tốt giống cũng không lớn. Đó là bởi vì, hắn phần lớn độc trùng, trực tiếp bị tiên tiên màu đen sợi dễ ăn. Đây là dưới nước chiến đấu, Lam Hoang dựa vào thanh linh tháp trực tiếp chúa tể chiến trường. Thế mà, trên nước chiến đấu, mới chính thức nổ tung. Đối phương đều muốn hủy đi tiên tiên, thanh trưởng thiệt cùng khuyển thần bạch u, lại thêm bò ra tới kim linh quỷ kỵ đều ở nơi này. Lại thêm cái kia địa ngục u hồn khuyển, hết thảy 4 người, đối mặt Lý Thiên Mệnh một người hai thú. Miêu Miêu ngăn cản tại kim linh quỷ kỵ trước đó, Huỳnh Hỏa cùng đi cùng thanh trưởng thiệt so đấu kiếm thuật, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đối mặt khuyển thần bạch u cùng hắn địa ngục u hồn khuyển. Giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu, tin sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. A, à, cái kia khuyển thần bạch u trong tay có một cái kiếm luân, nắm giữ 14 điều kiếp văn, tên là Trảm Mệnh Luân. Lên! Bọn họ một người một thú, trùng sát mà đến. Cái kia địa ngục u hồn khuyển, trực tiếp phun ra nóng rực màu trắng liệt diễm, hình thành đầy trời biển lửa, hướng về Lý Thiên Mệnh cuốn tới. Phanh phanh phanh! Không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh trước mắt, chỉ là Khương Phi Linh không gian tường, đều thẳng tiếp chặn ngọn lửa này. Thậm chí, cái kia năm tháng gông xiềng còn trực tiếp bọc tại địa ngục u hồn khuyển trên thân, để hắn vọt tới trước tốc độ, bị khuyển thần bạch u kéo ra. Cái kia khuyển thần bạch u đã thi triển Trảm Mệnh Luân, cùng Lý Thiên Mệnh trùng sát cùng một chỗ. Chết! Lý Thiên Mệnh tay trái chấn hồn chi đồng một phương, hai tay cầm kiếm. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Kiếm trận buông xuống. Cửu Thiên Hung Hồn tề tụ, vạn kiếm quy nhất, kiếm trận nghiền ép, quả thực bẻ gãy nghiền nát. Làm! Khuyển thần bạch u chiến quyết rất mạnh, cái kia Trảm Mệnh Luân trong lúc nhất thời hóa thành trên trăm, theo bốn phương tám hướng. Đem Lý Thiên Mệnh Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, xé rách hơn phân nửa. Người có thể giết ta,
ta liền có thể giết ngươi. Hắn tự tin cười lạnh. Thế mà, để hắn đờ đẫn là, Lý Thiên Mệnh căn bản không né tránh. Hắn một đường vào tới trước, lấy hung tàn nhất tư thái, liên tục hai kiếm. Đệ nhất kiếm, phá vỡ trước mắt hắn Trảm Mệnh Luân. Đệ nhị kiếm, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ây! Huyền thần Bạch U Mộng một chút. Dù sao, hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh đồng dạng bị Trảm Mệnh Luân trúng đích. Lý Thiên Mệnh ở ngực, bị xé nứt ra một đạo cự đại vết máu, thậm chí ngay cả xương cốt đều gãy mất mấy cây. Ngươi cùng ta lấy mạng đổi mạng, Huyền thần Bạch U trước khi chết, phát ra khó có thể tin cười thảm. Suy nghĩ nhiều, ngươi nhiều lắm là, có thể đến lượt ta một sợi tóc. Lý Thiên Mệnh chỉ lồng ngực của mình, cái kia như tê liệt vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Đây chính là bất tử chi tháp uy lực kinh khủng. Không có khả năng. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh giơ kiếm quét qua, chém đứt đầu của hắn, sau đó trực tiếp nhào tới cái kia địa ngục u hồn khuyển. Cái này là đối phương cái thứ nhất người chết trận. Khuyển thần Bạch U cũng không phải là không mạnh, chỉ là gặp liền mệnh đều không muốn Lý Thiên Mệnh, để hắn tại trong kinh ngạc tử vong. Hắn làm sao biết, Lý Thiên Mệnh căn bản rất khó chết. Dạng này một màn, huynh đệ tỉ muội của hắn nhóm, đều thấy được. Lão Tam. Trong lúc nhất thời, Lê Sơn Ngũ Quỷ tròn mắt tận nứt. Kỳ thật đây hết thảy, phát sinh thời gian rất ngắn. Xích Huyết Yêu cùng Mộc Mộc Tử, vừa muốn tìm Lý Thiên Mệnh lặn đang giúp đỡ, bên này Khuyển Thần Bạch U thì không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, hai vị này trực tiếp thêm vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh phải cảm tạ bọn họ, cẩn thận, bằng không trực tiếp lấy một địch năm, có Thanh Linh Tháp đoán chừng đều nhìn không được. Về phần hiện tại, lấy một địch, bốn cái nửa, hắn triệt để không sợ. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Ánh mắt của hắn đỏ thẫm, nhìn lấy liếc một chút Tử Linh Quỷ Vương phương hướng. Hắn thấy được cái kia dài ngàn mét màu xám nhục trùng, thấy được nó trên thân lít nha lít nhít ánh mắt. Lý Thiên Mệnh trong mắt, sát cơ điên cuồng sinh sôi. Nó, cũng là hết thảy tội nghiệt khởi nguyên. Khuyển thần Bạch U cái chết, tất nhiên để Lý Thiên Mệnh, tiếp nhận hung tàn hơn công kích. Mỗi một đạo công kích, cơ hồ đều chí mạng. Thanh Trưởng Thiệt, Xích Huyết Yêu, Kim Linh Quỷ Kỵ cùng Mộc Mộc Tử bốn người, trừng to mắt, nhìn lấy Khuyển thần Bạch U thi thể không đầu, cứ như vậy nện vào Trạm Lam Hải Ngục bên trong. Ngay sau đó, cơ hồ tại rất ngắn thời gian bên trong, cái kia Lý Thiên Mệnh song kiếm hợp nhất. Trong tay trái một đạo màu đỏ thẫm xiềng xích lao vút mà ra, quấn quanh ở cái kia địa ngục u hồn khuyển trên đầu, gai nhọn vào huyết nhục. Chết! Tà ma phía trên bạo phát mãnh liệt lực đạo, đem năm cái đầu địa ngục u hồn khuyển kéo đi qua, cái này 10 tầng sinh kiếp cự thú, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, tựa như là sủng vật cẩu giống như, bị hắn kéo đến trước mắt, lại đơn tay nắm chặt hợp làm một thể đông hoàng kiếm. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Liên tục lưỡng kiếm. Chỉ bất quá từ cùng một thanh kiếm thi triển đi ra, phương diện tốc độ chậm, lực sát thương lại càng hung mãnh. Cái kia hắc kim sắc trọng kiếm chặt chém phía dưới, bị tà ma kéo lấy địa ngục u hồn khuyển, cơ hồ tương đương dùng đầu, tới đón Lý Thiên Mệnh kiếm. Răng rắc, liên tục lưỡng kiếm hung mãnh chặt chém, ác quỷ oan hồn kinh thiên, xoẹt hai tiếng, máu tươi vẩy ra. Ba ba, địa ngục u hồn khuyển hai cái đầu bay ra ngoài, còn lại ba cái đầu, phát ra xé rách kêu thảm. Hắn trên thân cái kia mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, nhào tới Lý Thiên Mệnh trên thân, ầm vang nổ tung. Nó mượn cơ hội này, tránh thoát tà ma chạy trốn, xem như chạy thoát. Cùng lúc đó, sự trợ giúp của nó, cơ hồ ngay đầu tiên, toàn bộ đều đến. Lê Sơn Ngũ Quỷ ngoại trừ chết đi Khuyển thần Bạch U cùng bị huỳnh hỏa dây dưa Thanh Trưởng Thiệt, còn lại Xích Huyết Yêu, Mộc Mộc Tử cùng Kim Linh Quỷ Kỵ, toàn bộ vây giết Lý Thiên Mệnh. Lão Tam đi. Trong ánh mắt của bọn hắn, ngoại trừ đẫm máu cửu hận bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin rung động. Gia hỏa này là quái vật gì? Có phải hay không ngày mai, hắn thì Viêm Hoàng Đại Lục vô địch? Hắn mới là hiên viên si chuyển thế đi. Nói không chừng là hiên viên đại đế chuyển thế. Đã không có ngôn ngữ, có thể hình dung bọn họ lòng run rẩy tạng. Bọn họ người thiếu niên trước mắt này, đã phá vỡ Viêm Hoàng Đại Lục hết thảy quy tắc. Hắn nghịch thiên quật khởi. Để nguyên bản bày mưu tính kế bọn họ, hiện tại trong lòng đều sinh ra khủng hoảng. Không phải nói Lý Thiên Mệnh thực lực hôm nay, đáng sợ tới trình độ nào, mà chính là hắn tốc độ phát triển, đã đạt đến làm cho cả cửu cung quỷ tông, đều phát run cấp độ. Trước kia luôn cho là bởi vì thiên tinh cảnh, hắn có thể muốn làm gì thì làm.
Hiện tại theo thiên tinh cảnh đi ra, lúc này thời điểm, chúng ta mới ý thức tới, đứa trẻ này khủng bố a. Nhìn lấy cái kia nắm đông hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, không có chút nào e ngại thiếu niên, bọn họ tâm thần hỗn loạn. Chớ ngồi ý ở đó, tranh thủ thời gian làm thịt hắn, cái gì ác mộng cũng sẽ không có. Thì coi hắn là hiên viên đại đế chuyển thế, thế nào? Chuyển thế sẽ không chết sao? Xa xa thanh trưởng thiệt, làm Lê Sơn ngũ quỷ đại ca, hắn lại bị huỳnh hỏa đùa nghịch xoay quanh, tâm tính trực tiếp thì nổ. Giết hắn! Kẻ này hẳn phải chết, không có hắn, một nguyên nhất định diệt vong. Hôm nay là cơ hội thật tốt. Một lần ánh mắt đối mặt, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hôm nay cơ hội, đến cùng đến cỡ nào hiếm thấy. Tất cả mọi người, cùng một chỗ vây công. Bọn họ cộng sinh thú số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng bởi vì thiếu, ngược lại đơn thể khả năng càng mạnh. Trong đó, xích huyết yêu cộng sinh thú, tên là tinh hồng hải ma. Đó là một cái tinh hồng sắc biển sâu bạch tuộc, trên thân nắm giữ hơn vạn huyết tinh xúc tu, mỗi một điều trên xúc tu, đều có hơn ngàn giác hút, những thứ này giác hút xem ra 10 phần dữ tợn, làm hoang sáng tạo ra trạm lam hải ngục, có thể nói là nó thích nhất, nó trực tiếp rơi ở trong nước. Cái kia hơn vạn huyết tinh xúc tu điên cuồng co rúm, nhào về phía Miêu Miêu, giác hút ra phun ra vô số xương máu, đem trạm lam hải ngục tại chỗ nhiễm đến huyết hồng. Sau cùng còn có một đầu, mộc mộc tử, cộng sinh thú, vậy mà đạt đến 900 ngôi sao. Một cái bình thường tam nguyên kiếp lão, cộng sinh thú so thần điện điện chủ hoặc là thần soái cũng cao hơn, có thể thấy được nó địa vị. Để Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc chính là, cái này mộc mộc tử cộng sinh thú. Lại là một gốc thực vật hệ cộng sinh thú. Đó là một cái cây. Kỳ danh là U quỷ thụ. Cây này toàn thân xám trắng, cũng không có bao nhiêu lá cây, ngược lại là có thật nhiều hình dáng như móng vuốt cành, xem ra, giống như là có ngàn vạn móng vuốt. Đáng sợ nhất là, không biết vì sao, cây này phía trên vậy mà treo hơn vạn cái thi thể. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, có chút tê cả da đầu. Xem ra, giống như có hơn vạn cái hồng y thanh xuân nữ tử, treo cổ tại cái này U quỷ thụ lên. Làm U quỷ thụ di động thời điểm, cây này hơn vạn hồng y thanh xuân nữ tử, tựa như là linh đang một dạng đong đưa. Thậm chí, các nàng đột nhiên mở mắt, u ám ra thịt, nổi bật cái này huyết hồng hai mắt, lộ ra càng quỷ dị hơn. Cái này hơn vạn cái thanh xuân nữ tử thân thủ nắm lấy treo cổ các nàng dây thừng, trừng to mắt, phát ra để người ra đầu tê dại nghẹn ngào tiếng khóc. Nghe rất làm cho đau lòng người. Có thể Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là, bọn chúng mảnh khảnh trên ngón tay, dài ra tinh hồng sắc móng vuốt, nhếch môi thời điểm, hàm răng cũng biến thành 10 phần bén nhọn. Thi khôi, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không sai biệt lắm, nàng cũng học được tử linh huyễn sinh bí pháp, bất quá, nàng không có ác mộng trùng, dùng chính là loại cây, đến khống chế những thứ này quỷ thắt cổ. Tiên Tiên nói ra, cùng thi khôi khác biệt chính là, những thứ này, thụ thi, quán niệm phi thường lớn, có rất mạnh thần hồn chấn nhiếp lực, rất có thể cũng là treo cổ tại trên ngọn cây này. Mà lại, bọn họ tuy nhiên không nhiều, nhưng là lực lượng bảo tồn càng tốt hơn, đơn thể có thể sẽ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Khởi nguyên thế giới thụ là phá hư tử linh quỷ vương kế hoạch quan trọng, cho nên mộc tử trực tiếp để U quỷ thụ đi đối phó Tiên Tiên. Những cái kia, hồng y thụ thi, là từ U quỷ thụ loại cây cùng cành, thao túng khôi lỗi, tương đương với dùng nhánh cây thay thế thi thể thần kinh, từ đó đạt đến khống chế hiệu quả. Làm cái kia U quỷ thụ, cắm rễ tại khởi nguyên thế giới thụ chung quanh thời điểm, cái kia treo cổ ở phía trên hơn vạn hồng y thụ thi, phát ra sắc nhọn tiếng kêu ré âm, nhào vào Tiên Tiên trên thân, điên cuồng cắn xé. Nó trên người chúng còn có sinh tử kiếp lực tồn tại, lực sát thương xác thực rất mạnh. Không có sao chứ, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không có việc gì, nhìn bản cô nương đánh nó, Tiên Tiên cả giận nói. Cho dù có sự tình, Lý Thiên Mệnh cũng không quản được lên. Bởi vì, hắn đối mặt là mộc tử, xích huyết yêu cùng kim linh quỷ kỵ ba cái 10 tầng sinh kiếp tam nguyên kiếp lão vây công. Cái kia gãy mất hai cái đầu u hồn địa ngục khuyển, đằng sau còn có thể nhào lên. Phốc phốc, chính trong lúc nói chuyện. Lý Thiên Mệnh chặn kim linh quỷ kỵ hung mãnh trường mâu xuyên thấu, sau lưng lại trúng một đạo tên bắn lén. Nguyên lai là cái kia xích huyết yêu. Nàng bay ở trên trời, trong tay huyết sắc cung tiễn không ngừng bắn tên, mỗi một mũi tên cơ hồ đều hóa thành đầy trời mưa máu, gào thét mà đến, một đạo so một đạo hung mãnh. Một tiễn này lần nữa xuyên thủng Lý Thiên Mệnh ở ngực, truyền đến tê tâm liệt phế đau.
Nếu như không phải Thanh Linh Tháp, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã trọng thương, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Thế mà, làm hắn đem cái này huyết tiễn rút lúc đi ra, bộ ngực hắn thương thế, lại lần nữa khép lại, thời gian ba cái hô hấp bên trong, yên ổn không tổn hao gì. Dạng này bất tử chi thân, để Lý Thiên Mệnh chính mình cũng nhìn mà than thở. Lại càng không cần phải nói những đối thủ của hắn. Trên người hắn đến cùng có bảo bối gì? Mà nó, lão tử cũng không tin, đem đầu hắn cho chặt đi xuống, hắn còn có thể sống. Kim Linh Quỷ Kỵ nổi giận gầm lên một tiếng. Hô hô hô! Một đạo lục sắc roi dài, hóa thành đầy trời bóng roi, như là xanh biếc độc xà một dạng biến hóa thất thường, đem Lý Thiên Mệnh phần lưng quất đến da chóc thịt bong, thậm chí sâu đủ thấy xương. Có thể kết quả vẫn là một dạng, hắn nhìn cũng không nhìn cái này mộc mộc tử công kích liếc một chút, trực tiếp hung hãn nhào tới Kim Linh Quỷ Kỵ trước mắt. Nhân đạo chúng sinh kiếm.